Rồi rồi, tới công chuyện này. Hello, mến chào bà con chú bác anh chị gần xa đã quay trở lại kênh YouTube của Lý Lắc Vlog. Mến chúc tất cả quý vị một ngày mới tốt lành. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì mấy ngày hôm nay Lý Lắc cũng ít lên clip, tại vì Lý Lắc ngồi ghế nhiều quá đó quý vị, nó bị bong gân. Bong gân cái chỗ cái đường xương chậu quý vị. Ngồi ghế nhiều, làm máy tính nhiều, ngồi rất là nhiều. Sau đó thì đi xúc cái hồ cá, rồi mình bưng cái xô nước nó sai tư thế, nó bị cái đường cơ nè quý vị, căng cơ, rồi phải đi chạy điện quý vị. Rồi đi mua thuốc nam uống nữa, đủ thuốc tây rồi các kiểu nữa, rồi xoa bóp rồi dán salon bát, salon ship rồi các kiểu, mà nó mới đỡ đỡ quý vị, cũng dám ngồi clip đâu quý vị. Tính kiếm ông nhân thần y Võ Nằm Luôn để ông chị nè cho nằm luôn cho rồi. Chào quý vị nha, quý vị khỏe không? Hôm nay cũng ngày cuối tuần nha, chúc quý vị bên gia đình thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều may mắn trong cuộc sống quý vị nha. Thì kính thưa quý vị, mấy bữa trước thì các anh em YouTube cũng chia sẻ rất là rầm rộ về một cái cô gái nói ở chung cái buồng trại giam Bố Lá với chị Xe Nguyễn Phương Hằng. Thì thật hư nó như thế nào thì Lý Lắc đã tìm hiểu và cái trang TikTok của cái cô gái này á, thì mấy bữa trước á thì lấy một cái tên khác, nhưng mà bữa nay đã đổi là cái tên TikTok khác là tên Uyên Vũ nha quý vị nha. Đó, mấy bữa trước cái tên TikTok của cô gái này là tên là A Còng UIN.UIN-89. Cô này sinh năm 1989. Là cô này thì gốc Thanh Hóa nha mọi người nha, gốc Thanh Hóa. Cô này thì vào Nam lập nghiệp, sau đó thì đến khu vực Gò Vấp để mở những cái quán ăn, rồi mở kinh doanh rất là nhiều dịch vụ. Thì đâu đó thì quý vị cũng biết rồi, kinh doanh quán ăn, thức ăn uống, nhất là quán nhậu hay là gì đó thì chúng ta va chạm rất là nhiều. Thì cô này cũng quen một số anh em, cũng anh em gọi là anh em xã hội. Thì mà như cô này chia sẻ thì mỗi lần mà đãi người ta ăn á thì cũng có phải đi quán bar rồi này nọ. Mà mình đãi người ta đi ăn đi quán bar thì mình phải trả tiền quý vị. Đó là cái luật rồi. Đó là cái luật làm ăn trong cái giới làm ăn mà ăn uống quán nhậu được các kiểu ha. Thì không biết thời điểm năm 2023 thì cô này cuối năm 2022 thì cô này xảy ra cái câu chuyện gì đó gây rối trật tự công cộng với 5-6 người nữa đó, đến một địa điểm nào đó gây rối trật tự công cộng về vấn đề tiền bạc hay là làm ăn gì đó, thì cô này mới bị bắt nha. Rồi đi cũng rất là nhiều nơi, thì quý vị cũng biết rồi, cái nơi tạm giam rồi cái nơi bắt đầu là lên Bố Lá là cái nơi bắt đầu là giam ở đó để mà làm luật ở đó, hoặc là tới đó để mà đi lao động các kiểu ha. Rồi thì cô này cũng có chia sẻ rất là nhiều điều. Trên cái trang TikTok của cô này thì chia sẻ rất là nhiều clip nói về cái vấn đề mà sinh hoạt cũng như ở trong trại giam như thế nào, rồi cuộc sống như sao, rồi trong đó có gia chạm nhau hay không, rồi cái khó khăn nào ở trong đó, rồi cái ngày đầu tiên như thế nào, rồi xa gia đình như thế nào, và cái bài học rút ra cho cuộc sống sắp tới nó sẽ như thế nào, và những cái luật trong cho đó như thế nào, thì rất là nhiều người hỏi đó. Thì mới đây thì cô ấy chia sẻ một cái đoạn clip nói về ở chung với chị Xe Nguyễn Phương Hằng, và cô ấy đã gặp chị Xe Nguyễn Phương Hằng vào ngày 20 tháng 10, là ngày đó là ngày phụ nữ Việt Nam. Cô ấy gặp chị Xe Nguyễn Phương Hằng đến đó, trên tay cầm một cái bông hồng. Cái câu đầu tiên nói gặp chị Xe Nguyễn Phương Hằng ngay ngày phụ nữ Việt Nam, mình nghe mình thấy nó nhói lòng quá vậy. Mà trên tay chị Xe Nguyễn Phương Hằng cầm một cái cành bông hồng nữa, mình thấy rất là thương ha. Và thật sự mình nghe cái bạn này chia sẻ thì hoàn toàn mình thấy bạn này nói là có thật đó quý vị, có thật. Tại vì bạn này chia sẻ tất cả, bộc bạch tất cả những cái gì bạn ấy sống ở trong đó, cuộc sống như thế nào, thiếu thốn cái gì. Quý vị cũng biết rồi, ở ngoài đời thì cái gì cũng được, nhưng mà khi chúng ta phạm pháp, khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta bị bắt tạm giam, tù đầy thì rất là nhiều điều khổ cực. Khổ cực như vậy thì chúng ta mới sợ để bước ra đời, mới làm lại từ đầu. Không dám mà làm gì phạm pháp, vi phạm pháp luật để mà trở lại cái nơi đó nữa. Ở trong đó thì thiếu thốn rất là nhiều thứ quý vị ha. Không được xài điện thoại. Ăn uống thì nó có quy định chế độ trong đó, chứ không phải muốn ăn gì đã ăn. Nước xài là bao nhiêu nguồn nước đó thôi. Ví dụ như là một xô nước là một xô nước. Rồi đi toilet thì có giờ có giấc, hoặc là toilet gần ở đó thôi. Ở trong phòng thì phạm vi nó nhiêu đó thôi. Rồi đúng mấy giờ sáng là phải dậy đi lao động, đúng mấy giờ tối là phải đi ngủ là phải đi ngủ. Mà nói chuyện với nhau thì mỗi lần ra gặp nhau nói chuyện còn về nhốt là mỗi người một phòng. Muốn nói chuyện với nhau là kê sát vách tường, hoặc là giống như các bạn này nói là qua cái đường ống thoát nước á, nói rỉ vô cái đường ống thoát nước để nói chuyện với người ở tầng trên, đại loại là như vậy ha. Rồi cái thưa quý vị, thì Lý Lắc cũng tìm hiểu rất là nhiều,
Rồi Lý Lắc cũng nhắn tin trực tiếp với cái tài khoản TikTok này. Tài khoản TikTok này từ hôm bữa tới bữa nay cô ấy đã xóa hết tất cả những clip nói về cuộc sống trong trại. Tại vì cô ấy đưa lên một thời gian rồi, sau khi cái chia sẻ cái đoạn clip nói về chị Xeo Phương Hằng thì cô ấy quá nhiều người theo dõi, quá nhiều người quan tâm, quá nhiều người comment hỏi cô ấy cũng ngại quá, thì cô ấy đã tháo gỡ những clip xuống, hoặc là cô ấy tạm ẩn gì đó mình không biết. Thì cô ấy nói là cô ấy chỉ muốn làm lại từ đầu. Trước kia thì tôi có tất cả, có quán xá, có đầy đủ cả, nhưng mà khi mà tôi như thế này tôi trở về thì hầu như là những người bạn bè mà tôi nghĩ từng thân thiết thì không ai đón cả, chỉ có một người chú duy nhất đã đón ngày hôm đó thôi. Cô ấy rất là buồn. Cô ấy nói thời gian trước cô ấy có từng sống ở Bình Dương nữa, rồi sau khi mà cô ấy sống ở trên Gò Vấp xảy ra sự việc thì bây giờ ra trại cô ấy đã trở về Hà Nội để mà tiếp tục làm lại cuộc đời. Cô ấy muốn làm lại từ đầu và làm một cái công việc khác, không giống như đi cái lối mòn giống như ngày xưa nữa. Và những bạn bè hồi xưa thì hầu như là cô ấy cũng biết được những người nào như thế nào cần gặp, hay là chúng ta phải kết thúc từ đây. Lý Lắc có nhắn tin trực tiếp với cô ấy về hỏi kỹ về cái vấn đề mà cái nguồn gốc mà cô ấy lên nói cái đoạn clip ở chung với chị Xeo Phương Hằng. Thì Lý Lắc có nhắn tin vô tài khoản là: chào bạn, mình người em hay tiếp xúc với chị Hằng, mình nói như vậy đó. Những gì bạn nói chính xác không? Để mình xin chia sẻ. Cảm ơn bạn, chúc sức khỏe. Thì qua ngày hôm sau cô ấy có trả lời Lý Lắc là: dạ mình nói chính xác ạ. Nhưng bạn ơi, giờ cô chuẩn bị dự phiên tòa phúc thẩm á, nhiều người họ muốn khui thêm chuyện để phúc thẩm án cô thêm. Cái gì thế không? Có nghĩa là khi cái phiên phúc thẩm này diễn ra, nhiều người họ muốn đẩy chị Xeo Nguyễn Phương Hằng đi xa nữa. Tại sao? Họ sợ khi chị Xeo Nguyễn Phương Hằng mà tại ngoại đó quý vị, chị sẽ thưa kiện lại những cái người mà đã đối xử, những cái người mà đã bịa đặt vu khống cho cái doanh nghiệp công ty cổ phần Đại Nam, cái quỹ từ thiện Hằng Hữu, gì những công việc làm tốt của gia đình Đại Nam. Những người này họ đang rất là sợ. Có những người quý vị thấy không, giống như bông lan chính cúc đi, nói không có cần đền bù bất cứ thứ gì cả, chỉ cần hai từ xin lỗi. Nhưng mà chị Xeo Nguyễn Phương Hằng không xin lỗi. Cục đầm lé cũng vậy đó, cần hai từ xin lỗi không có luôn. Không xin lỗi bất cứ một ai, 10 người có nghĩa vụ liên quan là không hề xin lỗi bất cứ một ai. Chỉ có xin lỗi duy nhất là những người chị lỡ nhắc tên không liên quan đến cái câu chuyện này. Thì chỉ mong ước được trở về với xã hội để làm lại cái quỹ từ thiện Hằng Hữu, để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, những trái tim của những đứa trẻ. Rồi bạn này có trả lời thêm nữa nè: nhiều người họ muốn khui thêm chuyện để phúc thẩm án cô thêm. Trong đó ai đó quý vị thấy không? Bây giờ á, những người kia là quay lưng rút đuôi hết trơn rồi quý vị. Và có những người quay xe rất là nhiều rồi. Những cái kênh YouTube hầu như là bây giờ là nói cái chuyện khác luôn. Ông thần y là lặn luôn. Thần linh bây giờ là đi ra sân khấu không ai xem luôn. Rồi có người thì bị cái như là cấm xuất cảnh. Rồi có người thì trốn qua được bên Mỹ để mà làm neo làm móng. Đủ các kiểu thành phần. Nhưng mà đâu đó còn con đinh la láng quý vị. Nó cứ lên gào mỗi ngày. Hôm bữa thì nó đóng kênh lại, nó chờ tới phiên phúc thẩm, nó thu thập tất cả bằng cứ chứng cứ của các kênh YouTube, hơn 40 kênh YouTube đó. Rồi ngày hôm nay nó lại lú đầu lên nữa rồi quý vị, nó lú đầu lên, nó lên clip rồi quý vị. Chút xíu nữa mình mở clip của nó nha, mình chia sẻ phần của bạn này nói tiếp nha quý vị nha. Bạn này có nói là: nên giờ không nên chia sẻ ạ, mình sợ ảnh hưởng tới cô. Ngày 4 tháng 4 này cô dự tòa đó hả? Bạn này nhấn mạnh là ngày 4 tháng 4 này cô dự tòa đó hả? Rồi mình mới trả lời thêm nè: vậy ok, nhưng mình thấy nhiều kênh đã chia sẻ video bạn trên YouTube. Bạn này mới trả lời lại Lý Lắc là: mình không biết làm vậy có ảnh hưởng tới cô không nữa, mình cũng không dám nói gì nhiều, nói mấy cái tích cực thôi ạ. Bạn này rất là thương chị Xeo Phước Hằng, chỉ nói những điều tích cực thôi, đúng không vậy ha, còn những cái vấn đề khác là mình không nói tới. Lý Lắc nói: không sao đâu mà, người nghe thông cảm, miễn đừng có nói việc gì trong trại mà không đúng với quy định. Bạn này trả lời: dạ vâng, nhiều người hỏi em cũng không dám nói, tất nhiên sẽ có .. đó, mình sẽ che chỗ này quý vị ha. Cô đáng được như vậy mà, nhưng tới giờ cúp buồn hay nước nôi thì cũng như tụi em thôi. Cái cúp buồn là cái gì mình không hiểu, mình mới nhắn tin lại hỏi bạn này là cúp buồn là gì. Bạn này mới nói là đóng cửa ấy ạ. Chưa đến là cúp, chiều 5:30 là cúp, buổi trưa là đóng cửa, rồi chiều tới 5:30 cũng đóng cửa, là có nghĩa là đóng cửa buồn lại, phải ở trong buồn, là ở trong phòng thôi. T30 thì đóng cả ngày. Lý Lắc mới nói là thương chị quá, nghe mà xót. Bạn kia trả lời thêm là: nào, làm việc mới ra phòng ngoài khác thôi, chị bên ngoài đối xử rất tốt. Bạn kia mới nói là: anh ơi, cho em hỏi một chút. Lý Lắc nói là: em cứ hỏi, còn những nội dung khác thì Lý Lắc sẽ chia sẻ quý vị sau nha quý vị nha. Có những cái tin nhắn khác Lý Lắc sẽ chia sẻ, nhưng mà Lý Lắc
Lý Lắc chỉ chia sẻ trong phạm vi nào thôi, có những cái tin thì Lý Lắc sẽ không chia sẻ, nghe quý vị nha. Rồi thì bạn ấy đã tháo gỡ những cái đoạn clip nói về chị Sen Nguyễn Phương Hằng cũng như là những cái cuộc sống ở trong kia như thế nào hết rồi quý vị. Và ngày hôm qua cô ấy cũng live stream một cái đoạn, thì Lý Lắc cũng nghe một cái đoạn live stream mà Lý Lắc đã lấy lại được những cái phần mà cô ấy đã nói trên đoạn live stream của mình. Thì nghe được qua những cái phần này thì mình cảm nhận là cô này cổ từng ở trong trại thật sự, chứ không phải là cổ lên cổ bịa đặt hay là để câu like hay là để làm bất cứ một cái thứ gì đó để mà được nhiều người chú ý để mà bán hàng đâu. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì phiên phúc thẩm dời lại ngày 4/5/2024, thì quý vị cũng biết có một nhà báo đã chia sẻ là cái ngày đó là trùng ngày sinh của cụ tổng nha. Rồi sau cái ngày 30/4/2024, nếu như chị Nguyễn Phương Hằng dự phiên tòa phúc thẩm với tư cách là một công dân không bị giới hạn quyền tự do, thì mãi mãi cái lũ mà ghét chị sẽ không bao giờ mà có được cái hình ảnh xấu gì chị đâu, đúng không quý vị? Nếu như mình nói cái phiên phúc thẩm ngày 4/5/2024 diễn ra và cái ngày đó nếu như phiên tòa phán một cái vấn đề gì đó rồi xong là tư cách của chị sẽ trở lại một công dân bình thường không giới hạn quyền tự do, thì từ đó cho đây là mãi mãi những cái người mà ghét chị sẽ không bao giờ có được cái hình ảnh xấu về chị nữa, à quý vị. Rồi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với cái đoạn clip mà Lý Lắc đã lấy trên cái đoạn livestream của cái tài khoản của cái bạn gái mà đã nhắn tin với Lý Lắc cũng như là chia sẻ những cái vấn đề mà ở trong trại giam với chị Sen Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Đó là cái tài khoản của bạn Uyên Vũ TikTok. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe nhé. Bạn bè đồ này kia cái kiểu này, đúng không? Nhưng mà khi mình về mình lủi thủi có một mình, nhất là mình là phụ nữ nữa. Mình tưởng là không có cậu đi đón, là mình xin nhờ một cái bạn ở như Cần Giờ, bạn kiểu mình về, thì bạn đó nói là bạn nó cũng nhắn về gia đình nói là đi lên đón thì chừa lại một chỗ cho mình về. Là bạn này nói là có rất là nhiều bạn bè, có nhiều bạn bè rất là nhiều trong thời điểm đó, mà khi mà ra trường ra chạy thì không một bạn bè nào đón cả quý vị. Thấy một sự nó buồn không quý vị? Bạn này rất là buồn. Mà cuối cùng thì có một người bạn cho bạn này quá giang, bạn này cũng được thả tự do ngày hôm đó là ở Cần Giờ, cho bạn này quá giang, nhưng mà cuối cùng bạn này ra gặp cái ông cậu ở phía trước đó quý vị, có người cậu đón nha, không có đâu bằng gia đình nữa, đúng không quý vị? Đó, thế là ra mình nói thật sự là mình xin vậy, nhưng mà mình vẫn hy vọng là mấy người bạn của mình, mấy người em của mình lên đón mình. Thật sự hy vọng lắm, cảm thấy ví dụ như mình bước chân ra khỏi nơi đó được như vậy là mình rất là hạnh phúc luôn. Nhưng mà không, mọi người ra là không có. Thì thấy cậu mình ngồi quán nước á, đó, thì cậu mình mới lên đón mình. Mình về mình cũng tủi thân, mình chỉ gặp một hai người thôi. Mình ở nhờ xong mình gặp một hai người xong mình về Bắc luôn. Nói chung là ví dụ như mình cứ nói về vấn đề nó nhiều quá thì mọi người cũng thấy là nhàm chán đồ này kia, đúng không? Nhưng mà thật sự luôn, nếu mà ai mà từng trải qua cảm giác như mình rồi á thì sẽ thấy nó như thế nào. Nói chung là khổ lắm, cũng không, nói chung là mình phạm pháp mà mình đi trả nợ mà, thì tất nhiên nó không được như ở ngoài rồi, mà có như vậy thì mới răn đe được, đúng không? Ví dụ như em đi, nếu mà sướng thì làm sao mà sợ, sướng mà về mà làm sao mà để làm cái clip mà cảnh tỉnh mọi người, đúng không? Nên là sợ, nên mà mình em nói là cũng cần nên như vậy để mà răn đe. Tại vì mọi người biết là có người mà tái đi tái lại tới 9-10 khóa. Hôm vừa rồi mình đi mình gặp một cô đi 9 khóa đấy. Cái cô mà mọi người thấy mà lên hát với Đàm Vĩnh Hưng hôm vừa rồi gần Tết đấy. Xong rồi lên dán cái salon bát đó. Đó, cô đó là cô đi 9 khóa rồi. Em thấy trong đó có ai gọi điện về nhà không? Dạ không ạ. Trời ơi, làm gì có đâu. Em ví dụ em vô 5 tháng thì 5 tháng chờ em mới được ra ngoài, chứ đã là tạm giam rồi thì cái quy định là phải nghiêm ngặt để mà chờ trong quá trình điều tra đó, để mà điều tra cho chính xác chứ, đúng không? Kể cả chung phủ cũng vậy, chung phủ cũng đâu được ở chung buồng với nhau đâu. Đúng rồi quý vị, chung vụ đâu được ở chung buồng với nhau đâu quý vị. Ví dụ như mà trong vô liêm sĩ hàng thì ám cống đâu được ở chung buồng đâu quý vị, ở chung buồng ập nó luôn. Đấy là nó đùa thôi chứ quý vị ha. Chứ ở như trại giam đó quý vị, nữ là nhốt riêng, nam nhốt riêng quý vị, chứ đâu có nhốt chung quý vị. Nhốt chung là con đàn cháu đóng sao đâu có được. Đâu ra đó. Phạm pháp thì pháp luật rất là nghiêm minh, chứ đâu có phải cà rỡn cà giỡn rồi đâu quý vị ha. Đó thì quý vị cũng thấy bạn này chia sẻ, quý vị thấy không, rất là thiệt tình,
nói chuyện rất là đâu ở đó ha, chứ không phải là giống bịa đặt, giống như ai đó ai đó nói thẳng luôn. Đinh Thị La Láng, Đinh La Láng lên chia sẻ nói là bị can Nguyễn Phương bà xêu eo ở chung buồn với một chị đại đồ các kiểu, lên bịa chuyện nó khác. Còn cái này người ta nói người thật vì thật nó là khác cái gì ha. Chút xíu mà mở cái clip Đinh La Láng lên bịa chuyện của gì ha, mở clip Đinh La Láng lên bịa chuyện chị xeo ở chung với chị đại phải này kia kia nọ đó quý vị. Chút xíu mở cái clip đó mình nghe mà so sánh cái gì nha, nghe các bạn Uyên Vũ là nói tiếp cái gì. Ví dụ như ai mà vô buồn mình mà mình cảm thấy chung vụ á là mình phải báo cho cán bộ để bạn chuyển người đó sang buồng khác, chứ không được ở chung buồng đâu ạ. Tại vì trong điều tra, trong quá trình điều tra là mình phải chấp hành nghiêm, mà em thấy điều đó là cũng đúng, điều đó là cũng đúng. Nếu mà lỏng lẻo quá thì đâu có sinh ra điều tra làm gì được, đúng không? Đúng, người này bàn với người kia đâu có điều tra được. Còn không có vụ mà gọi điện đồ này kia đâu à, mọi người đừng có nghĩ là ở trong đó có tiền sao sao cũng được, không có đâu. Bây giờ pháp luật Việt Nam mọi người biết đó, rất là nghiêm rồi. Giờ này mà trong đó có ngủ ngon không? Dạ, giờ này trong đó mọi người ngủ hết rồi, không ngủ ngon thì cũng phải ngủ ngon thôi, tại vì 9 giờ là giờ giới nghiêm là mọi người phải ngủ rồi. Tại vì là tập cho mình cái thói quen để sau này mình lên trường á, ví dụ như phải đi lao động này, phải đi lao động. À, bạn này nói có bạn comment hỏi là lúc bạn này đang live lúc này là khoảng 12 giờ đêm, thì bạn comment hỏi là giờ này là trong đó ngủ chưa, thì bạn này nói là ngủ rồi, 9 giờ mấy là ngủ rồi. Là cái nơi tạm giam đó quý vị. Tập cho thói quen như vậy để khi mà lên trường chạy là phải đi lao động. Lao động là sáng phải dậy sớm, sáng phải dậy sớm, tối phải ngủ sớm, đi lao động ra nhổ cỏ rồi trồng cây trồng đồ các kiểu gì ha. Đó, nghe tiếp quý vị. Sớm thì phải đi ngủ sớm để ngày mai đi lao động đi làm đó. Lúc tạm giam buồn lắm. Dạ đúng rồi, thì tất nhiên là buồn rồi, nhưng mà dụ như phòng buồng đông á, nói chuyện thì không có đấy. Em có viết thư ra không em? Dạ không. Nói chung là em không, nó không có viết thư viết từ được gì được đâu ạ. Người nhà em 5 tháng 9 tháng trời em mới gặp người nhà đó. Ở trong đó đấy, em nói nha, ở trong đó cái gì cũng cấm hết luôn, chứ không có chuyện mà có cái viết lọt vô đâu. Bọn em mà muốn viết ví dụ như mà hôm nay đặt căn tin đồ ăn, những cái gì bọn em mà muốn lưu lại á, thì bọn em phải lấy cái vỏ cam. Bọn mọi người biết cái gói mì lẩu Thái không, nó màu đỏ đúng không? Xong rồi bọn em lấy cái vỏ cam đó, em vắt cái nước vỏ cam nó vô trong cái gói mì lẩu Thái. Cái loại mì lẩu Thái bọn em tách ra thành hai lớp, xong bọn em lấy vỏ cam bọn em nặn vào trong cái dầu của vỏ cam, bọn em nặn vào trong cái lớp của gói mì đó. Xong bọn em lấy cái cành cam bọn em chấm vô. À, có nghĩa là này nói là trong đó không có cho sử dụng viết nha quý vị nha. Thì viết thì nó là một vật nhọn thì nó sẽ có thể là trở thành hung khí. Nếu như mà có cái chuyện gì bất chắc xảy ra, người ta sẽ sử dụng nó làm hung khí. Nên những vật nhọn, những cái gì mà nó gây sát thương sẽ không được sử dụng. À, và những bạn này có chia sẻ, như cái bạn Nguyên Vũ này có chia sẻ là có một gói mì tôm sẽ xé ra là giống như là làm một cái bọc để đựng nước quý vị, tạm gọi là cái bọc đựng nước. Rồi lấy cái vỏ cam á, dắt cái nước cam ra, nước chảy ra, cái nước đục đó quý vị ha. Rồi xong lấy cái cán người, cái cành của cam nó chấm vô cái nước đó để vẽ lên, vẽ một vị trí nào đó để là đánh dấu là ngày hôm đó thứ mấy sẽ như thế nào, ăn cái gì, làm cái gì, thí dụ vậy. Mình nói đợi lại là như vậy quý vị ha. Rồi nghe tiếp cái gì. Bọn em đánh dấu, ví dụ như hôm nay mình đặt đồ ăn thứ mấy, những cái gì là mình chấm vào đó, chứ làm gì có cái gì để viết đâu ạ. Ba mình có đi thăm nhưng mà đi không đúng ngày á, cho nên là chỉ gửi được đồ ăn và tiền vào lưu ký thôi. Mọi người cũng yên tâm cái tiền lưu ký đó nha, không có mất đi đâu 1.000 nào đâu. Khi mình ra khỏi đó là cái cuốn sổ đó, cái cuốn sổ lưu ký sẽ đi theo mình hết quá trình luôn. Khi nào mình về, nếu mà còn dư tiền á, thì người ta cũng sẽ trả lại cho mình, và người ta hỗ trợ tiền tàu, tiền xe nữa. Ví dụ như trong Sài Gòn đó thì sẽ được 50.000 đó. Ở Long An đồ này kia thì 100, mình ở ngoài Bắc thì được 150, đó người ta sẽ hỗ trợ. À đó quý vị, có nghĩa là bạn này nói là khi mà ra khỏi trại giam đó là sẽ những cái người này sẽ được hỗ trợ,
ở gần á, ví dụ như ở Sài Gòn á thì được 50.000, mà ở xa xa chút phần trăm ra tới ngoài Bắc là 150, hỗ trợ cái tiền để đi xe buýt đó quý vị, đúng không? Hỗ trợ cái tiền đi xe buýt cho những người này, mà nói chung là khi mà ra rồi mà không có ai lên thăm hay không có ai thăm nuôi thì tiền đâu người ta để mà đón xe, đón tàu người ta về đúng không quý vị? Thì giống như có tiền để người ta đón vé xe buýt để người ta về, thì thường thường chắc những cái chỗ trại giam thì cũng có một cái bến xe buýt ở đó, mình theo mình nghĩ vậy, để có người ta đón xe để người ta đi về quê hương, để về với gia đình người ta, quý vị ha. Rồi cái nữa quý vị, thì đây là cái đoạn clip bạn này chia sẻ nói chuyện với những cái người fan của mình trên trang TikTok của cô ấy, cái chia sẻ cũng khá là nhiều điều, mình nghe rất là tỉ mỉ nha quý vị ha. Rồi mình nghe lại cái đoạn mà không biết quý vị có từng nghe chưa, thì có mấy anh em YouTube đã chia sẻ rồi, thì cái bạn này nói là cuộc sống trong trại giam và ở chung với chị CEO Phương Hằng thì nó như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe với Lý Lắc nhé. Hello, xin chào mọi người. Thì bữa giờ Uyên có lên live, Uyên kể về quá trình Uyên gặp cô Hằng và Uyên ở với cô Hằng trên Bố Láng mọi người. Thì cũng có người là chưa xem được những cái live đó của Uyên, thì hôm nay Uyên lên clip Uyên nói về quá trình Uyên ở với cô và Uyên gặp cô như thế nào. Thì Uyên gặp cô ngày 20 tháng 10. Cái lúc cô lên tới Bố Lá thì trên tay cô cầm mấy bông hoa hồng á. Thì cô với nói là mấy người chiến sĩ lúc đưa cô đi á, thì mới tặng cô mấy bông hoa hồng đấy. Thì khi lên tới nơi á, cô chưa kịp thay đồ đâu, vừa mới lên tới nơi thôi, thì chú Dũng đã lên ở ngoài cổng để đợi gặp cô, thì thấy cán bộ đưa giấy vào. Đó quý vị, cái ngày đó ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, mà như bạn đã chia sẻ là chị Xuyên Phương Hằng cầm những cái cành bông hồng được mấy anh chiến sĩ tặng. Thì quý vị thấy cái tình cảm của những cái người, nói mình đây là nói tình cảm giữa con người và con người, chứ mình không phải là nói cấp bậc giai hạn hay là công việc hay là vị trí làm việc như thế nào, nhưng mà đó là cái tình người. Cho dù biết chị Xuyên Phương Hằng đang là một người phạm nhân, nhưng người ta rất là thương chị. Ngày đó là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 tặng cho chị những cái cành màu hồng. Mà cái điều đặc biệt hơn nữa là người đàn ông bên đời chị, đó là ông Quỳnh Vĩ Dũng, đã có mặt ở trại giam Bố Lá chờ sẵn trước. Chị vừa đến là ông Quỳnh Vĩ Dũng đã chờ sẵn rồi. Quý vị có thắc mắc tại sao bạn này biết không? Tại vì ở trung phòng, chị Xuyên Phương Hằng sẽ kể cho bạn này nghe. Là như vậy, và bạn này kể lại. Và chị Xuyên Phương Hằng cũng chắc chắn là biết chắc là bạn này đi cái khóa chỉ có 9 tháng thôi. Con sẽ về trước cô. Và có thể là bạn này sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nghe để biết được là chị Xuyên Phương Hằng như thế nào. Và cái tình cảm của mọi người cũng như những anh chiến sĩ đó, ngày 20 tháng 10 đã tặng những cành bông hồng cho chị như thế nào. Nghe lại cái đoạn này quý vị nghe rất là đáng yêu. Cái lúc mà cô lên tới Bố Lá thì trên tay cô cầm mấy bông hoa hồng á, thì cô với nói là mấy người chiến sĩ lúc đưa cô đi á, thì mới tặng cô mấy bông hoa hồng đấy. Thì khi lên tới nơi á, cô chưa kịp thay đồ đâu, vừa mới lên tới nơi thôi, thì chú Dũng đã lên ở ngoài cổng đến đợi gặp cô, thì thấy cán bộ đưa giấy vào. Thì gọi tên cô là kêu ra đi thăm gặp đấy. Thì cô vào cô thay bộ đồ, cô ra cô gặp chú Dũng. Và mình cũng là người trực tiếp nhận những cái đồ của chú Dũng gửi vào, tại vì là chú Dũng gửi vào là đồ rất là nhiều đó, cho nên là mình sẽ ra ngoài xe, mình sẽ kiểm xem những cái đồ gửi vào có khớp vào trong cái tờ giấy hay không đấy. Thì đồ chú Dũng gửi vào, đồ căn tin đó thì không phải là cho cô Hằng xài đâu, tại vì cô Hằng cũng dùng nhưng mà một ít chút ít thôi, chủ yếu chú gửi vào để cho cô giúp cho mình những cái người mà không có thăm nuôi đồ này kia, mà hầu như là chia đều hết mọi người. Trời ơi, quý vị thấy không, đi tới trong đó rồi mà cái tính từ thiện, cái lòng thương người cũng không bỏ được à, đúng không? Huỳnh Vĩ Dũng đưa rất là nhiều thức ăn, đồ ăn vô để chia cho những người ở trong đó, những người không có người thân thăm hỏi, để mà có những phần quà như vậy. Giống như là tôi có, bạn cũng có. Chị Xuyên Phương Hằng vô đó, ví dụ như được ông Huỳnh Vĩ Dũng cho đưa rất là nhiều đồ vô ngày hôm đó, nhưng mà không phải là đưa cho chị Xuyên Phương Hằng đâu, mà đưa để chia đều cho tất cả mọi người, ai cũng được. Quý vị thấy sao? Quý vị thấy cặp vợ chồng này sao? Đó, còn cô Hằng ở ngoài thì như thế nào thì mọi người biết rồi đúng không? Một người rất là lương thiện này, giúp đỡ đồng bào mình rất là nhiều, giúp đỡ người nghèo, rồi là có quỹ mổ tim này kia đúng không? Khi cô vào trong đấy thì cô cũng mang cái tấm lòng đấy vào trong trại, thì cô cũng giúp đỡ rất là nhiều người. Nhưng mà kiểu như là ở vào trong đấy giống như kiểu là lực bất tòng tâm, không phải là cô cứ
cô muốn giúp hay là cô thế này thế kia, vậy trong tại vì trong đó có quy định ở trong đấy, chứ không phải là ở như ngoài ví dụ như cô cũng cầm tiền cô cho người nọ có người kia được thoải mái, nhưng mà ở trong đấy có quy định riêng đấy, cho nên là nhiều khi cô cũng buồn tại vì cô tâm sự với mình là cô nói ở ngoài cô giúp được nhiều người lắm, nhưng mà khi vào tới đây thấy những cái hoàn cảnh như vậy mà cô không có thể giúp được, cô chỉ như có là đồ ăn thức uống đồ này kia thì cô săn sẻ lại đấy, thì mình cũng là người trực tiếp, ví dụ như chú Dũng gửi vào chả lụa này, rồi trái cây dưa hấu hay nước ngọt hay là nước suối đồ này kia, thì mình sẽ là người kêu mấy cái bạn ở buồng khác á, thì qua lấy những cái đồ đó về đó. Có hai cô cháu mình ăn ít lắm cho nên là để lại rất ít đồ ăn để ăn thôi, tại vì chú Dũng cũng gửi đồ ăn cho chú Dũng vào á đó, cho nên là mình thì không có thăm nuôi, nhưng mà trong số mình cũng có tiền đó, cho nên là mình với cô không có giữ lại cái đồ ăn nhiều, với lại cô là một người kiểu như siêng tập thể dục giữ dáng này kia nên là cô cũng không có ăn nhiều đồ ăn gì đâu. À, nhưng mà anh chia sẻ thì ở trong đó cũng có cái sổ quý vị, sổ nghĩa là khi mà người nhà mà gửi tiền vô đó quý vị thì tiền mình sẽ vô cái sổ lưu trú đó, thì mình cái tiền đó thì có thể mình ra canteen mua được đồ ăn. À, mua được đồ ăn nha quý vị nha, nhưng mà đồ ăn là những cái món gì đó thôi chứ không phải là cao lương mỹ vị gì đâu. Ví dụ như ra mua nước ngọt uống hay là cái gì đó, hay là mua cục kẹo xúc gôm nha, ví dụ vậy, mua ít trái cây ăn. À, còn cái khẩu phần trại giam thì mình nghĩ là chỉ cơm hai bữa thế thôi, hoặc là vậy hoặc là ba bữa thế thôi. À, còn muốn ăn uống gì đó thì mua thêm, nhưng mà mua thêm thì cũng phải có cái giới hạn giờ nào mới được mua. À, hoặc giờ giải lao hay là cái giờ sinh hoạt gì đó thì mới được mua, thí dụ vậy quý vị, chứ không phải là muốn giống như trong lớp học đâu, tôi xin ra cửa tôi ra mua này kia, không phải đâu quý vị ha. À, thì nói chung là ông Huỳnh Vĩ Dũng là cũng có gửi đồ ăn đó, là chủ yếu là chia sẻ cho tất cả mọi người trong đó, giống như các bạn này chia sẻ là chị xe Nguyễn Phương Hằng cũng muốn giúp rất là nhiều luôn, mà vô đó lực bất tòng tâm. Đúng là quý vị, vô đó thì bản thân của chị ấy còn phải bị giam trong đó thì sao mà lo được cho mọi người nhiều, chỉ là lo giống như là mấy em ơi hoặc là mấy bạn ơi, biết là có những người nhà không có ai thăm nuôi cả, không có ai lo lắng gì cả, ví dụ như được một phần chả lụa, một phần trái cây hay một ít nước ngọt gì đó, thí dụ một tuần hay 10 ngày hay một tháng có một lần như vậy thì mấy người kia họ cũng vui. Và chắc chắn thì những người ở trong đó là người ta ở trong đó là sau này người ta sẽ nhớ mãi mãi đã cầm được một cái lon nước ngọt hoặc là một miếng dưa hấu, một miếng chả lụa của C. Hương Phương Hằng gửi cho. Cái tình cảm quá lớn quý vị. Rất là cảm động. Cô rất là hòa đồng nha mọi người. Cô dễ thương, cô hòa đồng lắm. Chiều đến là cô sẽ ra ngoài sân cô, cái giờ mà giờ mọi người kiểu sinh hoạt đó thì cô sẽ ra đó cô sinh hoạt, cô giao lưu với mọi người. Đấy rồi thì cô ở với mình thì hai cô cháu cũng chuyện trò vui vẻ, rồi kiểu như cũng hỗ trợ nhau á. Mình cũng cảm thấy là mình mặc dù mình dính án mình đi như vậy đó, nhưng mà thực sự là vào trong đấy mình được gặp cô, được ở với cô một tháng thì mình cũng cảm thấy là hạnh phúc. Mọi người biết mà, không phải là cái chuyện mà cô làm gì cho mình hay như thế nào, nhưng mà thực sự mình đã ngưỡng mộ cô từ ngoài rồi, đúng không? Nếu mà ở ngoài thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình gặp được cô rồi, tại vì cô với mình hoặc là cô sẽ là ở một cái tầng lớp khác, không giống như mình, hoặc là không có thể có cơ hội nào để mình gặp được cô được. Thì khi mình gặp được cô như vậy thì mình cảm thấy là rất là hạnh phúc luôn mọi người. Rồi hàng ngày thì hai cô cháu cũng sinh hoạt vậy đó, ăn uống đồ này kia đó, ví dụ như khi mình ra mình phơi đồ, cô trong cô pha mì thì cô cũng pha hai tô mì, mình một tô cô một tô, hoặc khi uống nước ngọt cũng vậy, lúc nào cũng là khui ra là hai cô cháu uống chung, chứ không khi nào mà cô ăn riêng uống riêng hay như thế nào hết. Quý vị thấy không, có một bà xe mà bà chủ cả, bà giàu có như thế nào mà đến nỗi mà khui nước ngọt hai cô cháu uống chung một ly luôn đó quý vị. Quý vị nghe lại không quý vị, nè, hai cô cháu uống chung một ly nước ngọt, uống chung một ly chứ không phải là mỗi người một ly đó nha. Thấy chứ quý vị, chị xe Nguyễn Phương Hằng chỉ rất là bình dân. À, có khi là chị lên chị nói là kim cương cả rổ, mà thật sự chị ấy rất là giàu có. À, chút xíu nữa Lý Lắc sẽ mình nói xong mình cái kèm xô những cái hồi mình nói quá thì mình nói là chị ấy khoe của, mà chị ấy thực tế là không khoe của, nhưng mà nhiều người á là thấy những cái vật phẩm chị sử dụng trên người, những cái đầm, những cái quần áo chị mặc, hay là những cái kim cương của chị, họ định giá hết. Họ định giá là được cái giá sản phẩm bao nhiêu tiền, một cái người giàu có như vậy nhưng mà người ta sống rất là tình cảm. Đâu phải là người giàu là chơi với người giàu đâu, người ta hạ mình xuống để chơi với người nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
rồi đến nỗi mà như các bạn Uyên Vũ này chia sẻ là đến nỗi mà cái ly nước ngọt cũng uống chung luôn quý vị nghe. Rồi hàng ngày á thì hai cô cháu cũng sinh hoạt vậy đó, ăn uống đồ này kia đó, ví dụ như khi mình ra mình phơi đồ, cô trong cô pha mì thì cô cũng pha hai tô mì, mình một tô cô một tô, hoặc khi uống ngọt cũng vậy, lúc nào cũng là khui ra là hai cô cháu uống chung chứ không khi nào mà cô ăn riêng uống riêng hay như thế nào hết đó. Còn cái vấn đề mà mọi người cứ đồn thối là mình ở với cô mình phải hay quạt cho cô ngủ đồ này kia là không có đâu nha mọi người, không có đâu. Ai ở trong đấy nóng nực mà ai cũng phải cầm cái quạt hết á, chứ không phải là gì đó. Nhiều khi mình ngủ trưa mà cô tập thể dục á thì cô cũng quạt cho mình đó. Cô vừa tập lúc cô nghỉ lao cô lau mồ hôi thì cô thấy mình ngủ mình cô cũng quạt cho mình, hoặc là khi mình đau vai đau lưng gì cô cũng bóp vai bóp lưng cho mình, và ngược lại cái điều đó mình cũng làm điều đó với cô đó. Rồi hai cụ con cháu hỗ trợ với nhau, ví dụ như mình gội đầu khô cho cô á thì gội xong thì cô đi xá rồi cô đi tắm gội bình thường vậy. Thì mọi người biết đó, mọi người ở ngoài mọi người thấy cô ở trên livestream đồ này kia đúng không, thì mọi người biết cô là một người rất là thông minh, là một người phụ nữ rất là thông minh, cực kỳ thông minh đúng không. Khi mình tiếp xúc với cô á thì mình thấy cô là trời ơi sao mà một người phụ nữ thì mà nói kiểu như cô nói chuyện, cái nội lực của cô, cái giọng của cô vang nghe nó có uy lắm nha mọi người, mình cực kỳ mình thích nghe luôn. Thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là cái ánh mắt của cô rất là có hồn luôn. Ví dụ như cô nói chuyện là cái ánh mắt của cô là kiểu như là mình nhìn cái ánh mắt là nó cũng như là đang nói chuyện luôn, nó sẽ luyến láy theo những cái câu, những cái từ của cô đó. Khi hai cô cháu ngồi nằm, hai cô cháu nằm trước khi đi ngủ là mình với cô là sẽ nói chuyện, có khi tâm sự tới 2 giờ sáng cái ngủ cơ, thật sự vậy á. Xong rồi cái mắt của cô nói chuyện mà mình cứ nhìn á, xong mình nói mà thực sự con rất là thích cái ánh mắt của cô khi cô nói chuyện á, kiểu như là cái không phải là mình như mình nói chuyện đâu, nhìn vào thấy miệng mình thôi, miệng mình nói chuyện thôi, cái ánh mắt nó bình thường, nhưng mà thực sự cô á, cô nói chuyện là cái ánh mắt của cô cũng nói chuyện theo, nhưng mà mình rất thích điều đó nhá. Rồi cô cũng tâm sự với mình là ở ngoài cô giúp đỡ được rất là nhiều người đúng không. Thì cô cũng khi vào trong này cô cảm thấy là cô rất là buồn, kiểu như là lực bất tòng tâm đó mọi người. Vào trong này thấy những cái hoàn cảnh nó khó khăn, nhưng mà kiểu như là ở trong này có quy định của trong này, cô muốn giúp đỡ cũng không được, tại vì là vấn đề tiền bạc của này kia là cô không thể giúp được, tại trong đấy có quy định mà. Cho nên là cô chỉ có cách là giúp đồ ăn thôi đó. Thì khi cô chú Dũng mà gửi đồ ăn vào á, chú Dũng mua rất là nhiều, bộ như mua nước ngọt hay nước suối đồ kia là mua nhiều lắm, rồi nguyên một cái xe ba gác vào luôn. Thì mình với cô là ăn ít lắm, hai cô cháu ăn ít, tại vì mình cũng sợ mập và cô cũng là người siêng tập thể dục này kia nên cô cũng ăn ít lắm. Thì những cái đồ đó là mình sẽ phát cho hai bồn bên cạnh đó, hầu như là mình với cô là chia hết, không có giữ lại. Ví dụ như cả chục trái dưa hấu chỉ giữ là một trái thôi, hoặc là một ký cam nó còn đâu là chia hết. Trái cây ổi hay là cam quýt hay là nước ngọt gì là chia, nó chỉ hai cô cháu chỉ giữ lại chút xíu thôi để dùng thôi đó. Thì cô là cô có buồn nhiều đó. Rồi là cô với mình là tối đấy là cô tập thể dục xong rồi hai cô cháu ngồi tâm sự với nhau á, rồi cô sẽ hát, nhất là mấy cái hôm mà cô gần đi rồi đó. Tại vì mọi người biết là đoán được là ví dụ như mà lên đây trong khoảng thời gian bao nhiêu là đi đó, thì mình lúc đấy mình nói cô là không, cô sắp đi rồi thì cô hát cho con nghe đi. Hầu như là mấy cái tối đó tối nào cô cũng hát hết đó, mà như mình này hoặc là những người bình thường đúng không, có khi mình hát bài này xong mình bị ngưng, mình suy nghĩ mình kiếm bài khác đúng không? Nhưng mà thực sự là cô hát mấy chục bài liên tiếp được luôn, ngưng bài này cái cô sang bài khác liên tục được đấy. Mà giọng của cô rất là khỏe, hát lớn lắm ở đấy, trong đấy cô hát lớn, giọng cô hát khỏe lắm. Xong rồi là cô thích nhất là cái bài thì là Mai Anh Đi Rồi mọi người. Từ bữa giờ trên live mình cũng nói về bài đấy đúng không, tại vì là ở trong đấy cô cũng tiếp xúc với mấy hoàn cảnh mà người ta dựa cột đấy. Rồi cô cũng chứng kiến những cái người đấy bị đưa đi đồ này kia đó, cho nên là cô hát bài đó đấy rất là tâm trạng đó mọi người. Cô hát hay lắm, cô nói là sau này mai mốt ví dụ như cô về cô lên livestream cô giao lưu với mọi người thì cô sẽ hát bài đấy đó. Cho nên là mình ở với cô cảm thấy là hạnh phúc và vui. Cô là một người rất là hài hước, cô hài hước lắm luôn, cô biết nói chuyện cho mình vui này. Còn cái mà cô vào trong đấy là có ví dụ như sinh hoạt như bọn mình hay không thì thực sự là cô sinh hoạt như bọn mình nhá, thì cũng là tắm cái nước như vậy thôi, cũng tắm cái nước trong hồ rồi cũng sinh hoạt nước như vậy thôi. Còn nước uống thì ngay cả của bản thân mình đây, khi lên đấy có nước suối rồi thì mình sẽ mua nước suối mình uống, thì cô cũng vậy thôi. Còn đồ ăn thì cô sẽ ăn đồ ăn của gia đình gửi vào chứ cô không ăn đồ chải đấy. Thì nói chung là người có tiền hay không có tiền thì nó khác nhau ở những chỗ đấy. Và đặc biệt nữa thì cô là một người ở ngoài được mọi người yêu thương,
đúng không? Thì vào trong đấy thì cô cũng được kính trọng. Ví dụ như là những người phạm như mình đấy, ai cũng là kính trọng cô, ai cũng thích cô đó. Kể cả cán bộ cũng vậy, người ta đối với cô cũng sẽ khác với mọi người đi, đúng không? Tại người ta cũng biết mà, người ta nói là vào trong đây thấy cô như vậy nhưng mà thực sự là không biết giúp cô có gì hết. Tại vì biết cô ở ngoài giúp đỡ dân như vậy rồi, đúng không? Thì vào trong đây mọi người cũng vậy, mọi người cũng chỉ là quan tâm được ví dụ như cơm nước của cô này, hỏi han cô ăn cơm chưa hay ăn đúng giờ giấc. Đó, mình chỉ có cái đoạn clip như đó thôi quý vị. Đoạn clip nó chỉ có như đó thôi quý vị. Thì đoạn clip này đã bị tháo gỡ khỏi cái trang TikTok của cái bạn này. Bạn này cũng sợ là có những cái lời nói của mình hay là cái những cái gì đó mà sợ là gây ảnh hưởng đến chị Siêu với Phương Hằng, nên bạn ấy quyết định tháo gỡ những cái đoạn clip xuống. Thì còn cái đoạn clip mà Lý Lắc mở cho quý vị xem, thì cái đoạn clip này thì cũng rất là nhiều người chia sẻ trên trang mạng xã hội rồi. Thì nó đi quên lại thì quý vị cũng thấy rồi, chị Siêu với Phương Hằng đi tới đâu cũng được người ta thương. Có những người ghét chị ấy là hầu như những người mà yêu thích cái giới nghệ sĩ mà những người làm sai trái kia đó, tại vì họ không thích chị Siêu Vũng Hằng, tại vì chị Siêu Vũng Hằng đâu có giúp đỡ trực tiếp họ đâu ha. Đó là quý vị vừa nghe các bạn Uyên Vũ chia sẻ, còn bây giờ quý vị nghe lời chia sẻ của chị Ca Vé chia sẻ về cái vấn đề ở trong trại giam cho quý vị nha. Quý vị nghe là so sánh nha. Bị can Nguyễn Phương Hằng nhốt chung với hai người chị đại đó. Người chị cụ trong đó để có thể bên ngoài trò chuyện động viên với bị can Nguyễn Phương Hằng để cho tinh thần bớt thoải mái, với lại ở một mình ở trong cái trại mà tạm giam. Bây giờ chưa có kết án cho nên là chưa có được thoải mái đâu, chưa đâu không có được mà nhốt chung với đông người. Nhốt chung đông người thoải mái hơn nhốt chung có hai người, cho nên bị can Nguyễn Phương Hằng cũng dữ dội lắm, cũng hung tàn, cũng là mẹ thiên hạ, cho đến giờ phút này cũng vẫn hung tàn và mẹ thiên hạ. Cho nên việc bị can Nguyễn Phương Hằng trong thời điểm ngày 31 tháng 8 năm 2022, khi trong cái kết luận điều tra dài 17 trang của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương nói là hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng đang tạm giam ở trại giam Chí Hòa là đúng, nhưng sau đó do quá trình của trại giam Chí Hòa nó phải ra tiếp xúc với nhiều người, cho nên là khi đi thăm nuôi thì Dũng Lò Vôi cùng các con đến đó thì sẽ bị nhiều người phát hiện được, sẽ rất là nhục cho Dũng Lò Vôi và các con. Cho nên Dũng Lò Vôi xin bị can Nguyễn Phương Hằng được về trại giam T30 để khi mà ra vô cái cổng của trại giam T30 á, thì đỡ thiên hạ đỡ thấy, ngồi trong cái chiếc xe của Đại Nam mà đi cả gia đình như vậy á, đỡ thấy hơn. Cho nên cũng giữ một cái thể diện. Cái gì vậy bà nội? Tại vì cái vợ chồng con cái người ta đi thăm nuôi vợ ta, cái gì đâu phải giữ thể diện. Sao quý vị thấy con này nó lên nó nói cái vấn đề khác quý vị ha, nó chị Siêu Phương Hằng bị nhốt chung với hai chị đại kỳ cựu lâu năm mà không lẽ mày nói là hai chị đại đó là hai chị trung thân đúng không? Là ý cái hàm ý đó là chị Siêu Phương Hằng bị nhốt chung mấy người trung thân đó quý vị, mấy chị đại kỳ cựu trong đó. Nói chị Hằng vô đó cũng còn dữ dội lắm, bố láo lắm, dữ dội lắm. Thôi bớt đi. Nghe bên kia người ta nói khác, nghe con Đinh Thị La Láng nói là khác cái gì ha. Rồi sau này cái nhốt chị Siêu cũng hàng chung với ít người thì nó không có thoải mái, nhốt chung nhiều người thoải mái hơn. Ít người nó mới thoải mái, nhiều người sao mà thoải mái hơn. Người nói với ông Huỳnh Vĩ Dũng là tới thăm bị nhục bị đồ, con này bịa chuyện quý vị ha. Bịa chuyện. Đúng là thôi, trong thời điểm mà tạm giam và thời điểm thăm nuôi, một tháng bị can Nguyễn Phương Hằng chỉ được thăm nuôi một lần, nhưng mà lên trại giam T10 thì thăm nuôi được bao nhiêu thì Linh Lan không biết, nhưng quy định của bên trại giam Chí Hòa một tháng được thăm một lần, và những người có tên trong hộ khẩu mới được vào thăm nuôi. Lan rành quá quý vị ha, lan rành ra sau này lan rành lắm quý vị, sau này tới lan thôi, lan rành lắm. Cho nên Nhi Lê Hà Tân cũng chẳng được vào, không có bất cứ một người nào được vào thăm nuôi bị can Nguyễn Phương Hằng nếu như không phải là người có cái mối quan hệ ruột thịt, có tên trong hộ khẩu đó, nó có sổ thăm nuôi đồng hành với trại giam Chí Hòa. Cho nên đó là lý do tại sao mà Dũng Lô Vôi xin chuyển bị can Nguyễn Phương Hằng về trại giam T30 Củ Chi để có thể là tận dụng cái mối quan hệ quen biết như thế nào đó để mà được về bên đó cho nó đỡ giữ thể diện được cho Dũng Lô Vôi. Đó là thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai, vì tiêu đề Đinh Lan nói là bị can Nguyễn Phương Hằng khai ai,
thì bị can Nguyễn Phương Hằng khai ra tới 93 kênh YouTube. Trời ơi, lại mà Lan chạm dây quá. Sao đã chín bạc đi tôi. Nghe Lan nói chuyện mệt cái gì không? Đây, đây Lan nữa nè quý vị. Đây là Lan nữa. Đây là clip về Lan nữa nha. Mấy bữa trước thì Lan có lên một cái video đó, Lan lên một video nha. Lan thông tin cái phim phúc thẩm sắp tới. Quý vị nghe cái Lan nói giống như giống ồn trong đây. Nghe chơi quý vị. Lan nói để tốc độ Lan nói nhanh cho nó nhanh quý vị ha. Dạ, đây Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Chào. Hôm nay là giờ này là gần 20 giờ, gần 8 giờ tối ngày 28 tháng 3 năm 2024. Rồi. Đinh Lan làm clip này thông báo chủ đề là Đinh Lan thông tin về phiên tòa và vậy chưa? Công việc kinh doanh. Thì hôm nay Đinh Lan dán lại cái bảng cho thuê phòng và mua bán trở lại trong trường Hòa Thảo. Thì hôm nay có một người khách mua 3 tháng sử dụng. Nhưng mà ai muốn ít tiền thôi, coi như là lấy cái loại mà gãy vụn cũng được. Cái Đinh Lan nói là ok, có loại đó là loại trong trường Hòa Thảo loại 2, loại 1 đó là bị cộng nhiên. Cái mặt lên giống như ba nàng canh ghê quá, mặc áo trắng mày áo trắng rồi cái mặt đến trắng bánh y con ma ghê quá, ai mua hàng cũng đâu mày sợ mày ơi mày đó quăng mềm nữa. Còn loại hai là những cộng trong cái quá trình mình vận chuyển nó bị gãy á, thì Đinh Lan đang chọn với cái giá là nếu mà loại một á thì hộp 50g này Đinh Lan bán 800, nhưng mà loại gãy như thế này nè thì Đinh Lan bán là 500.000 đồng một hộp. Thì anh lấy 9 hộp uống trong vòng 3 tháng. Tại vì một hộp này là 50g, một người chỉ sử dụng được có 5g một ngày. Do nên là anh lấy 3 tháng sử dụng cái này để hỗ trợ sức khỏe cho anh bị. Ảnh là ảnh nào hả? Di ảnh là ảnh bị mày ảnh không biết ảnh nào đó. Tự nó bị không biết ảnh nào mua vậy mới hủ rồi đây. Để từ 50.000 1999 năm 2000 tới giờ. Cho nên là anh lấy 9 hộp. Thôi mà lại mày 1,5 triệu ha. Thôi. Trời ơi, tự anh lấy 9 hộp 4,5 triệu. 9 hộp nó bán tao 45.000 tao không mua. Anh Lan đóng mới lấy từ trên Đồng Nai về. Xong sau đó là anh Lan vô hộp cho anh đóng cái chiếc nhôm lại. Tại vì uống tới đâu nó khui ra tới đó cho nó giòn nó mới cái này ha. Thì 500.000 đồng một hộp với hộp 50g. Cái này là loại 2 ha, loại bị gãy. Gãy do quá trình mình vận chuyển, do quá trình mình đóng gói những cái. Trời ơi, loại dụng mà nói đại, loại bị gãy nữa, ba cái đồ dụng, ba đồ giặt nó đại mẹ đi. Cộng kia nó tròn lắm. Và thông tin thứ hai về phiên tòa phúc thẩm. Thì lúc nãy Đinh Lan có lên trên mạng, Đinh Lan thấy Trần Quốc Vũ có lên trên mạng nói là luật sư Trần Quốc Vũ mệt nó rồi. Hôm nay là tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thay áo mới đợi để đón chị Hằng, rồi gặp Nhi, rồi Hà Tân Lê, Nguyễn Thị Mai Nhi nè, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân ở tòa chắc là đến đó để mà trình diện hay là để nộp đơn xin hoãn tòa. Sao trình độ của Trần Quốc Vũ ở đâu vậy? Phúc thẩm rồi đã hoãn lần rồi, còn lần này không có được hoãn ở đâu Trần Quốc Vũ ha? Đó là lý do tại sao mà cho đến giờ này mà vẫn còn ngu ngơ như vậy hả Trần Quốc Vũ? Nói trình độ tới đâu, trình độ người ta cuối cùng người ta cũng làm luật sư, người ta cũng đi cãi được bao nhiêu vụ rồi ha, từ cái vụ trên tỉnh thất bồng lai rồi ha, bao nhiêu vụ rồi đó, còn mình sao, mình chỉ cũng sanh viên trường lực thôi đó, mình hỏi người ta trình độ tới đâu. Trời ơi, trình độ của mình ngồi ở nhà kìa, bán mấy cái rượu đình, rượu được, rượu đành, rượu đồi tùm lum hết trơn. Vụ luật sư đó, cho dù trước bằng cũng phải giữ một cái trình độ mình vẫn còn kiến thức mình trong đầu chứ. Lý do tại sao mà giờ mày suy diễn ra cái việc là sơn lại cái tòa cấp cao là đón chị Hằng. Ủa, bả là phạm nhân chứ bả là cái gì mà đón chị Hằng? Đó là cái điểm đó mày, nha. Mày có thấy không? Có những cái điểm mày thấy là thay đổi mới không hả? Rồi lớp nào thanh tra lại những cái tòa án, toàn bộ tòa án gì, ôi đủ hầm bà lằng đủ thứ chuyện ha. Rồi ông này ông kia bị bế đủ thứ chuyện hết trơn, còn nhiều phim lắm Lan ơi. Trời ơi Lan, nó có kẻ xài 1, tưởng đâu Na Cha xài 10 không. Rồi, trong phiên tòa phúc thẩm thì có lẽ có mình Đinh Lan à, Hằng Ni không biết có ra hay không, nhưng mà khả năng Hằng Ni không có ra nữa. Có mình Đinh Lan, cho nên trong phiên tòa thì
các báo chí nó sẽ họ sẽ báo chí nó sẽ xong họ sẽ mày kêu nó cái mày quen ai cũng nó chứ giờ báo chí nó sẽ giờ họ sẽ báo chí nó sẽ rồi họ sẽ đăng trên kênh YouTube của mình thì Đinh Lan sẽ đọc tên những cái tiêu đề những cái kênh YouTube mà tấn công Đinh Lan đó Đinh Lan đọc lên thì mọi người cứ theo dõi trên đó là sẽ biết ngay ha. Trời ơi, Lan in nó nhiều chết rồi. In ra nhiều quá trời luôn cái gì ơi. Rồi Lan chứ này là mệt chứ Lan rồi. À, mệt chứ Lan rồi, chết cha rồi. Trời ơi, chuyện này mệt rồi. Rất là nhiều, ví dụ như nè quá tăng Lan phát sắp tới giờ G Minh Chí TV nè. Đó, những cái clip này đi Lan. Này vui quá, đi chụp hình này lại gì vui quá. Ơi, Lan thông báo vui quá bà con ơi. Ôi vui quá sát chị Lan ơi. Nhà trai bên gái ấy cũng đều thật vui. Trời ơi. Lan cay lắm, Lan cay biếm luôn cái gì? Lan cay biếm thâm thâm bầm luôn cái gì? Lan đều đưa cái tiêu đề và Đinh Lan đọc hết lên trên Twitter. Full Game Mobile nè, bất ngờ Đinh Lan đi tìm bằng chứng của Đinh Lan nè ha. Nhiều lắm. Rồi cười. Đời lưỡi thứ rồi những cái hình ảnh mà tấn công chị của Đinh Lan. Trời ơi, tấn công vào tòa án người ta xử xong rồi. Lan ơi, Lan nhai hoài. Nhai đi nhai lại, nhai tới, nhai lui, nhai xuôi, nhai ngược. Trời ơi, rớt xuống đất rồi lụm lên nhai tiếp. Nhai hoài, những cái hình ảnh nó đưa lên làm cái gì? Hả? Quan trọng là cái nội dung tụi nó nói cái gì? Ha? Mà cái sự việc mà của bánh bà bắn chú chiên là xong rồi. Trời ơi, chú chiên bây giờ là cái xong hết trơn rồi, ăn ị đó hết rồi, cứ nhai tới nhai lui hoài. Ngày 9 tháng 2 năm 2022 tại đây chúng ta 20% cũng sẽ được đưa ra. Tại vì vụ án phúc thẩm này á là có thêm nhiều tình tiết mới. Lan tố cáo một nguyên trưởng công an quận Gò Vấp người đã bảo kê livestream cùng với Võ Minh Điền. Mấy anh gọi giúp chứ này mệt rồi. Cái ta nói người ta là người ta làm để 9 phương còn người ta để một phương lấy chồng mày làm để 10 phương luôn Lan ơi. Cái đây gọi giúp mày tạm trú mày thuê nhà bây giờ mày cũng không muốn ăn ở đó nữa mày muốn vô trong kia mày ở đời. Mày chia sẻ rành rọt về những vấn đề trong trại lắm. Sớm muộn mày cũng vô đó thôi. Mà mày biết rồi cuộc sống trong đó mày biết rồi trong đó cũng có người lớn người ở lâu cũng có phải có chị đại giống như Lan nói ha cũng có chị đại đó vô đó chị đại sẽ hỏi thăm Lan ha. Em ơi em tên gì dạ em tên Đinh Thị La Láng dạ em dính vô cái trụ xị xe Hương Hằng nếu mà đẩy Đinh Thị La Láng lên bố lá mà gặp mấy cái người mà đang ở trong đó là trời ơi mấy cái người mà chị xe Hương Hằng cho nước ngọt cho dưa hấu rồi ăn uống trọng trời mày hả thì ra là mày đây đó hả bóp 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 cho mày giao phong trí lực ở trong trại giam sẽ không có ngày về thương cha nhớ mẹ thương thằng cu ti hỏi ba chưa về đâu chắc Lan không về đâu thì to còn đang kêu ăn thời gian là ăn ca năm nó không thì đang chơi lên chúng ta 20% mà thả 8 người trong cái vụ án đó về. Thôi dẹp đi cái gì. Ở dưới đây khán giả của Đinh Lan bình luận nè. Khán giả để lại bình luận nha. Cố gắng chào pháp luật nha em, thương em nhiều quá, chào em, đừng để lọt tội phạm nha em. Phản đối tới cùng đó. Tòa xử không thỏa đáng hay có ý thiên vị bao che nha. Đó. Cố gắng tự tin lên em, chúc em sức khỏe. Ok. Trời ơi, Đinh Lan. Đinh Lan mấy bữa trước để cái tiêu đề quý vị. Để tiêu đề lúc nào cũng lời sợ quý vị ha. Đó, bây giờ cũng để lời sợ Đinh Lan ha. Lan xạo ha. Lan xạo thông tin phiên tò rồi ha. Các kiểu ha. Trời ơi, thua. Trời ơi, đăng cho bây giờ ra tắt cộng đồng đây. Chửi kỳ Tấn Đạt nữa nè. Mày mơ đi Kỳ Tấn Đạt. Cho mày ăn sợ thẩm có nhắc đến chú Thọ là ăn gian của mày đó. Mày nghĩ chú Thọ với Full Game Mobile chú Thọ với mày thoát không? Ba chú cháu mày ý nó Full Game Mobile là dòng họ của Kỳ Tấn Đạt. Rồi ông Thọ ăn gian chú của Kỳ Tấn Đạt. Ba chú cháu mày thoát không? Kỳ Tấn Đạt mới ghi là thôi xong. Bị điều tra sau ngày 4 tháng 4 ra đảo. Lời sờ chú ra là ta ghi lời sờ có ghi lăng xạo đâu mà chửi ta. Đây nữa đây, rất nhiều cũng bị đương hết nè, rất nhiều cho pin nè, mấy nào đứng đây lát không chửi đi lát đâu gì ha. Rồi ông Phúc Tài Chính với Hương Quảng Châu nè. Chia cặp quý vị, Phúc Tài Chính này chửi chung với Hương Quảng Châu. Còn cho pin Linh Đài Lát bắt cặp với rất nhiệt. Còn á, Lý Đắc thì Linh Đài Lát bắt cặp với Sơn Sàm.
còn Kiệt Tấn Đạt thì tới bộ ba chú cháu. Kiệt Tấn Đạt full game mobile rồi chú Thọ An Giang lại này. Lại rồi Lan ơi, lại luôn Lan. Ơi ơi, nói tới Lan cười chết luôn ơi. Ơi ơi, mời quý vị nghe cô Chính Tiền Giang chia sẻ về vấn đề của Lan ca vé quý vị nha. Mấy bây giờ quý vị cũng chờ mong cô Chính lên bài đúng không? Bữa giờ đi lắc bị đau lưng ở bữa nay đỡ là quý vị quay clip cho quý vị xem ngày cuối tuần cho vui quý vị ha. Quý vị xem nhớ like comment cho vui quý vị nha. Rồi mời quý vị nghe cô Chính Tiền Giang chia sẻ, mời cô Chính. Dạ kính thưa bà con cô bác, kính thưa quý vị, cho Chính Tiền Giang cũng thông qua đi lắc vlog mình tiếp tục mình chia sẻ những vấn đề của mấy cái con ma nữ này nha quý vị. Quý vị mới biết rằng nó chung với nhau một cái tính chất, tất cả tụi nó chung với nhau một cái tính chất, tức là nó rất công với công an, nó rất chống với công an. Con Trăng Hàng đi qua bên Mỹ rồi thì quý vị biết là nó có từng có những cái sen, có những cái clip mà nó đập bàn với công an, và nó nói ra, mở miệng ra thì nó nói hùng nó hổ và nó chửi rủa ha, tục tiểu và hỗn hào. Thì quý vị đã thấy nó bị trả giá rồi phải không? Rồi ở trong nước mình á thì bây giờ còn lại hai con, còn một cái con mà Phạm Ngà thì quý vị cũng thấy rồi, nó ăn nói nghĩa là khủng khiếp, nó nói nào là giết người bằng voi ha, là bằng cọp ăn, voi ăn ha, là cái con đó. Rồi còn Đặng Thị Hằng Ni á thì với một cái tư tưởng của một nhà báo, một luật sư á, rất là nó ở một cái chỗ quá hạn chế đó quý vị. Bây giờ nói chung lại nếu không thích cô Hằng thì nói cái chuyện gì đó, hoặc là làm thinh đi, hoặc là điều tra một cái điều gì mà cô Hằng có tuyên bố ra mà mình điều tra nó không đúng như cô Hằng á, mình phản biện nó hay quá. Đằng này ra tất cả tụi nó chiếu cố vô cái đời tư cô Hằng, đó là thất cười quý vị, nguyên một cái nhà nông một lũ luôn á. Thì để rồi Chính sẽ phân tích cho quý vị thấy nha. Rồi bây giờ còn con Đinh Thị Lan cũng vậy nữa, và con Hoàng Kim Dung ở phía Bắc, nó hai đứa nó giống nhau ở một điểm rằng tụi nó có chồng và có con, và không còn chồng ha, có con nhưng mà không còn chồng nữa. Đây là một những cái lý do về mặt sinh lý đó quý vị. Chính thì nói thật cho quý vị, mình nói theo cái tính cách của một con người với nhau, chứ không phải là mình chỉ trích hay là mình chê cười hay là phỉ báng cái gì đâu quý vị. Vì chúng nó đã từng có con, bây giờ chồng không có bên cạnh thì cái tâm lý của tụi nó hụt hẫng dữ lắm quý vị. Rồi bây giờ nhìn thấy một người đàn bà tuổi trạc trạc như mình, tại sao lại được như thế? Nó không cam lòng. Đây là cái tính đố kỵ của phụ nữ tụi nó đó quý vị. Mà bây giờ nè, Chính hỏi thiệt quý vị công tâm đi. Bây giờ con Trăng Khàng, con Phạm Ngà, con Hoàng Kim Dung và con Đinh Lan và con Đặng Thị Hằng Ni, năm đứa này quý vị nhốt chung với nhau một nhà hay là ở chung với nhau một nhà, quý vị nhắm rằng tụi nó ở được với nhau mấy phút? Quý vị có thành thật, quý vị nhìn ra vấn đề đi. Con nào cũng tự cao tự đại. Tôi còn nhớ có một vài người ta nói vậy nữa, nói trời ơi, ai mà là chồng của cô Hằng chịu sao nổi, tức là cô lên cũng cũng chỉ trích đó quý vị. Cũng như là cổ than giảng về cái mặt xã hội của nó quá là tệ đó không? Cô ngồi cô nói những cái câu cay đắng á. Có khác nhau hồi xưa mấy ông bà của chúng ta, đặc biệt là những cái nhà thơ đó, Nguyễn Khuyến nè, rồi Trần Nguyễn Công Trứ nè, rồi ông Tản Đà, ông Tú Xương, đại khái là mấy ông đó, rồi kể cả bà Hồ Xuân Hương cũng vậy nữa. Họ làm những cái bài thơ, những cái câu thơ vô cùng là cái oán trách cái xã hội, chê cười những cái gọi là quan, nữa là quan thâm, cái là nhũng nhiễu cái dân tộc của mình, dân chúng của mình. Nếu mà quý vị được học những nhà văn, những nhà thơ vào thế kỷ 19 đó, quý vị sẽ thấy rằng ông Nguyễn Khuyến nói nhiều lắm, ông Tản Đà, ông Tú Xương, nghĩa là họ rất là chán ngán với cái xã hội thời bấy giờ, quan lại nghĩa là chỉ có ăn và cúi đầu cho tụi Tây đó. Còn bà Hồ Xuân Hương thì bà ra những cái bài thơ nghĩa là trần tục, nghe nó rất là tục nhưng mà nó lại khi diễn ra thì lại rất là thanh, dùng cái những cái lời thơ của gì bánh trôi nước này nọ đó để nói lên cái quan tham, cũng như là thân phận phụ nữ thời bấy giờ không có yên đó. Thì bây giờ quý vị thấy nếu cô Hằng cô ngồi cô nói như vậy là chỉ một phần ở trong cái mặt xã hội thôi. Thí dụ như cô nói rằng có vấn đề sắp xếp về thứ hạng, đáng lẽ là đứa nhỏ này được giải quán quân thì nó chỉ là á quân thôi. Thí dụ như vậy là sắp xếp với nhau, ăn với nhau trong đó rồi, trong xô bích, nghĩa là phải cúi đầu khom lưng để cho có một băng nhóm với nhau và để cho có một cái điểm tựa cho cái cuộc sống xô bích của mình, cuộc sống về nghệ sĩ của mình được bình yên, không ai dành mối cho mình hết, nói chữ mối luôn cho nó rồi, giống như buôn bán vậy đó.
làm sao mà thật là dễ thương, làm sao thật ngoan ngoãn để mà tụ năm tụ ba với nhau, quý vị thấy không? Không có chương trình nào mà không có con Lâm Vĩ Dạ và con Harry Won ở trong đó hết. Tôi nói thiệt chứ quý vị thấy không? Rồi không có chương trình nào không có thằng Trường Giang, thằng Ngô Cứng Quy, thằng Dương Lê Bảo Lâm, thằng Trấn Thành, vòng vòng là tôi nói không? Đó. Quý vị thấy không? Tôi nói cho quý vị nghe đó. Đây là mình nói nó có cái chỗ là mình cũng là khán giả quý vị. Nhưng mà khi mà không phải đợi cô Hằng lên mới biết đâu. Mình thấy trong tivi rồi mình thấy trong mạng xã hội lúc nào cũng có những cái gương mặt này nó hiện lên hết. Còn các nghệ sĩ khác ở đâu? Ví dụ như Khả Ngân, Khả Như gì đó. Ha, rồi bây giờ mấy đứa này nó cũng đẹp đẹp, muốn coi như là mấy đứa mà được tiếp cận với mấy cái đám mà Trường Giang hay là Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Quy, hay là bây giờ có thằng rapper mà Hoàng đó quý vị. Đó, lên thấy mặt có mấy người này không? Đó, toàn là gương mặt của những người này không, làm như là nó có một cái băng nhóm, nó làm như nó có một cái phái, cái bè đó quý vị. Tôi phải nói vậy, nó thực sự là như vậy, mình không muốn nói đâu. Nhưng mà là một khán giả, có rất nhiều em nó đang bắt kêu là giống như là những cái đóa hoa nghệ thuật đó quý vị. Nhưng mà nó không được, người ta nâng đỡ nó lên. Còn những người nào mà được nâng đỡ thì phải nói đó là ông tổ nghiệp, ông dòm tới rồi đó quý vị, ông phải nói là ông ngó tới rồi đó. Và thứ hai nữa là cũng phải biết quấy như sao, chứ còn thật sự rất là buồn ở chỗ đó. Đó, thì bây giờ cũng khó nói lắm ha, cái chuyện này nó giống như là một cái quý vị cảm thấy như là nó trừu tượng nhưng mà không phải trừu tượng. Do Bộ Thông tin Văn hóa không có phân bổ cho nó điều và không điều tiết những cái chương trình mà ít khi nào được tiếp cận với khán giả, phải làm sao điều tiết nó, nâng đỡ nó lên, PA nó lên, làm sao cho nó sống lên quý vị. Thì tôi nói quý vị nghe nó, bây giờ tôi nói thẳng, ví dụ bây giờ nè, tôi nói tôi có một cái thí dụ như quý vị đi mua đồ ha, từ trong siêu thị hoặc các chợ truyền thống quý vị mua để đó đó, một ngày nào nó bị mốc bị hư lấy ra là đi dục thùng rác hết, đâu có dám ăn, sợ bị ngộ độc. Thì bây giờ á, chúng ta làm sao mà ngày nào chúng cũng phải mở cái tủ mà chỗ mà cái cửa kho của mình á, để chúng ta lục ra những cái đồ nó cần ăn, chúng ta giải quyết nó đi. Ha quý vị, giải quyết nó đi. Đó là cái mà chúng ta biết tiết kiệm thức ăn và đồng thời nó đừng có để cho nó hao phí mà lấy ra để mình chế biến cái món này món nọ. Đằng này mình mua xong là mình cứ để đó. Cũng giống như thế. Một năm á, trường nghệ thuật sân khấu ra đó, tôi nói không biết là nó chừng bao nhiêu nhưng mà cũng không ít đâu quý vị. Nhưng mà được lên để mà tiếp cận với khán giả. Có những kịch bản mà đặc biệt là tiếng Trung Vàng giọng cổ đó quý vị. Sau khi mà thi rồi đó là các em ở đâu nhà đâu chẳng thấy nó, khi nào nó có một cái tuồng tích cho nó ra nó hát. Để ra chào khán giả cho nó có đầu có đuôi đứa nào sao có giai nào. Năm nào cũng tổ chức thi. Chắc chắn rằng những người này dự thi là phải đóng tiền. Không có cái nào mà phi hết trơn, không có vụ phi. Nhưng mà sau khi đạt được là á quân hay là quán quân, á quân, quý vị thấy các em có một cái tuồng hát nào cho tử tế hay không? Rồi chúng ta cứ coi ké là Trung Vàng giọng cổ thế thôi. Coi như cái bộ môn cải lương chúng ta nếu có giống như là chấp nhận như cái số phận là coi như là thôi, tới đây là mày chấm dứt được rồi đó. Lâu lâu rải lên là cái gì? Tiếp nối thế hệ ha. Hay là cái gì đó, nghĩa là chờ lâu lâu mới được có cái thì cũng là mình tin. Rồi cũng Tú Xương, rồi cũng Trinh, rồi Vũ Luân, rồi mấy cái người này lặp đi lặp lại. Nhưng mà trong khi một năm chúng ta tổ chức ra Chuông Vàng giọng cổ hay là tổ chức ra tiếng Trung Văn mãi hay là Quy Chuông Vàng giọng cổ gì đó, nghĩa là chúng ta chọn ra rồi chúng ta cũng để đó. Các em bị mai một rất nhiều. Chưa có nói tới những cái môn nghệ thuật có tính cách truyền thống và rất đặc thù và rất có lợi ích cho các trẻ em, chẳng hạn như là múa rối nước hoặc là xiếc đó. Thì quý vị phải thấy rằng Bộ Thông tin Văn hóa của mình làm sao phân bổ nó ra cho đều để cho nó hòa nhập vô những cái kêu là làng xô bít chung. Nói ra thì nó rất khó quý vị ơi, nhưng nếu mà nói chữ khó rồi đó là Bộ Thông tin Văn hóa bỏ thí luôn thì nó càng khó biết bao nhiêu nữa. Anh em người ta hoạt động, người ta lại không cần bộ tiếp cận với khán giả ư? Những cái giai tuồng hay là những cái vở kịch bản này nọ đó, làm sao nó giống như là bên kịch bản của bên của điện ảnh hay là của kịch nói đó quý vị. Làm sao cho có kịch bản để cho cái sân khấu nước được hoạt động. Ít ra đó là một ngày, ít ra cũng phải 4 ngày ở trong tuần. Tôi nói ví dụ như hoặc thứ bảy chủ nhật thì người ta được, hoặc là thứ bảy chủ nhật cái suất của nó đó. Ví dụ như là làm sao mà trải dài ra để cho người ta có thể tiếp cận với trẻ con, lương hướng được nâng cao, bảo hiểm được đầy đủ ha, để cho cái nghề của người ta, người ta thấy yên lòng. Quý vị biết không, nếu bây giờ mà mai một rồi đó, khi mà chúng ta muốn gầy dựng lại là khó lắm quý vị.
cái gì mà nó đang có mà chúng ta không bồi dưỡng nó để cho nó mai một ha. Rồi bây giờ chúng ta lôi trở lại, chúng ta kiếm trở lại, chúng ta tìm trở lại các nghệ nhân đó, khó vô cùng luôn. Bây giờ nó không có ai mà ba đầu sáu tay mà dựng lại cái hát bộ hết trơn có gì. Nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng trong xã hội của chúng ta còn nhiều cái phải đóng góp kìa lắm. Bây giờ á, trở lại với hai cái con mắm này, tôi nói quý vị nghe, quý vị thấy nó tiếng nó chát chúa không quý vị? Nói những cái điều phi nghĩa. Còn cô Hằng á, khi mà cổ lên cô live stream, cổ nói nhân vật nào hay là cái câu chuyện nào là cổ nói thẳng vấn đề đó. Thỉnh thoảng là cổ mới nói những cái câu nói nhân dân giống như là trừu tượng đó, nghĩa là không có một cái đối tượng rõ ràng ở ABC. Nhưng ý là như vậy mà người ta đã sợ và coi như là không cho cô nói nữa quý vị. Không, cô nói từng chủ đề luôn nè. Thí dụ như thằng Khoa Bút về bên tiền con nè, cô đưa ra là phải không? Ông Hoàng Kiều đòi về lãnh 16 đứa con nuôi của cô Phi Nhung, cô Hằng đến tiếng luôn. Đó, có ai cảm ơn cô hay không? Ông Hoàng Kiều buông tay, ông Hoàng Kiều không đụng tới 16 đứa của cô Phi Nhung nữa. Tự vì cô Hằng nói quá đúng. Đó, trong thâm tâm ông Hoàng Kiều rất nể cô Hằng. Quý vị đi hỏi đi. Đừng có tưởng rằng khi cô Hằng nói thật rồi ai cũng ghét cổ hết. Mà chính ông Hoàng Kiều cũng sẽ rất là ngưỡng mộ cô Hằng. Vì sao? Ông Hoàng Kiều ông lỡ lời, ông nói một cách giống như ông nổ vậy đó. Nhưng mà bây giờ lãnh 16 đứa này dễ dàng hay không? Với cái tuổi tác của ông và với số tiền nợ của ông Hoàng Kiều thì 16 đứa con của cô Phi Nhung sẽ đi về đâu? Trời đất ơi, một cháu Hồ Văn Cường không à. Nghĩa là mệt mỏi luôn. À, bây giờ mà lo tới 16 đứa con của cô Phi Nhung nữa là quý vị thấy như thế nào? Cho nên cô Hằng cũng nói đánh tiếng lên, coi vậy mà nó quá là đẹp, quá phê luôn. À, ông Hoàng Kiều cảm ơn cô Hằng đi. Đó, tôi nói quý vị nghe, đâu có phải đơn giản làm cha nuôi của những một đứa là muốn sặc máu rồi. À, muốn học máu rồi, đừng có nói tới 16 đứa. Không lẽ tụi nó cứ như cúp bê, nó nhỏ hoài, phải không? Nó phải lớn và nó phải yêu đương, nó tiếp xúc với cái người không phải là trong cái 16 đứa nữa. Thì ai mà lãnh nuôi mấy đứa này là cực lắm, bởi vì chẳng thà con nó còn nhỏ xíu nó mình kêu bảo mẫu về nuôi tụi nó, rồi nó lớn dần lên theo cái giáo dục của mình nó thì còn đỡ. Đằng đây quan to nó theo cái giáo dục của người khác, đâu có đơn giản đâu. Thành ra cô Hằng cũng mở lời ra, quý vị cứ nghĩ rằng ở sao có chuyện gì cũng thoạt tay thoạt miệng tới đó. Là bây giờ đó Diễm My về với gia đình rồi, tôi chắc chắn là cháu về với gia đình rồi đó. Đó là cuộc đời của Linh Thanh Tùng Dân nó cũng đã ổn định, thì nhờ ai? Nhờ cô Hằng chứ ai. Đó quý vị thấy, bây giờ cái con Hoàng Kim Dung á, nó nói rằng á là cái báo công an này nó đọc một phát là xong, kêu là không có đúng sự thật. Vậy sao công an không lên tiếng giùm đi? Cô Hằng có nói có một câu như thế này nè, cô đâu có phải nói là ở trên đồn công an tôi bị công an giới đánh tôi đâu. Nhưng mà hà tất gì mà công an có dễ binh vực cái thằng Hoàng Yên và luật sư của thằng Hoàng Yên giữ đến như thế? Nếu mà cô Hằng không phải, cô Hằng nói đúng không sai gì nữa thì bây giờ mời cô Hằng lên làm việc. Nói cô nói là bây giờ đó, trong thời gian khoảng mấy giờ, tầm mấy giờ mà luật sư của thằng Hoàng Yên nó giới nó đánh cô hồi khoảng mấy giờ. Nếu đúng như vậy thì để tôi mời cái thằng luật sư đó lên để tôi điều tra, nếu đúng như nó bắt nó phải xin lỗi cô. Có phải mắt ruột mắt gan không chứ gì? Đó là thật sự là yêu dân và thật sự là hiểu dân. Đằng này cô Hằng thấy một cái động tác giơ tay đánh cô, đây là cái động tác giả mà luật sư và thằng Võ Hoàng Yên đã sắp xếp với nhau để quý vị đi điều tra, không phải là chính chịu thua quý vị luôn. Nó làm cho cô Hằng la lên, mà la lên ở đâu? Ở đồn công an. Nhắc tới cái chữ công an thì cô Hằng chết thôi. Nó muốn chia rẽ cho cô Hằng với công an đấy. Tại nó công an nó ghét cô, báo chí không ưa mà công an nó thù nó ghét thì còn bằng ăn cái gì nữa. Đó bây giờ đó, trong khi ở trong Nam á thì con Đinh Lan á thì nó thưa ông Nguyên, ông Nguyên kêu là giống như là nguyên trưởng công an ở Gò Vấp, là nó đầm đơn nó thưa rồi đó, vì có một câu nói duy nhất rằng là chị im đi để anh em người ta làm việc, có thế thôi mà nó dám ghim để mà nó làm đơn nó thưa. Rồi nó đã từng thưa ông trung tướng một công an mà cái Trà Văn Lao á, dễ sợ chưa. Và nó lên Facebook nó chửi hẳn luôn công an ha, nghĩa là kêu là luật sư công an thành phố nó coi như là vô cảm, để cho nó 3 năm trời nên nó bị làm nhục tập thể, cưỡng bức tập thể, toàn làm dụng tới công an không. Còn ở ngoài Bắc thì con Hoàng Kim Dung dám nói một câu rằng đó là tờ báo công an không đúng sự thật. Bộ không biết chữ hả? Đọc một phát thôi là biết công an sai. Cả hai vấn đề này báo công an không dám đụng tới. Tại sao lại o bế cô Hằng? Tại sao không dám đụng tới con Đinh Lan? Và tại sao không dám đụng vô con Hoàng Kim Dung?
Tôi hỏi quý vị đó, tại sao báo chí công an trả lời đi. Cô Hằng chỉ nói rằng ở tại đồn công an trong lúc chờ đợi để mà thương lượng với nhau, hội họp với nhau, thương lượng với nhau, thì luật sư thằng Võ Hoàng Ân, Võ Hoàng Yên giới tay đứng lên, giới tay quánh tôi. Thì bây giờ chỉ có như thế thôi mà công an đã nổi giận từ ái, giật cho một cái tích. Bà Nguyễn Phương Hằng du khống bịa đặt cho công an, và từ đó giống như là cái tuồng của báo chí bỏ rơi cô Hằng một cách rất là đau. Rồi cái điện thoại của cô Hằng cô đưa cho một anh công an là Nguyễn Đăng Nam. Thì quý vị thấy không, nguyên tắc là phải làm một cái biên bản để nhận cái vật chứng của người khác. Đây là một vật chứng quan trọng có liên quan tới hàng trăm tỷ. Thì lý nào mà sơ sài nhận cái vật chứng của người ta mà không có giấy biên nhận, không giấy có một cái biên lai like hay là có một cái buổi họp gì đó, một cái biên bản đó quý vị, ngồi một biên bản không có. Rồi là kêu á đương sự đi về đi, nguyên đơn đi về đi. Rồi sau đó báo cáo với nguyên đơn rằng không có chứng cứ nào trong cái máy này hết. Vậy thì cô Hằng có thưa sao nổi nữa. Thành ra vụ thưa của thằng Võ Quận Yên là xù lông nhím đó quý vị. Chỉ có nói rằng là cái vấn đề tiền bạc thôi mà đã có hai phần tiền. Tiền đi ra miền Trung và tiền để trả nợ giùm cho học trò của nó. Hai cái tiền. Thì bây giờ nó đem nó gài cho cô rằng là đưa tiền cho Võ Quận Yên, muốn làm từ thiện thì làm gì đó làm đi. Nó gài vô cái thế đó. Mà không đánh giá vấn đề rằng do nó nói bịa, nó nói rằng nó thiếu nợ học viên của nó, cho nên cô Hằng mới cảm thông, chú Dũng mới cảm thông mới đưa tiền. Mà thực chất ra không hề có ai để nó phải bao bọc hay là nó phải trả nợ cả. Đó là cái cốt lõi chỗ đó, nhưng mà công an làm lơ. Rồi bây giờ đó, con Đinh Lan thì nó nói rằng nó là kêu là nó chửi, nó chửi cái ông mà nguyên trưởng công an rồi dắt, nó nói rằng là dám xem thường chị em nó, biểu im đi. Mà người ta yêu cầu im đi vậy thì tụi nó hát quá nhiều đi. Nó như hai cái loa đó, nó giống như cái chợ đó quý vị. Thì thành ra công an mới biểu rằng im đi để cho anh em chúng tôi làm việc, một cái câu rất bình thường. Nhưng mà nó cấp cho người ta. Rồi nó nói rằng nó đi nó thua cái ông mà trung tướng hay là thiếu tướng mà công an Trà Văn Lao, Trà Văn Lào á, nó dám làm đơn thương người ta là thua hai chỗ rồi ha. Và nó chửi luôn công an ở thành phố Hồ Chí Minh rằng coi như là bất tài đó, nó thua hoài không được con dạ con Quảng Châu người này kia bắt hoài mà không bắt được. Rồi nó cho rằng là bây giờ vô cảm ha, bỏ rơi nó, không xử lý chuyện của nó, cho nên nó bị làm nhục hết 3 năm nay, tức là người ta nghĩ là nó bị cưỡng hiếp đó quý vị. Nó làm nhục là cưỡng hiếp tập thể. Có gì thấy chưa? Đó. Còn cái con phía Bắc á thì mở miệng ra là Trương Quốc Huy ha, đáng kêu là một người tài giỏi. Sao mày không nói Trương Quốc Huy là coi như là mập bự nè, đô con nè, trời ơi mày chịu quá, sao mày không nói câu đó đi. Rất là handsome luôn, nghĩa là quá đẹp trai nè. Rồi kêu là gamer luôn, nghĩa là giống như nhà game mà nổi bật từng cuộn ở trên cái bắp vai đó, sao mày không khen luôn đi. Nó tài giỏi chỗ nào? Nó là một thằng chửi đất nước, chửi quốc gia, chửi dân tộc mà mày cho nó tài giỏi, vậy là mày thích nó phải không? Mày thích cái con người, cái tiếp người của thằng Trương Quốc Huy phải không? Đó quý vị thấy chưa quý vị? Một con đàn bà có 4 đứa con ly dị thì quý vị mới nói rằng cô Hằng sao ai mà ở chung với cô Hằng phải không? Vậy thì bây giờ người nào nói câu đó đó, đi thử dọn đồ để ở chung với con Hoàng Kim Dung hoặc là con Đinh Lan, thử đi. Đi tới nhà nó xin ở nhờ ở cậy hoặc là xin cưới tụi nó làm vợ đi. Làm thử đi. Bởi vì tôi nói quý vị nghe, tôi đọc mấy cái comment này á, hồi bấy giờ tôi không có cái kênh nào để gá hết trơn quý vị. Chứ thiệt ra là nhiều cái người người ta nói cô Hằng nhiều cái lắm. Thằng Hoàng Nguyên Vũ thì nói rằng cha mẹ nào sanh ra một đứa con gái như là thằng cô giống như Nguyễn Phương Hằng á, nó nhỏ nó giống như tuổi con, nó bằng tuổi thằng Quang Tuấn thôi đó ha, mà nó dám nói cô Hằng như thế. Thì bây giờ tao nói mày nghe nè, mày có thích con Đinh Lan hoặc là con Hoàng Kim Dung, mày thích con nào hay không? Mày có cần làm mai cho mày không hả Hoàng Nguyên Vũ? Cái này là tao chọc tới cái tên mày đây, mày dám hỗn với cô Hằng nha. Ngay ban đầu là mày là thằng trong nước, là mày ra miệng trước. Còn ở nước ngoài thì thằng Dũng mặt lọ nè ha, và hai cái thằng Nam Quang Tiến Dũng nó chửi cô Hằng từ nước ngoài. Còn trong nước thì thằng Hoàng Nguyên Vũ đó, quý vị thấy không quý vị? Tự nhiên nó súng lại nó chơi cô Hằng à. Anh cái chữ chơi này tức là nó kêu là nó tấn công cô Hằng thật sự luôn, cái chữ tấn công. Nó phá cái doanh nghiệp của người ta và nó khóa luôn cái đời tư của người ta luôn. Trong khi cô Hằng đang tố cáo tội phạm trên online mà cho rằng không có tiền lệ, thì các ông quốc hội, bà quốc hội tại sao không mời cô lên nói chuyện? À bây giờ bà làm đơn đi, phải không quý vị? Từ phường cho tới phường, là tới kêu là huyện cho tới thành phố, không ai có một lời nào để nói với cô rằng
bà làm đơn đi chứ bà đừng có nên nói như thế. Trần Văn Sĩ cũng vậy ha, đồng Nguyễn Đức Hiển là nhà báo đổi thừa cho cô rằng là đánh sập VOV của ông ta, có phải là bịa không có gì? Bởi vì những cái đứa mà nó ăn ti với cô Hằng, tôi thấy rằng nó rõ ràng nó kêu là nó gấp lửa bỏ tay người thoải mái luôn. Nó ỷ nó là nhà báo, nó ỷ nó là luật sư, nó ỷ là những cái đứa nó quen biết với cách mạng hay là bên phía trong của nó có vấn đề, có người nào bợ đỡ tụi nó, chứ không phải là tự nhiên một người dân dám nói như vậy. Còn cái chuyện cô Hằng nói thì kết cô Hằng vô 331 phải không? Thì đó, cô Hằng đang bị thực hiện thi hành án rồi đó. Đó, bây giờ tôi có nói cô Hằng như thế nào cũng là cái chuyện cô Hằng đã bị kết án rồi quý vị. Bây giờ có binh hay không binh cũng thấy. Vậy thì ở phía ngoài thằng Nguyễn Đức Hiển như thế nào? Đó, nó đem nó dám nói một bác sĩ là gỡ oxy như thế nào, bệnh nhân như thế nào, chết như thế nào đó. Nó có xin lỗi cái bác sĩ đó hay không? Rồi nó nói cô đánh sập VOV thì nó bây giờ đó, tôi hỏi quý vị đó, có chuyện nó xảy ra hay không? Nó đâu có xin lỗi cô. Nó bị đặt vu khống cho cô như vậy và đồng thời nó còn tuyên bố rằng nó phải bắt cô vô tù nó mới chịu. Thì những cái lời nói này có phải là một công dân đang hù dọa một công dân hay sao? À, cô Hằng của tố giác thì không kiểm chứng, bắt cô và nói rằng 331 nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Còn trong khi những cái thằng này thì không ai nói tới. Quý vị thấy chưa quý vị? Đó, còn thằng Lê Minh Hiển á, là học trò của thằng Trần Văn Sĩ, nói một câu rằng là cô làm loạn ở đồ ở Đình Hùng. Mà trong khi đó con Hoàng Kim Dung đi ra ngoài sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, đánh chửi đòi hăm dọa nhào vô mình của cô Hằng làm loạn. Vậy thì bây giờ quý vị thấy nó như thế nào? Đó, chính đi so sánh cho quý vị từng cái đó quý vị. Vấn đề ở đây á, là thằng Nam Quang Tiến Dũng, nó đã ở bên nước ngoài, nó đã từng giống như là nó là đám của Việt Tân á, phải không? Nó đang nó binh vực cho cái đám tình thức bồng lai này, nó coi như nó quấy nhiễu cái nước của chúng mình đó quý vị. Nó không có ưa gì chế độ cộng sản nhưng mà nó chửi những cái người đang binh vực cho chế độ cộng sản, cái kiểu của nó như vậy đó. Rồi nó nói ví dụ bây giờ như tỉnh thức bồng lai là một cái chuyện lũng đoạn về, có thao túng về để làm ô uế đạo Phật, thì nó lại đi chọn cái vấn đề tỉnh thức bồng lai để mà nó phản ứng vì cô Hằng có nhúng vô tỉnh thức bồng lai, là coi như là nó đang cố gắng, nó biết rằng cô trong nước có rất nhiều yêu thương cô vì cô đang làm chuyện phải, thì bây giờ nó làm cái động tác ngược lại để làm chi, nó làm cho nghĩa là coi như là không biết nó thuộc phe nào, nhưng mà cái mục đích của nó là nó muốn quấy động cái xã hội của chúng ta đó. Là thằng Nam Quang Tiến Dũng mà lại là bạn rất thân của con Đinh Lan. Thằng Trương Quốc Huy là thằng phản động, thằng ở nước ngoài chửi Việt Nam hằng ngày hằng giờ hằng buổi, thì con Hoàng Kim Dung lại khen ngợi thằng Trương Quốc Huy. Thì quý vị thấy rằng nguyên một cái băng nhóm của tụi mà ăn tiên với cô Hằng này, quý vị thấy nó như sao? Đều có vấn đề hết. À, bây giờ tôi nói từng đứa, tôi review cho quý vị nghe ha. Là con Phạm Ngà chửi cô Hằng ha, rồi nó ké vô tỉnh thất bồng lai chứ gì, với Võ Hoàng Yên chứ gì, là con Phạm Ngà chứ gì, thì bị bắt vì cái tội lừa gạt 800 triệu cho đồng bào ở phía Bắc, để ra một cái lấy cái danh hiệu, lấy cái danh nghĩa là chạy án, là một con ha. Vậy là cái thành tích có đàng hoàng không? Ở quý vị thấy những cái đứa mà nó chửi cô Hằng thì cái thành tích của nó có đàng hoàng hay không? Nó là cái thứ lừa đảo và cái thứ mà kêu là đã bị tù tội đó, là con Phạm Ngà. Rồi bây giờ đó, con Trang Khang đó thì cũng là cái đứa chửi cô ha, nhưng rồi phải bỏ đất nước đi ra đi để ăn bám ở nước ngoài, là bây giờ thấy không quý vị? Thấy cái số phận của nó hay không? Bây giờ là không biết nó đi về đâu. Là hai đứa phải không? Còn Đặng Thiện đi, thay vì là một nhà báo, một luật sư, là một nhà văn, đáng lý ra không binh vực cô thì thôi, không nói đúng cho cô thì thôi, đi tìm tông tích thằng Võ Quận Yên có phải như vậy hay không? Và đồng thời nữa là nghiên cứu cái vấn đề về cái vấn đề mở tài khoản. Một đứa đó thì lấy tiền của đồng bào đi làm cái chuyện khác, không có đúng mục tiêu là đi cứu trợ. Một đứa thì giao cho người khác làm, mặc kệ số tiền như thế nào nó không có trách nhiệm. Còn một đứa thì nghi ngờ rằng không có được đàng hoàng chính chắn trong vấn đề chia tiền, à, phát tiền cho nạn nhân ở phía Trung. Còn một đứa thì nhiếm 14 tỷ. Thì trong bốn đứa này cô Hằng cô đưa ra thì bây giờ đưa cái chỉ thị 93, sau đó tuyên bố rằng nghệ sĩ, MC, hài sĩ không có sao hết trơn. Đâu quý vị thấy không? Thì bây giờ nó, Đặng Thị Hằng, nó đứng về cái mặt báo chí, nó tìm hiểu rằng vấn đề giữa ngân hàng và các văn nghệ sĩ, hài sĩ, MC này làm việc có đúng hay không, có chuẩn mực hay không. Một đứa mà xài tài khoản của tên khác mà đi lãnh tiền rồi tạm khóa báo có đó, quý vị thấy rõ đó. Rồi bây giờ đó giữ 14 tỷ ha, 14 tỷ của thằng Hề đó, thì nó đâu để 14 tỷ trong ngân hàng,
Như vậy thì bây giờ ngân hàng và thằng Võ Hoàng Yên phải giải trình tại sao giữ 14 tỷ đó. Thấy không thưa quý vị? Bây giờ nó là ngân hàng, nó không được quyền tuyên bố những cái gì mà thân chủ của nó gửi chứ gì. Nhưng mà trong ngân hàng nó cũng phải biết rằng đây là tiền thu vô để giúp đỡ cho đồng bào ở miền Trung. Một cái cơn lũ mà kêu nằm năm 20 á, 20-21 gì đó, 19-20-21 đó quý vị. Thì cái thời gian đó đó là trước cái thời gian mà cái con Diễm My mà nó ra nó tố cha tố mẹ nó, tôi nhớ vậy đó quý vị. Tôi mới nói rằng đất nước đang bị 13 anh chiến sĩ mà bị dùi lắc ở trong cái cơn bão như vậy, mà đất nước mình như vậy mà không lo lo cái con Diễm My đó. Đó thì quý vị nhớ cái năm đó đó. Thì coi như đó là một cái năm rất là tang thương. Mà ngân hàng thừa biết rằng tại sao Hoài Linh có tiền vô ào ào hàng trăm tỷ như vậy mà bây giờ đang bị ứ động lại 14 tỷ mà không được giải ngân. Thì quý vị thấy không, ngân hàng đứng về mặt á, là mặc dầu là giữ cái bí mật cho thân chủ của mình, nhưng ít ra cũng phải nhắc nhở cho Võ Hoàng Yên rằng cái tiền này là tiền gì 14 tỷ anh để ở đây vậy anh Hoài Linh, thử coi. Tôi nói cho quý vị nghe, mặc dầu nó giấu những cái chuyện giữa thân chủ và giữa ngân hàng, nó có một cái nguyên tắc là không được bày ra ngoài, không được cho ai biết, nhưng nó có quyền báo tin cho thằng Hề 14 tuổi, nói rằng anh còn giữ ở trong đây, tôi ngân hàng tôi còn đang giữ của anh 14 tỷ đây nha anh Hoài Linh. Nó thừa biết rằng cái tiền này vô ào ào như vậy đâu phải là cái tiền cách xê của thằng Hoài Linh đâu. Nó thừa biết rằng cái tiền này nó nằm trong cái phong trào mở ra tài khoản để lấy tiền giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta. Thì bây giờ nó dư cái số tiền 14 tỷ nó còn lưu trong tài khoản như vậy, mà cái thời gian là 6-7 tháng, đúng ra thì nó phải liên hệ với thằng Hoài Linh, anh phải giải ngân cái số tiền này đi. Đó là tôi nói về vấn đề mà nguyên tắc ngân hàng nó có quyền trao đổi với thân chủ của mình. Tôi đi gửi tiền không bao nhiêu hết quý vị, nó khoảng chừng đâu có 1 tỷ đổ lại thôi. Nhưng mà có cái chuyện gì đó là bên cái người mà phụ trách cái sổ của tôi đó, à, thì các em các cháu nó điện thoại cho tôi, nó báo, nó nói bây giờ tiền cô như thế như thế, tiền ở đâu rót tới. Thí dụ như tôi có thuê, cho thuê mặt bằng, thì cái người bán vé máy bay thời trước á trả tiền cho tôi bằng cách là bỏ gửi qua bên tài khoản, ha, có 20 triệu hay là 18 triệu 15 triệu không chừng. Nhưng mà cái tiền nó gửi qua thì nó báo liền cho tôi liền, nó bảo rằng có người đã gửi vô tài khoản của cô về cái số tiền như thế, nó có mười mấy triệu người ta đã báo rồi đó quý vị. Đó, Sài Gòn Exim Bank nó nằm ở đường Phạm Ngũ Lão nè, tôi đâu có nói sai đâu, nằm ở trên đường Phạm Ngũ Lão đó quý vị. Thì sau đó nếu tôi rút số tiền lớn so với tôi nha, có 1 tỷ 500 triệu gì thôi, thì họ đều hỏi rằng cô rút ra gì, lý do gì. Người ta sẽ tư vấn cho mình, người ta nhắc nhở cho mình đủ thứ hết trơn. Tôi nói như vậy là hoàn toàn có sự thật. Nhưng mà thằng Hề 14 tuổi nó để ở trong ngân hàng 14 tỷ. Nhưng mà ngân hàng có nhắc nhở cho thằng Hoài Linh hay không? Đến khi cô Hằng cô nói cô nằm mơ, và Nhâm Hoàng Khang nó xâm nhập vô tài khoản thằng Hề 14 tuổi, nó mới biết rằng thằng Hề 14 tuổi chưa giải ngân 14 tỷ. Đó, bây giờ tôi là những người dân, bây giờ cái chuyện nó đã qua 1-2 năm nay, nhưng mà đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý trở lại để biết rằng cô Hằng đơn phương và cô Hằng chống với bao nhiêu cái mối ở trong xã hội như thế, từ luật sư, từ báo chí và cả ngân hàng luôn đó. Tôi nói luôn tới như vậy luôn đó. Tôi hỏi quý vị có phải không, tôi có mấy trăm triệu thôi, và thậm chí tôi có mấy chục triệu thôi, là do mấy người thuê nhà tôi mà họ gửi tiền hàng tháng đó, họ mới bắn qua cái tài khoản cho tôi. Thì ở trên ngân hàng người ta có một người đã báo cho tôi qua điện thoại đó rằng cô đã được có một số tiền như thế vô trong tài khoản của cô rồi, tài khoản tiết kiệm của cô rồi đó, được không quý vị? Thì tôi có một cái tài khoản riêng mấy trăm triệu và một cái tài khoản mấy chục triệu là của cái người thuê mặt bằng, người ta gửi là ngân hàng đã thông báo cho tôi. Và khi mà tôi rút ra một cái số tiền lớn, họ đều tư vấn cho tôi hết. Vậy thì bây giờ 14 tỷ của Hoài Linh, tại sao ngân hàng không nhắc nhở rằng anh ơi anh còn số 14 tỷ nè, nó là cái mục đích như thế nào, anh lo anh giải ngân đi. Tôi nói vậy đó, thì đừng có nói cái câu rằng Hoài Linh nói là tôi quên hay là tôi đi mổ. Không nhờ cô Hằng thì thằng Hoài Linh làm sao mà nó tuyên bố rằng nó đang giữ 14 tỷ, đi bắt thằng Nhâm Hoàng Khang vì cái tội xâm nhập tài khoản. Quý vị thấy chưa, nếu không có thằng Nhâm Hoàng Khang thì thằng Hề 14 tuổi này nó làm thinh với 14 tỷ này đến chừng nào. Đó, rồi bây giờ nào quý vị thấy không, bây giờ cái con Hoàng Kim Dung đó, nó ra mặt, nó nói rằng báo công an không đúng sự thật. Vậy báo công an có nói không, có nói rằng Hoàng Kim Dung bịa đặt bôi nhọ công an hay không?
Tại sao không ai lên tiếng hết vậy? Rõ ràng ăn hiếp một mình cô Hằng thôi. Đó, bây giờ rõ ràng là quý vị thấy không? Lặp đi lặp lại rất nhiều lần nè. Con Hoàng Kim Dung nó nói đi nói lại Hằng nhiều lần, nó biểu rằng báo công an không đúng sự thật một cái tờ báo của người ta. Đó, quý vị thấy cô Hằng có bao giờ dám tuyên bố như vậy hay không? Mà chỉ thuật lại một cái chuyện luật sư của Võ Hoàng Yên giới tay đánh tôi trên đồn công an. Có bao nhiêu đó thôi mà các công an, báo công an đã nổi giận ha, đã nổi điên nổi khùng lên, nó cho là cô Hằng bôi nhọ công an lên trên mặt báo. Bà Nguyễn Phương Hằng bôi nhọ hay là vu khống bịa đặt cho công an. Đó bây giờ nè, con Đinh Thị Lan trong miền Nam á thì đòi thưa hết công an này tới công an kia. Ha, quý vị thấy chưa, đòi chửi công an ở thành phố Hồ Chí Minh là vô cảm, không có để yên cho nó, để cho YouTuber làm nhục nó tập thể. Đó quý vị thấy chưa, đòi lôi công an vô trơn mà công an không dám nói gì hết. Ha, công an mạng và công an báo, công an ngoài đời không ai nói, đồn công an không ai nói gì nữa hai cái con này hết. Là sao kỳ hiểu quý vị? Đó, tôi nói cho quý vị nghe, tôi già thiệt đó, tôi 70 tuổi rồi mà tôi máu tôi nó lên tới cằn cổ luôn. Quý vị biết rằng bà già này tôi hồi bà đổ nổi khùng rồi đó quý vị. Giống như tôi đang nổi khùng đó, bây giờ tôi thấy cô Hằng bị ăn hiếp quá trời. Bây giờ đơn á ha, cho rằng 10 người nè, Nhi Oanh nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, Hoài Linh nè, vợ chồng Thủy Tiên nè, ha, rồi Lê Thị Giàu nè, rồi Trương Thị Việt Hà nè, thấy không? Rồi Đinh Thị Lan này nọ nè, nó thưa cô. Nhưng mà không có tòa án xử nha quý vị. Chuyện mà bắt tạm giam thì tôi đồng ý, nhưng mà sau đó đưa tất cả những người ký tên thư của Hằng đứng một bên là nguyên cáo. Cô Hằng là bị cáo, đem ra tòa xử và hãy có luật sư để mà tranh cãi với nhau. Chứ đâu phải là dựa thôi cái lời mà ký tên là vậy là đi bắt con người ta, là tuyên án là bây giờ là coi như là 3 năm ngon lành luôn. 18 tháng tạm giam, 18 tháng tạm giam là cộng thêm 3 năm nữa, mà trong khi bên nguyên cáo cứ tự nhiên ở nhà thôi. Còn trong khi mà cái trường hợp của tôi, quý vị biết mượn mời lên bao nhiêu lần không? Mời lên trên 20 lần luôn rồi đó quý vị. Mời lên để thương lượng với nhau, lên đàng hoàng với nhau mà chưa có ra một cái cuộc án, nhưng mà vẫn thương lượng với nhau. Đó, mà cái đứa nào nó vắng thì nó vắng thôi. Nhưng mà cái vấn đề là thuộc về hình sự chứ gì. Nói rằng là vu khống bịa đặt làm nhục người khác, nhưng mà 11 cái lá đơn đó hay là 10 chữ ký đó đáng lý ra là phải cho một cái phiên tòa để xử. Cũng như là cô Hằng thưa thằng Võ Hoàng Yên, chú Dũng thưa thằng Võ Hoàng Yên, hai vợ chồng người ta ký tên, không có một cái cuộc xử án nào hết. Và thằng Võ Hoàng Yên coi như là nằm yên luôn. Vậy sao? Thấy quý vị thấy cô Hằng bị ăn hiếp chưa? Đó. Rồi bây giờ nè, Trương Mỹ Lan nè, từ đầu chứ đuôi không có bận áo sọc tù một giờ nào hết nha. Thấy không? Bận đồ nhà đàng hoàng chứ cũng phải là đồ của quy định của nhà tù là bận áo sơ mi trắng á. Đó, bây giờ con Đinh Thị Lan mày kêu là mày cà nanh đi. Mày cà nanh nói tại sao Đặng Thị Hằng đi bị cầm tay rồi bị bận áo trắng như vậy, mà bây giờ Trương Mỹ Lan là một tội đồ như thế, hàng triệu tỷ như thế, mà tại sao như vậy? Đang đối diện với cái án tử hình đó, mà con nên bạn của mày mới có 331 thôi, mà tại sao mà bạn mày với bà Trương Mỹ Lan khác nhau đến như thế? Mày đi cà nanh đi, tao suối mày đi cà nanh đó. Mày với thằng Trần Đình Thu làm sao làm cái đơn nó, tại sao mà Đặng Thị Hằng đi bị cầm tay, mà tại sao Trương Mỹ Lan không bị cầm tay? Đi cà nanh đi. Rồi tại sao mà Đặng Thị Hằng đi cũng bị kêu bằng bị cáo 331, mà trong khi Trương Mỹ Lan tới bây giờ là bà Trương Mỹ Lan không, bà Hoàng Thị Thúy Lan, bà Trương Mỹ Lan. Đó, bây giờ tụi bay đi cà nanh đi. Còn cái con Hoàng Kim Dung, tao nói cho mày biết, mỗi một lần mày nói rằng là mày nói người ta làm từ thiện bằng cái mồm phải không? Còn bản thân của mày hãy kêu từ thiện là mày thò mấy cái tài khoản ra. Mày nói mày không núp lùm hả? Mày nói là mày sẽ không núp lùm, mày núp lùm cái gì? Mày vô mày giả mạo làm bộ đi kết bạn với người ta để mày làm, mày kêu là mày lấy cái găng để mày xé, mày muốn phá luôn cái kinh tế của người ta. Mày là cái hạng con gì? Mày đang là nữ hoàng đầu tư, mày nói mày có 50 triệu đô, mà cái thân mày đến nỗi mà thân tàn ma dại, mày đi ra mày bán sữa, bán ba cái nước xà bông của Thái Lan. Nhưng mà mày nói mày không núp lùm phải không? Mày đâu có núp lùm. Mày là một cái con giả mạo lừa đảo cho đâu có núp lùm. Đâu có ai nói mày núp lùm đâu, cái mặt mày trờ trờ đâu đó mà ai mà nói núp lùm. Nhưng mà mày dám mượn cái danh mày đem mày giả ra, mày làm bạn người ta để mày xâm nhập vô cái công ty người ta, mày lấy găng gì mày xé, mày muốn phá cái công ty của cô Hằng phải không? Nhưng mà mày sai rồi. Mày tức quá phải không? Bởi vì cô Hằng đâu có bán ở trong nước đâu.
Và trong khi nước ngoài không trả một cái găng nào ở trên khu du lịch Việt Nam, người ta làm ra mà trả về Việt Nam hết. Thì như vậy là tiền đô của người ta có đó mày. Trong khi mày, cuộc đời của mày, mày thấy không, mày hại hại, mày hại bao nhiêu hại, nhưng mà cái thân của mày đó, từ cái lúc mày làm nữ hoàng đầu tư 50 triệu đô, mày hạ xuống mày coi, mày bán ba cái hộp sữa, rồi bây giờ mày hạ thêm một lớp nữa, bây giờ mày bán ba cái nước xà bông của mấy thằng Thái Lan á. Trời thần ơi quý vị thấy quý vị. Bởi mới nói là đó là nhân và quả đó quý vị. Ha, không có cô Hằng đâu có trả thù tụi nó đâu. Cô Hằng bị tụi nó hại xong rồi cô đi vô trong trong 331 rồi, bây giờ cô Hằng có ở ngoài nói câu nào không quý vị? Nó tự tụi nó xuống dốc. Nó tự nó xuống dốc thấy thương không quý vị? Đó là do công Phạm Thiên Hà đâu xong ra ra ngoài để cho cô Hằng cho 2 tỷ nè. Rồi bây giờ nói tới con Ninh Thị Lan quý vị thấy đó. Đang có một giàu sao ở nhà thuê nhà mướn gì cũng là cái nhà. Đang buôn bán đàng hoàng ha. Tự nhiên nhào vô cái drama cô Hằng để sau đó. Đó bây giờ được quý vị thấy không? Không bao giờ bán được một cái chai nào đông trùng hạ thảo tôi quý vị biết. Khỏi bán luôn, cho mày nghỉ luôn. Mày mà không được 3 tỷ của cô Hằng mà cho mẹ con mày đi ra ngoài luôn, tao nói thiệt với mày luôn. Tiền đâu mày trả tiền nhà? Thằng Nam Quang Tiến Dũng có rót cho mày nữa hay không? Trời ơi, nó bạn bè tụi nó đó quý vị. Trời ơi, chính nói quý vị nghe, chính có mấy đứa em ở nước ngoài, chính đe tụi nó nói mày tụi bay á ha. Dỡ cái thói mà chửi quốc gia, chửi cộng sản hay chửi cái gì ở trong nước này á, đừng có về nhà tao nữa. Nhà tao tức là nhà bố của nó đó. Mà tôi cũng nói một câu vậy, tôi nói rằng tao không cấm cửa tụi bay về nhà đó nha. Đừng có nói động tới quê hương này nọ nha. Nha, tụi bay lo làm ăn đi. Lo dạy con mình học tiếng Việt đi ha. Đứa nào học được, đứa còn thương quê hương thì về thăm chơi. Không thương thì đi cút đi luôn. Tôi nói vậy mà. Em đủ của tôi mà tôi còn nói như thế. Bây giờ trong nước của chúng ta có cái gì không đúng người dân nói quý vị, nói qua nhiều cái cách lắm ha. Đừng có lên chửi cái này cái kia. Còn cái chuyện mà tôi tâm sự với quý vị về vấn đề của các bà quốc hội là như thế này nè. Không phải chỉ có cái chuyện là mấy bà không có rước cô Hằng về chơi, về nhà mình chơi, tôi không chỉ riêng chuyện đó. Mà bây giờ xã hội của chúng ta đó quý vị thấy không, phụ nữ vẫn tiếp tục phá thai quá nhiều. Con bị đẻ rơi đẻ rớt, phá thai quá nhiều luôn, là cái tỷ lệ quá cao. Thế giới mà ta đã coi như là Việt Nam chúng ta là một trong cái top 10 quốc gia có nữ, kêu là nữ sinh hay là nữ, kêu là thiếu niên đó, mấy cái của cô nữ đó trên 15, 16 tuổi đã biết quan hệ tình dục và không giữ gìn để cho có thai, để đi phá thai, tỷ lệ rất là cao. Tôi hỏi quý vị, nếu là người dân trong nước chúng ta quan tâm hay không? Mặc dầu tôi không có con gái, con cháu tụi nó ở nước ngoài một mớ mớ trong Việt Nam mà nó cũng đang có cưới hỏi nào quý vị. Tôi cũng mừng cho tụi nó đi, nó mấy đứa dây bà đó, dây kêu tôi bằng bà đó. Thì quý vị mới biết rằng trong khi đó, người khác, con của người khác, nữ sinh khác, tôi thấy ở ngoài nó non nõn gì, nó giống như con của tôi chứ gì đâu. Mà đùng một cái thì nghe rằng là bỏ con rơi con rớt rồi đi phá thai, cái tỷ lệ rất là cao. Quý vị biết hồi lúc trước tôi còn làm ở trong cái phòng mạch về sản phụ khoa đó. Những cái năm đầu tiên tôi làm đó, khi mà nhặt được là tình cờ trên tay cầm một cái tờ giấy siêu âm của một cái cháu gái nào 16, 17 tuổi mà nó có thai, là mà nó biết ra là mẹ nó cũng không biết cái điều đó đó. Thì quý vị biết không, tay tôi rung lên giùm á quý vị. Tôi cứ nghĩ rằng nếu nó là con gái tôi sẽ không biết ứng xử như thế nào luôn. Rất là sợ luôn. Rồi về sau, càng những năm về sau này á, mẹ nó thì tỉnh bơ. Biểu về đây cho chửi thằng bên kéo qua bên nhà, có thằng kia chửi cho nó cưới con nhỏ này, có nhiều khi ăn nói vậy đó. Hoặc là cái con quỷ này, sao mày ý là nói sao mày chơi bời mà mày không biết giữ gìn. Tính nói câu đó rồi sao ngừng lại. Coi như là cái chuyện không còn cái gì là cái quan trọng nữa. Là quý vị mới thấy không? Thành ra đó mình mới nói rằng đó là mình thương các tuổi trẻ bây giờ quý vị. Không phải là nói qua, thành ra mình mới nghĩ rằng các bà quốc hội của chúng ta đó kêu là năm thành bảo luật nha quý vị, cốc mở miệng nha quý vị. Có một lần bà Tô Thị Bích Châu đó, trời thần ơi, nghe phát biểu tưởng vụ gì đi binh vực cho con hoa hậu Ý Nhi, rồi nói tiếng vụ đất rừng Xuân Nam, tôi nghe tôi nói trời đất thần ơi, cốc mở miệng. Kêu là cái từ khi giải phóng tới bây giờ đó, quốc hội có bây giờ tới bây giờ đó, thì hôm nay mới nghe nữ vợ mở miệng. Mà mở miệng vụ gì? Té ra là chỉ nói về là Ý Nhi, rồi nói về đất rừng Xuân Nam. Còn bao nhiêu đứa con gái, hàng triệu đứa con gái nữ sinh trong Việt Nam chúng ta, trong đất nước của chúng ta, cái tỷ lệ yêu sớm nè, tỷ lệ bỏ học nè, rồi tỷ lệ mà kêu là sống thử nè, rồi tỷ lệ phá thai nè, không được đặt ra. Rồi bây giờ có bạo hành, bạo hành cả con gái bạo hành luôn, rồi nữ sinh đi giết nữ sinh. Rồi quý vị thấy đây là một cái trường hợp báo động kinh khủng chưa? Nếu chúng ta không tích cực,
Nếu mà trong quốc hội không có biện pháp và giáo dục không có biện pháp và cha mẹ cũng làm lơ luôn thì các cháu các con chúng ta sẽ như thế nào? Thành ra nhân đây tôi mới nói luôn cái chuyện của Hằng đó quý vị. Chứ thật ra đó, mấy bà không tiếp cái đó là chuyện của mấy bà. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái bà này là dính dáng tình cảm với thằng Võ Hoàng Yên, hay là bà này là đi đụng tới nghệ sĩ. Bây giờ tôi là quốc hội là tôi đâu có thèm chen như ba cái chuyện rùi bu đó. Đừng suy nghĩ như thế. Mấy bà nông cạn lắm. Tôi nói thiệt á, đây không phải là vấn đề chính trị, đây cũng không phải là vấn đề yêu nước hay không yêu nước, mà cái vấn đề đây là thông cảm với nhau, giống như một người khách từ xa tới. Ví dụ bây giờ dân Sài Gòn đi ra ngoài Hà Nội làm ăn thiếu gì, đi họp hành, đi công tác thiếu gì, phải không? Đâu phải vậy mà tôi mỗi người tôi đóng vô nhà tôi đâu. Nhưng mà trường hợp ông Dũng bà Hằng nó như thế này nè, là những công thần của đất nước. Ông Dũng đã đóng góp bao nhiêu trong cái vấn đề làm từ thiện, còn cô Hằng là vợ ông Dũng cũng là người đóng góp như thế. Với tư cách là một người dân, với một người dân, nhất là bây giờ tôi là ngồi cái ghế cao như thế này là do đồng bào đó tin tưởng tôi, yêu thương tôi, đã bầu cho tôi, biết được cái giá trị của tôi, bầu cho tôi. Tôi được cái số phiếu tuyệt đối như vậy tôi được vào quốc hội. Thì bây giờ những cái điều gì ở trong miền Nam này, cô Hằng đã có cái ý hướng đi ra để gặp Bác Trọng đó quý vị. Nhưng mà cho rằng cô Hằng cũng đâu có tiếp cận Bác Trọng đâu quý vị. Ngay cả Bác Trọng và ngay phu nhân Bác Trọng mà tôi đã viết là 3 lần lá thơ đó mà tôi không được một hồi đáp lấy một lời, là tôi biết rằng không phải đơn giản như tôi nghĩ đâu. À, quý vị, không phải như ngày xưa đó, bà Nguyễn Thị Tồn mới đi từ ở làng Láng Thé ở Trà Vinh đó, là coi như vùng sâu vùng xa là cái nơi đức vua không bao giờ nghĩ tới, bản đồ thì cũng không có. Vậy mà bà lặn lội từ ở trong Trà Vinh này mới đi ra ngoài, đi trên đường cái, đường bộ, đường sông, đường biển sao đó để ra tới tận cố đô Huế. Đâu có phải có máy bay tàu thủy như bây giờ. Bà đi ra là bà coi là bà gần coi như là gần chết tới nơi rồi, đầu cổ quần áo đâu còn tươm tất. Nhưng mà bà Hoàng Thái Hậu đứng ra, vì lẽ gì mà bà tới đây đánh trống mà kêu oan như thế? Đó thì bà Hoàng Thái Hậu mới là nhờ ông Phan Thanh Giản đưa vô, và bà Hoàng Thái Hậu mà không có quan liêu. Bà là mẫu nghi thiên hạ, bà không có quan liêu, là mẹ của vua. Bà đồng ý bà tiếp là quý vị thấy sao? Mà chắc chắn rằng trong thời gian tiếp làm gì cũng cho bà một bộ đồ bận cho sạch sẽ để vô gặp vua, rồi ăn miếng đi cho nó khỏe đi, uống miếng nước đi. Có không quý vị? Chắc chắn là có. Đó là người ta là bậc mẫu nghi thiên hạ, người ta là bậc đế vương đó, mẹ của vua mà. Quý vị thấy chưa? Nhưng người ta không phân biệt. Đó quý vị biết không? Mà đâu có biết ông Bùi Hữu Nghĩa là ai, biết bà Tồn thân thể là như vậy, chắc chắn đi đường xa tới. Làm sao mà có vẻ như là một cái bà tiểu quan ăn mặc đàng hoàng đâu. Đầu cổ là quý vị biết rồi đó. Chạy án cho chồng, chồng sắp sửa rơi đầu, thì cái người phụ nữ đó quý vị nhìn coi nó còn tử tế, dung nhan, dung mạo đàng hoàng nữa hay không. Nhưng mà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ ra tiếp, ông Phan Thanh Giản ra tiếp. Vậy thì quý vị thấy rõ không? Ngày xưa là quan quyền chứ đâu phải quan liêu. Đó quý vị thấy rõ không? Quý vị, tôi nói như vậy là các bà và các ông trong quốc hội hãy nhìn lại tôi nói đúng hay không. Ông Phan Thanh Giản là quan cận kề với vua Tự Đức. Bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ là mẹ của vua mà đính tiếp một người đàn bà ở xa tới như vậy, lắm la lắm lét như thế. Không, thân thể thì tiều tụy, quần áo có thể không còn được nghiêm trang. Không, mặt mày thì phất cái toàn bơ phờ của một người phụ nữ vừa đói vừa khát vừa lo cho chồng. Quý vị thấy không có được như cô Hằng đâu. Mà mình đừng có sợ nói rằng bây giờ tôi đụng tới cô Hằng mang tiếng là tôi nịnh người giàu. Cho ai nói thì nói, cái lương tâm của mình nè quý vị, cái lương tâm của mình nè. Bây giờ cô Hằng nó là mới cái chuyện như vậy thôi, chứ tôi đặt một cái vấn đề nó tương tự như bà Nguyễn Thị Tồn mà ra không được gặp chủ tịch, không được gặp bí thư trung ương đảng, mà các bà quốc hội, các ông quốc hội cũng không tiếp luôn, thì quý vị nghĩ có tội nghiệp ghê chưa? Đây là những vị công thần, chứ đâu có phải là một cái người bình thường. Đừng nói giàu nghèo trong đây, chúng ta nói giàu nghèo là chúng ta sai, nhưng mà giàu sao quý vị? Giàu có tội hay sao quý vị? Không, giàu là có tội hay sao? Giàu đó thí dụ họ giữ tiền mà bị đó ai đó mà hà hiếp họ quá, họ cũng có quyền họ thưa. Huống hồ gì cái giàu này người ta đem chia ra cho đồng bào hưởng, chia sớt ra những một phần nào cho chính phủ. Tại sao chính phủ có thể ưu ái cho ban nghệ sĩ rằng
Tới cái lúc mà bị thiên tai bão lũ thì nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, rồi MC Trấn Thành, rồi ca sĩ Thủy Tiên giúp đỡ thì quý vị hân hoan. Vậy tại sao cô Hằng có làm từ thiện còn hơn bao nhiêu lần cái tiền mà để mình đi cứu trợ đồng bào? Cái chuyện của cô Hằng và chú Dũng làm là hàng năm, hàng tháng, người ta kéo dài như vậy, bao nhiêu cái số tiền hàng ngàn tỷ, trong khi nhóm nghệ sĩ này chỉ có một năm bão lụt đó thôi, mà được o bế, được nâng niu, được che đỡ, được ủng hộ. Trong khi cô Hằng và chú Dũng làm một cái từ thiện suốt mấy năm trời như vậy mà báo chí không nói, không ai biết hết, mà nhà nước không cho cái đó là quan trọng hay sao? Chừng nào giàu mà người ta thủ á, ha, mà dẫu cho người ta thủ nhưng người ta bị ăn hiếp quá đáng, người ta đi tìm tới trung ương thì cũng nên giải quyết cho người ta một chút, gõ xuống dưới. Bây giờ mấy đứa nhận cái đơn của vợ chồng ông này coi ra làm sao. Đằng này tất cả xây lưng lại, nếu bây giờ rơi một cái đầu ông Dũng, rơi cái đầu của bà Hằng giống như ngày xưa cái đầu ông Bùi Hữu Nghĩa, thì quý vị có thấy rằng chúng ta mất đi một vợ chồng tốt hay không? Thành ra tôi thấy có nhiều cái nó bất cập quý vị, cái càng ngày cái drama này nó không chấm dứt á. Tôi ngồi tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm. Cái đơn con đi quanh nó thưa, thằng Đàm Vĩnh Hưng ký vô, thằng Hoài Linh ký vô, vợ chồng con Thủy Tiên ký vô, Trương Việt Hà ký vô, Đinh Thị Lan nó ký vô, Đặng Thị Hằng đi nó ký vô, rồi Lê Thị Giàu ký vô, nhưng không có xử. Bộ thấy hãy thưa đông là bắt luôn chứ không xử hả? Mà trong khi đó những cái đương sự này nói lại với cô Hằng những cái lời nói rất là nặng nề hơn, mà có quyền thưa. Mà trong khi đó cô Hằng cũng có đơn thưa trở ngược, thì bắt nhau cách nhau một năm. Nói quý vị thấy không? Cô Hằng cũng có làm đơn thưa mà, nhưng mà cái người bên cô Hằng á, một năm sau mới bị bắt, bắt hai đứa. Còn Thái Văn Đường nó tự đâu nó dẫn cái thân nó về không biết tới đâu, không có đem Thái Văn Đường ra nói quý vị. Nói quý vị thấy không? Bây giờ còn nhiều người lắm chứ. Đó, Đinh Thị Lan là cô làm đơn thưa đó, mà chừng nào đụng tới chồng con Đinh Thị Lan, thấy chưa, nó là thuộc bị cáo cô Hằng, là nguyên cáo mà nguyên đơn, mà rốt cuộc bây giờ là con Đinh Thị Lan ở bên ngoài và đang còn đòi hỏi chờ gặp cô Hằng ở phúc thẩm. Vậy thì cái đơn của cô Hằng thưa con Đinh Thị Lan không có hiệu lực hay sao? Đi nói xấu cái công ty của người ta, đi nói xấu vợ chồng người ta, nói biết bao nhiêu cái đó là coi như là các người mà nghe ở trong cái mạng xã hội này ai cũng nghe cũng thuộc lòng hết trơn. Nó dám nói khu du lịch Đại Nam bán chưa quý vị, rồi nói chú Dũng với cô Hằng ly dị với nhau có không, rồi nói chú Dũng là thiếu ta nợ thuế 99 tỷ có không quý vị, rồi nói hai ông bà đó là mượn nợ ngân hàng là 30.000 tỷ có không đó. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất, một con ở Bắc Kỳ á, nói tôi nói Bắc Kỳ nữa quý vị, một con ở Bắc Kỳ á thì đi chơi với phản động, khen phản động, cái thằng mà cứ đi theo mà đế quốc thả bom cái quê hương của mình nó tan nát hết trơn á, mồ mã ông nội ông cha mình tan nát, nhưng mà nó không lo, nó khen cái thằng đó. Còn một cái con á thì nó đặt điều, nó nói rằng cụ thương phế binh á, cụ chiến binh á kết hợp với cô Hằng chú Dũng để tấn công Sài Gòn, thì những cái điều này quý vị cho rằng hợp lý hay làm sao mà quý vị không có lên tiếng? Đó, tôi nói vậy thì có gì sai không quý vị? Ở trên cộng đồng mạng này có thấy tôi nói sai cái gì hay không? Trời ơi, tôi nói quý vị nghe, chỉ có cô Hằng còn thiết tha nói rằng bị cáo Nguyễn Phương Hằng biết tội rồi, cho bị cáo nộp phạt và xin lỗi quốc hội, xin lỗi đảng. Đó là bị cáo trở về đó là sẽ lo là kêu là tiếp tục cái công tác từ thiện còn đang dở dang, sẽ hứa không còn gây gỗ dậy hết, không lên live stream. Mà trong khi những cái con mà nó làm những cái chuyện gì cho xã hội quý vị, con Hoàng Kim Dung nó làm cái gì cho xã hội, nó đã cứu trợ được ai chưa, nó đã làm một công tác từ thiện nào cho ai chưa, hay là nó là một cái con tội đồ Google đặt tên nó là con lừa đảo? Rồi bây giờ bên trong đây còn con Đinh Lan đó thì quý vị thấy rồi đó, cái chuyện của nó với thằng Mai Xuân Cường nó chỉ bằng cái bóng tay thôi, mà nó được quyền khiếu nại, nó được quyền này này quyền kia, trong khi cô Hằng quan ức tới như vậy, dụ dỗ quận yên chìm xuống đó. Bây giờ vụ của Hề Hoài Linh nó giữ 14 tỷ quý vị thấy không, theo ra 14 tỷ này là kết vô cái tội hình sự, giống như là mày nhiếm cái số tiền của đồng bào mà cái số tiền hàng tỷ chứ không phải là mấy chục mấy trăm đó, quý vị thấy rõ ràng. Mà cô Hằng bị bắt đành đoạn như vậy rồi nhốt 18 tháng nữa rồi bổ sung rồi sau đó kết án 3 năm trời con ngon lành luôn đó, quý vị thấy chưa quý vị?
Đó là bây giờ quý vị nhìn lại đi, má mình cứ thấy cái gì có trong đất nước của mình á. Mình không muốn như cái cỡ cái thằng kêu là rác rưởi Trương Quốc Huy, nó thoạt cái miệng nó về nó nói nước ta cái này cái nọ. Tôi nói thẳng, nó giống như trong nội bộ với nhau đó quý vị. Mình nói cho nhau biết, chứ đừng có thằng ở bên ngoài nó là cái thằng phản quốc. Nó đã được chính quyền cách mạng tha thứ cho nó rồi, nó hứa nó sửa chữa, dụ đánh kêu là hút xì ke đá gà, sau đó nó bị bắt rồi bị làm kiểm điểm hay cái gì, nó hứa là nó sẽ ăn năn hối cải, lỗi làm ăn đàng hoàng. Nhưng khi đi vượt biên được thì nó đem nó đâm ra, nó chửi nó cứ giống là chửi rửa hận á, sao dám bắt nó đó vậy đó. Mà trong nước là cái con Hoàng Kim Dung, chưa nói tới vấn đề có một âm mưu suối bà Diệp và chấm vô luôn cả cái quỹ từ thiện của cô Hằng là ốc si từ thiện đó. Quý vị nghĩ đi, nói ra đó thì tôi nói dai phải không quý vị? Ở bà này bà nói dai, bà nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà rõ ràng tất cả những gì cô Hằng thì đang bị chịu, mà những người đang chống phá vô cái tốt đẹp của vợ chồng cô á thì vẫn còn ung dung ở phía ngoài. Với tôi đó ha, mà làm rối loạn trật tự, mà làm lây la bệnh đó ha, tôi xử đẹp lắm quý vị ơi. Cái này là phá hoại sinh mạng bệnh nhân chứ không phải là phá hoại tài sản nha. Kêu là để cho bệnh nhân lây la, để mà bệnh mà Covid nó lây lan tùm lum hết trơn á, là do cái vấn đề giống là thất thiệt đó quý vị. Tôi sẽ bắt bà Diệp, tôi hỏi là cái lý do tại sao cô nói như vậy, ai xúi cô, phải có một động cơ ha. Cô không có mặt ở trong cái nhóm của phong tỏa đó mà mắc mớ gì vậy, là cô ghét cô Hằng phải không? Dồn cái bà Lý đó, bà kêu là cô Diệp già đó, dồn cho bà cái lý của bà đến cạn cùng, mà không còn giấu nữa, buộc lòng phải khai cái con nào đứng sau lưng nói, con nào đứng sau lưng mướn thuê. Rồi bây giờ vấn đề suối làm tài khoản để mà khai mang cho cái quỹ từ thiện ở trong khu du lịch Hà Nam, con nào suối quý vị đó. Bây giờ cô Diệp già đang chờ để ra tòa đó, mà không biết chừng nào cô Diệp mới được ra đó. Thôi chính thời gian xin được ngừng mày nói ở đây. Đây này đang lúc này nó đang lúc trưa nè quý vị, chính thời gian đang hát lúc này lúc trưa nè quý vị. Giờ đồng hồ là bây giờ là coi nó là coi như là 11 giờ 12 giờ vậy quý vị. Coi như là nó nghe mấy cái con mà ma quỷ này nè, nó nói chuyện đó quý vị. Mà thấy thương cô Hằng quá là chính không có dằn lên nói nữa luôn. Nó hoài nói khi nào mà cho nó có cái vấn đề cho bà con mình hiểu nha quý vị. Chứ không có phải mà chính vì yêu thương đất nước của mình, à, chính vì mà kêu như muốn tìm sự công bằng cho cô Hằng với chú Dũng, không phải là vì họ như thế nào. Nếu mà họ chỉ là để dành tiền mà để họ thủ cái thân họ rồi họ đi khoe khoang á, họ chọc cho mấy cái con này nó ngứa miệng, nó nói, nó ganh tị, nó nói giữa cá nhân á, chứ không có lên miệng ra miệng đâu có gì. Nhưng mà rõ ràng là cô với chú làm nhiều quá, mà đã bắt 18 tháng rồi thì coi như đủ sức răn đe rồi đó quý vị. Nó thôi bây giờ đó, mày đừng có lên trên mạng mày nói nữa, mày có chuyện gì đó mày nói nhỏ nhỏ tao nghe thôi ha. Ba tôi nhớ lại Trần Hà Hồng Dân nha quý vị. Trần Hà Hồng Dân là tổng thư ký Liên hiệp Cao su Việt Nam. Trần Hà Hồng Dân hiện đang làm phó thư ký của tổng Liên hiệp Cao su Việt Nam. Thì bây giờ sau này cô Hằng và chú Dũng đó đi ra tù xong xuôi rồi đó quý vị, thọ án xong xuôi rồi đó, nếu mà được ân giảm vào cái ngày 30 tháng 4 sắp tới ha, thì đó là một cái điều giảng phúc cho cô với chú. Và kính thưa bà con cô bác, kính thưa quý vị, nói về hai cái người đẹp của ta, ngày này lịch sử mình kêu nó người đẹp cho nó vui đó quý vị, chứ thiệt nó là hai con quỷ đó quý vị, hai con quỷ cái đó. Thì một cái con thì con Đinh Thị Lai Láng, với một cái con là Hoàng Kim Dơ ở phía Bắc, con Đinh Thị Lai Láng ở phía Nam á. Thì quý vị mới thấy rằng khi mà nó chống với cô Hằng á, coi như là nó được sự thuê mướn nhất định là như vậy, nó có sự thuê mướn. Thứ hai nữa là tụi nó muốn nổi tiếng để nó có một cái cơ hội chòi cái mặt ở trên mạng xã hội trong một cách chính đáng. Nó phải dựa vô một cái drama nào đó, và nó có sự thuê mướn ở phía bên trong. Và một cái sự mà coi giống như sự một cái sự mà bảo kê đó quý vị, nó mày cứ việc làm đi, không có sao đâu ha, mày cứ chửi cho tao, mày chửi coi cái Nguyễn Phương Hằng hay Quỳnh Quý Dũng, mày chửi miết cho tao, lục lọi cái gì đó chửi được thì chửi, rồi mày chửi mấy cái thằng fan của nó cho tao, đại khái là như thế. Là tại sao có những cái loại người đó, để chính phân tích cho quý vị nghe. Rồi một cái nữa là bản thân tụi nó đó, nó nhìn thấy cái bản thân của nó đó là cũng là có chồng có con, mà hôm nay mình thấy là con Hoàng Kim Dung, ủa mà nó tại sao nó không có chồng ta, không thấy nó chồng tụi nó ở đâu mà để cho con vợ mình như thế là té ra nó ly dị với chồng của nó. Vỡ nợ 10 tỷ, nó nói câu cho nó gái kỹ đó, làm gì có chuyện 10 tỷ để mà vỡ nợ.
Nó nên nó đã nổ từ ban đầu, nó có 50 triệu đô, 50 triệu đô, trời ơi, giờ tính 1.000 đô là xài mắc dịch rồi mà, 50 triệu đô, trời ơi. Vậy thì bây giờ làm sao mà để mất cái danh hiệu nữ hoàng đầu tư thưa quý vị? Thấy không? Làm sao để mất cái nữ hoàng đầu tư với 50 triệu đô, giống như vậy là mà quý vị tức, nó còn kết hợp với cái công ty kêu là cái gì, VIP Life, là cái gì là kêu là cái công ty thượng đẳng, thượng cấp, phục vụ cho cái giới cao cấp đó quý vị. Trời ơi, nó nổ thì ghê hả quý vị ha? Nổ banh ta lông, banh nhà lòng luôn nữa, là nó nổ kinh dị luôn. Bởi vậy những cái đứa con của những cái người đàn bà này không biết nó có bình thường hay không. Thằng đàn ông nào mà lỡ bỏ đi thôi rước con đi theo luôn. Chứ còn mà sống với con đàn bà này thì sống không được thì tôi không nói. Nhưng cái vấn đề mà để con mà cho con đằng mấy con đàn bà này nó nuôi thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ thiệt. Còn bên đây con này cũng vậy, con Đinh Thị L bên đây cũng vậy luôn, nghĩa là nó không biết thằng chồng nó ở đâu. À, thì coi như hai đứa, bây giờ thấy hai con đàn bà chưa? Vậy thì bây giờ mình cũng có một cái kết luận đó. Một cái công thức chung đó là những cái đứa mà nó ghét. Nó ghét cô Hằng đó là tại sao nó thiếu đàn ông mà nó không được hạnh phúc như cũ. Tuy rằng cô Hằng á không được may mắn được một vợ một chồng. Nhưng mà cái đời của cổ được một cái đám cưới rất rình rang. Và đồng thời nữa là cả hai đều có khả năng làm ra tiền. Bây giờ cái thứ ba nữa là cô đẹp ha, cô Hằng cũng đẹp thiệt. Quý vị nhìn thấy mấy cái con công không quý vị? Trời ơi, cấp này ở trong cái máy điện thoại mà di động của chính Tiền Giang á, được có một cái là cái vụ mà Life gì đó gì nó bị biến mất rồi đó ha. Thì không biết ở đâu mà mấy con công nó hiện ra nhiều quá trời luôn quý vị. Công á, thì mình nghĩ người Trung Hoa có thể, và của Nhật Bản đó, nó có những cái loại con chim như thế này. Công nó giống như là con nữ hoàng của chim đó quý vị. Nếu mà quý vị được nghe về con chim hồng hạc đó, nó khác, nó đẹp cách khác. Mà cái con chim hồng hạc thì cái vấn đề của nó chung thủy một vợ một chồng, nó là chim thiệt đó. Cái giống điểu á, thì người ta hay nói là cái đồ thứ chim chuột, đó là cái thứ gà bả gèo mèo đồng đó. Kêu mèo quang hay là kêu là mấy con chuột, con đắng người ta hay dí. Mà cái đó ta nói về cái sự mà không có chung thủy, là không đàng hoàng ha. Rồi chim chuột này nó đó là hẹn hò với nhau, bồ bịch với nhau, tới nói đầu thứ chim chuột này nó. Nhưng mà thật ra đó, cái con hồng hạc này nó chung thủy hơn cả con người đó quý vị. Nó hót rồi hai bên nó nghe cái tiếng hót với nhau, nó làm như sự tỏ tình đó. Nó đã bắt đầu, nó đã đồng ý với nhau rồi, là nó đã sinh con đẻ cái rồi, là một con hạc chết, con hạc còn lại sống như vậy cho tới hết đời luôn. Trời thần ơi, hay quá quý vị ha. Thì chính nghiên cứu cái con công á, chứ nói thiệt chứ quý vị không biết ai làm thịt công ăn, không biết nữa. Nó không có một cái chỗ nào, không biết thịt nó còn đâu, không biết, nhưng mà lông không. Mà quý vị nhìn đằng trước, đằng sau và thân thể của nó, nghĩa là nó đẹp. Nó đẹp từ cái lông đuôi cho tính cái đầu của nó, nghĩa là mình không thấy một cái chỗ nào là khuyết điểm hết trơn quý vị. Bây giờ ở trong máy quý vị có mấy cái con công đó quý vị, sao là mà cho vô máy nó cái đó nhiều nhiều nhập nhập vô cho nhiều. Giờ chính sướng lắm, mở cái mà cái điện thoại ra nè, mấy con công nhóc ở trong đó luôn. Màu sắc của nó làm cho mình tươi tỉnh lên. Mà mình nghiên cứu mình thấy rằng con công không có một cái điểm nào mà mình thấy nó là ở cái chỗ đó nó là tầm thường, hay chỗ đó nó dơ, hay là cái chỗ đó nó kỳ cục. Mà ông trời sanh ra làm sao biết mà con công nó đẹp toàn diện từ cái chân nó lên cho tới cái mỏ của nó luôn. Ngay cái đầu nó cũng có một cái hoa, cái đài hoa trên đầu của nó luôn quý vị. Dễ thương quá chừng luôn. Thì chính tự dí rằng con công nó giống như cô Hằng nha. Mặc dầu cái chuyện của cô nói là cái chuyện nó nghe nó không có được lỗ tai mình nghe cái tiếng của cô nó giống như nào, nó phát ra là cái sự trì kiết á. À, nghe nhiều khi nó hơi thô, nhưng mà thật ra cái ý của cô nói rất hay. Và cái tâm địa của cô, mình thêm mấy chữ tâm địa, địa là đất, địa là chiều sâu đó quý vị. Là cái tâm địa của cô là người tốt. Nó địa tạng á. Nó nói là cái tâm địa của cô là người tốt. Mặc dầu cái lời nói cô nghe như vậy, nhưng mà thật ra cái tâm địa của người tốt. Nói chuyện rất là thô vậy, nói chung là tốt. Con người của tôi tốt. Cô nói là những cái điều mà tôi không nghĩ ra luôn. Cô nói những cái điều tôi không nghĩ ra. Rồi 50 tuổi, 50 mấy tuổi rồi mà 54 đứa con như vậy, có cháu nội rồi. Nhưng mà cô muốn gì thấy rằng bây giờ cô ở trong khám đó, mà cô không có bị suy sụp, mặc dầu có hơi mập một chút, với thiếu ánh nắng mà quý vị. Ở trong đó không biết có cho phơi nắng hay không, hay là sao mà mình không rõ. Nhưng mà làm gì làm mình sai gia đình mình làm sao nó không còn những cái điều kiện để cho mình săn sóc bản thân mình như ở nhà. Phải không? Làm gì làm cũng có tấm sữa nè, tấm trắng tấm sữa gì đó, hay là có những cái dầu thơm quá chất gì đó trong người nó cũng có chứ không phải không. Nhưng người ta biết cách xài, nó hài hòa. Chứ còn nếu mà lạm dụng nó thì cái mặt
Tôi nói bây giờ cô thậm chí Hằng tôi rất thương luôn. Thì cô mai thời là cô Hằng nó đừng có sửa cái gì hết. Không, cái mặt vậy để vậy đừng có sửa này sửa kia vô nhìn cái mặt kỳ lắm. Sửa mà gặp mà cái người bác sĩ thẩm mỹ mà cho đẹp á thì họ nó cân xứng một chút. Quý vị nhìn thấy cái gương mặt của mấy tài tử ở bên Hàn Quốc á, quý vị nhìn thấy nó cũng tương đối là nó tương xứng một chút. Hay chứ còn cái kiểu mà Thái Lan nó cũng là sửa đó quý vị. Nhưng mà nói chuyện mà nói chung là đó bây giờ quý vị trời ơi trên trong nói tới là tôi có chừng tôi bị 331 thấy bà tôi luôn. Có một cái nam ca sĩ Việt Nam chúng ta mà kêu là nữ hoàng thẩm mỹ mà chuyển giới đó. Trời ơi giờ tôi nhìn hết ra rồi quý vị ơi. Tệ quá rồi, càng lúc càng sửa càng thấy tệ. Thôi giờ miễn nói tới nha, tới nó mất công, bị thưa kiện mất công lắm. Thì con Đinh Thị Lờ với con Hoàng Kim Dơ đó, nói chung một cái hoàn cảnh là tức là vừa có chồng, có con cũng 4-5 đứa. Nhưng mà hai đứa nó như là con chó nhầy, nó giống như là cái con mình nói ra đâu có gì biết. Tôi có đi sở thú rồi đó, mới vừa tháng mùng 9 giờ đầu tôi đi sở thú thì tôi nói nghe tôi kiếm con công để tôi coi. Thì Việt Nam mình nó có chừng khoảng 4-5 con công mà nó màu trắng, lông trắng. Nhưng mà tội nghiệp quá đi. Trời đất ơi, thôi bỏ tiền mua con công cho nó đẹp một cái đi mà chắc có lẽ không có khả năng. Nên mua 4-5 con công mà nó màu trắng mà nó dơ mà quý vị biết cái lông nó chỉ bằng có 1/4, 1/5 của cái con công của người ta. Nghĩa là lông ít xỉn vậy đó, nó xòe ra chừng đâu chừng một cái chưa tới nửa cái sải tay của mình thôi. Quá ít mà nó màu trắng mà nó dơ. Thấy tội nghiệp ghê, còn con ta màu trắng nó đài cát. Ha, con nhìn con công mình cứ cảm giác như một nàng tiên ở trên trời hiện xuống vậy đó. Ha, mà con công của mình nó tôi thì tôi dí giống như con Đinh Thị La, con Đinh Thị Lờ với con Hoàng Thị Kim Dơ mà bắt đó quý vị, giống giống vậy đó. Là cái loài công mà cái cũng là công đó, cũng là phụ nữ đó. Ha, nhưng mà cô Hằng giống như những cái con công mà nó màu sắc nó đẹp nó sang cả. Còn hai mấy cái con công này nó giống như mấy con công trắng của vị ở sở cầm thảo cầm viên của Việt Nam mình đó. Tôi nói một cách rất chân thành đó nha. Ai có tiền đầu tư giùm nó làm ơn phước nó thay mấy cái con công nó đi. Còn mấy cái con công nó làm sao nuôi cho nó mập mạp lên rồi cho nó tắm giặt nó sạch sẽ một chút. Trời ơi thấy mấy con công nó tội luôn quý vị, nó ở trong cái bóng tối đó quý vị. Tôi kê cái máy vô tôi chụp mà chụp cũng không được luôn mà không thấy nó luôn mà tôi nhìn mà mắt thiệt của tôi mắt thần, mắt trần của tôi đó. Trời ơi nó đen thui mà nó lông ít xinh. Lông của nó bằng cái 1/5, 1/10 giờ có mấy cái con công mà trong máy của tôi đó. Thấy tội quá. Thì mấy cái con này nó giống tôi dí, nó giống như mấy con công ở thảo cầm viên Việt Nam. Tôi nói tới vậy luôn đó. Vì sao? Tầm thường quá, dơ bẩn quá. Nói tới như vậy luôn đó, nói dịnh nghĩa đen nghĩa trắng luôn á. Người ta đó làm từ thiện tôi bấy lo tôi bấy chê. Cái cuộc đời của vậy chưa biết lấy đồng tiền ra để nuôi cha mẹ ruột của mình nữa chứ đừng có nói. Chưa biết tử tế với cha mẹ ruột của mình. Hở một cái là đút mẹ mình ra, hở một cái. Ê nè, cái con Hoàng Kim Dơ mày bắt nó trong Google nó nói rõ ràng. Nó dạy một cái mánh lới mà lấy được cái căn nhà của từ mẹ chồng của nó đó. Để nó lấy nó bán nó quý vị. Nó dạy luôn cái sách làm sao mà lấy được cái căn nhà của bên gia đình chồng. Còn gia đình ruột của nó thì chưa biết nó đối xử làm sao. Nhưng mà để cho người ta chửi tức là người ta khinh đó. Người ta chửi khinh coi như là mình đã chạm tới cha mẹ ruột của mình rồi đó quý vị. Tôi nói thiệt chứ quý vị ở cuộc đời á. Với cá nhân tôi không khinh, không chửi. Nhưng mà nói gần như vậy là mình lên trên cộng đồng mạng. Mình nói để mình phân tích cho biết rằng cô Hằng là cái người tốt. Mà muốn nói như vậy thì đương nhiên là giống như khinh như chửi mấy đứa kia. Không thể nào chối cãi được cái chuyện đó. Tôi phải nói là như thế thôi. Nhưng mà cái khẩu nghiệp này á, tôi không phải là cố ý để mà nói. Cái bản thân tôi nếu mà tôi mà gần gũi tụi nó, tôi khuyên nhủ tụi nó mà nó nghe là được là tôi vẫn quý trọng tụi nó như thường. Đàn bà gì đâu không tự sống bằng đồng tiền của chính mình làm ra. Mà đi dựa vô cái chuyện chửi người ta hay là lừa lọc để mà thành ra cái thân thể như vậy. Như chẳng hạn như con Đinh Lê Láng bây giờ nó phải tìm cách. Nó tống tiền thằng Vũ Văn Thịnh không được. 80 triệu nó gài con chị nó vô đi bị đòn bị đánh. Quý vị thấy chưa? Nó gài cái người ruột thịt của nó, con chị ruột của nó, máu thịt của nó. Nó gài vô để cho thằng Thịnh nó đánh. Nếu thằng Thịnh nó ra tay mạnh thì ngày đó nó để thương tật, nó để thẹo, nó để những cái gì mà con nhà nó là tật nguyền trên người của thằng con Vũ Thị, con Đinh Thị Chiên. Thì con Đinh Thị Chiên thì quý vị mới thấy rằng cái tội ác này là cái con Đinh Thị Lai Láng này, cái con Đinh Thị Lờ này nè, nó có thể nào nó hối hận không thưa quý vị? Nó muốn phủ cái chuyện của nó, nó muốn xong, nó muốn rửa, nó muốn bôi trơn cái chuyện của nó với thằng Vũ Văn Thịnh. Chứ lý do nào thằng Vũ Văn Thịnh vô duyên vô cớ đi tìm nó đánh? Quý vị cứ nghĩ ra coi. Tại sao mà
Một cái con nó ở trong nhà, nó chót chét ở trong nhà nó thôi. Nhưng mà nó đụng là đụng chuyện cô Hằng với YouTuber chúng tôi. Thì làm sao thằng Vũ Văn Thịnh vô duyên vô cớ đi tìm nó để đánh nó? Nó không chọc kẹo người ta là sao đi tìm tới nó đánh nó? Thậm chí nó chửi chúng tôi là trâu là ngựa đây nè, mà chúng tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện kiếm nó để mà đánh nó. Thì bây giờ Vũ Văn Thịnh lý do nào đi tìm nó đánh nó? Và nó gài độ cho con Chiên vô để con Chiên bị 20%. Nếu bây giờ con Chiên mà nó bị 30 hay 50% thì quý vị nghĩ sao? Rồi cái đó ha, là người ta đã đền cho nó 80 triệu nó không chịu. Nó đòi tới 450, quý vị thấy chưa? Mà nó nói còn nó ra điều kiện là nếu không bị 450 thì phải tăng cái thời gian ở tù của thằng Thịnh lên. Là cái tâm của nó ác. Nó ác và chỉ có tiền thôi quý vị. Nó bất kể tình thương, nó bất kể tình ruột thịt của nó. Nó đạp ở trên cái tình cảm đó ha, nó chỉ làm sao có lợi cho nó thôi. Một lần đi ra tòa, nó đẩy má nó ra ngoài tòa để cùng mẹ con nó cùng la, cùng hét, cùng chà, cùng giải đạch đạch ở ngoài trước tòa đó, quý vị thấy không quý vị? Mới mới nói quý vị nghe đó. Cái vấn đề ở đây đó mình phải hiểu như vậy thế này nè. Nó dựa vô, nó ngoài cái vấn đề mà nó là như thế đó, cái con Đinh Thị Lờ nó còn dựa theo giới nghệ sĩ là một, chứ nó dựa theo cái Đặng Thị Hằng Ni. Để tôi nói quý vị nghe. Không ai nhờ nó, thằng Trấn Thành nó có cần con Đặng Thị, con Đinh Thị Đinh Thị Lờ này không quý vị? Hả? Có khi nào thằng Trấn Thành nó cần con Đinh Thị Lờ này lên tiếng đi binh vực nó không? Thằng Đàm Vĩnh Biệt có khi nào nó cần cái con Đinh Thị Lờ này không quý vị? Có cần không? Rồi cái thằng Hề 14 tuổi nó có cần con Đinh Thị Lờ, nó còn không biết cái mặt của con này ra làm sao nữa. Rồi vợ chồng con Thủy Tề hay thằng công dẹo kia đó, nó cũng chưa bao giờ nó cần tới cái con Đinh Thị Lờ này luôn. Mà tại sao con này mỗi cái nhắc tới nghệ sĩ? Mày không biết nhục. Tao nói cho mày nghe ha. Nó thấy rằng cô Hằng nó đem bốn cái đứa này ra thì bây giờ nó phải dựa cho bốn đứa này để nó công lại với cô Hằng, nhưng mà nó nhục. Phải không quý vị? Tôi dám nói với quý vị, vợ chồng của con Thủy Tề, thằng Hề 14 tuổi, thằng Đàm Vĩnh Biệt và cái thằng Trấn Thành kia, tôi dám nói gì trong lòng nó không nể cô Hằng nữa thì thôi. Mặc dầu cô Hằng ở tù nó thích, nhưng trong đáy lòng của nó, trong thâm tâm của nó phải nể cô Hằng. Tôi nói một câu đủ quý vị kiểm chứng này đi. Trong thâm tâm nó rất sợ cô Hằng. Thành ra cô Hằng ở tù là nó thấy nó mừng như vậy, nó vui. Nhưng trong thâm tâm của nó phải biết rằng cô Hằng nói thật. Chính bản thân tụi nó hèn quá, nó không dám nhận thôi. Chứ còn cô Hằng là, nó biết rằng cô Hằng là một người phụ nữ có bản lãnh và rất thông minh. Dám nói lên sự thật. Mà trên đời này không ai dám đụng tới tụi nó. Chỉ có một cô Hằng dám đụng tới tụi nó. Thành ra cái đó là cái đẳng cấp của cô Hằng, là cái chỗ đó. Thành ra bây giờ đó, nếu mà nói rằng trong bốn đứa này đó, thậm chí cả cô Phi Nhung không bao giờ cần tới cái lỗ miệng của cái con này. Bây giờ cái con này là cái con vô danh tiểu tốt. Nó là một cái con bá dơ, một cái con không ai biết tới. Bây giờ làm cho nổi lên để cho người ta biết tới mình. Nó thẳng với quý vị cái chuyện. Để anh chị biết không, khỏa lấp cái tự ái bị chồng bỏ ở đâu nó không biết. Chồng bỏ, chồng chê hay là như thế nào đó, nghĩa là nó phải làm sao nó lấp vô cái vấn đề đó. Cho nên đi ra ngoài khoe mình, khoe mãi giúp giúp cái ba cái tóc ha. Nói chuyện dịu dàng ra điều như thế để chỉ có kiếm mớ. Và đồng thời nữa đó, thù ghét cô Hằng quá, ganh đua với cô Hằng quá, không biết làm sao dựa cái cớ để chửi cổ và tống tiền cổ mà thôi. Tống tiền Minh Vũ Văn Thịnh không được ha, đã có rồi nhưng mà chê. Cũng như là trên tòa án quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, không phải là quận mà thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi đó, xử cho cô Hằng là phải đền bù cho Đặng Thị Hằng Ni 18 triệu và Đinh Thị Lan 18 triệu, nó không chịu cái số tiền đó. Quý vị thấy chưa? Nó mới gợi cái ý cho nó, ủa vậy là mình được có quyền được đền bù, vậy thì tại sao không làm cho nó ra chuyện để đền bù cho nhiều hơn? Nó ngồi nó suy nghĩ bao nhiêu đêm ngày không ngủ ha, nó nghĩ ra được cái giá là 1.4 tỷ. Nhưng mà cái lòng tham nó vẫn chưa chịu, nó nói bây giờ đó ha, cuộc đời của nó là lần chót, dễ gì nó gặp cô Hằng nữa. Thôi thì làm sao để mà được 3 tỷ? Quý vị thấy không quý vị? Đây là tôi muốn nói cho quý vị nghe. Chứ nếu cái đứa đó, nó thật sự nó cho rằng cái đó là oan ức và danh dự của nó đã ngay từ lúc cái vụ Mai Xuân Cường ở dưới Bình Dương, nó không đòi rồi thôi. Phải không quý vị? Nhưng mà nó đã không đòi và nó không dám nghĩ tới cái chuyện nó đòi, bởi vì nó không bao giờ đòi được. Nhưng mà do tòa án thành phố Hồ Chí Minh sơ thẩm của cô Hằng vừa rồi, 21 tháng 9 vừa rồi đó, gợi ý cho nó cái lòng tham của nó, nghĩa là dung đắp cái lòng tham của nó. Trời ơi, vậy là tôi có quyền,
Tôi được ký không mà tôi đâu có đòi, mà sao đòi tôi cho tôi 14, 18, 18 triệu. Bắt đầu nó bù lu bù loa. Trời ơi, Lan đâu có muốn đâu, Lan đâu có muốn 18 triệu này đâu, Lan đâu có đòi gì đâu. Nhưng mà về sau suy nghĩ ra, ủa sao lại không đòi? Quý vị hiểu chưa? Cái lòng tham của nó được dung đắp, nó được gợi ý bởi tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Chứ thực ra ngay cái đơn của nó không hề đặt tới. Và nó không phản ứng ngay từ lúc cái vụ Mai Xuân Cường ở dưới Bình Dương. Và nó đem nó dựa vô cô Phi Nhung, nó dựa vô nghệ sĩ này, nó nói tới nó luôn, chẳng qua nó dựa hơi ha, nó dựa vô cách mạng là nó dựa hơi, tất cả là nó dựa hết, lấy cái cớ đó thôi đó. Nhưng mà cái quan trọng là bên phía trong của nó đó, hiện thời bây giờ vẫn có người đỡ đầu cho nó. Quý vị hiểu chưa? Cái đám này đỡ đầu, mà tại sao có một cái đám đỡ đầu như vậy thì quý vị đã biết rồi. Ở ngoài kia thì cái con Hoàng Kim Dơ ngoài kia ha cũng vậy, y chang như con này trong Nam. Là vì sao cái đường dây của thằng Võ Hoàng Yên á, làm sao mà nó tồn tại 14 năm rồi, quý vị hiểu không? Ngoài những cái tiền, nó phải có một cái kế hoạch để nó tiếp cận những cái tiền đó, bên tôn giáo phải không? Rồi bên đại gia, là bên chánh quyền, là bên xô bích, nó đều có tiền hết rồi chứ gì. Nhưng mà bây giờ còn vấn đề để đi chỗ này chỗ kia và được bảo kê rằng đừng có ai phát hiện cái chuyện làm của nó. Nó phải có nhiều cái chữ ký, đặc biệt là làm sao ký cho nó từ trong Việt Nam nó đi ra nước ngoài đâu, quý vị thấy đâu có dễ đâu. Thí dụ bây giờ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nó đi thì nó rõ ràng quá, hai thằng nó là nó về bên siết không, nó đi theo cái công du công vụ. Thí dụ bây giờ đất nước nó mời nó, bây giờ tôi mời hai nghệ sĩ này đi, hai thằng này nó về nó không đóng thuế hả? Theo quý vị nghĩ Quốc Cơ, Quốc Việt và Quốc Nghiệp mà sau khi trình diễn nước ngoài về lấy đồng tiền ở nước ngoài về rồi có khi nào mà trốn thuế không? Phải đóng thuế đúng không? Tôi nói đúng không? Cái gì cũng phải có đóng thuế hết. Đóng thuế để mà bồi dưỡng cái chuyện gì đó trong nhà nước của mình. Thành ra hai thằng nó đi sẽ đi, sẽ đi một cái chuyến máy bay không phải mua vé và ngồi cái ghế VIP, đúng không? Thì thằng Võ Hoàng Yên nó sẽ đi cái cách giống như vậy, tức là đi ngồi cái ghế VIP, không có bị tốn tiền, đi đến đâu được người ta welcome tới đó. Nhưng thằng Võ Hoàng Yên ăn những cái đồng tiền từ trong nước ngoài nước, có khi nào nó ăn một mình nó hay không? Bao nhiêu chữ ký ở trong đó, đó chính nói vậy cho quý vị hiểu, bao nhiêu chữ ký trong đó. Thành ra thằng Võ Hoàng Yên nó mới bình yên để nó đi từng nước, nước này nước kia ha. Nếu mà cô Hằng không khám phá, chú Dũng không nói thì nó sẽ bị ngừng hoạt động, nó sẽ tiếp tục hoạt động, nó đi còn nhiều cái quốc gia khác nữa, và đồng tiền này sẽ được chia cho nhiều cái mối khác nữa. Vì một thằng lớn thì phải có thằng nhỏ đứng ra đại diện, à mày thay mặt tao nha. Vậy người tại chức cũng có, mà người đã về hưu cũng có. Thành ra bây giờ mà mới bắt thằng Võ Hoàng Yên á, nó lòi ra một đống luôn. Thành ra làm sao phải dán cho đẹp, dẹp cho khéo. Bây giờ là con Đinh Thị L này và cái con Hoàng Kim Dơ ở ngoài kia, thì tất cả hai con này là cứ diệt chửi mà không bị một cái gì hết, là gì như thế đó. Nó có một cái sự bảo kê nó ở phía trong. Và cô Hằng vẫn là một kẻ thù của những người giống mặt. Thành ra bây giờ chửi như vậy thì coi như là nó hả hê. Mấy con này không bị bắt đâu. Quý vị đừng có mong rằng mấy con này bị bắt. Thậm chí đến chuyện mà nó ra ngoài sân bay, cái con Dơ ngoài Bắc á, nó ra sân Nội Bài nó làm xấu cô mà theo, nhưng mà cái chuyện bình thường đó, đem con này lên trên đồn á, mày á là kêu là phá rối trị an phải không? Mày làm mất mặt mất mài chính phủ và ngay chỗ công cộng, bao nhiêu khách nước ngoài đi tới đi lui. Tao giam cho mày ít nhất là 5 tháng, cho mày chích bà nội mẹ ngoài đó luôn. Nói thiệt chứ quý vị. Còn nếu để tự do đi, cô Hằng với con Hoàng Kim Dơ đánh nhau, quý vị tính ai cô Hằng có thua hả? Không thua đâu. Bả cái mấy cái bóng tay bả quào vô mặt nó chết nó luôn, chứ đừng có nói đâu. Cô Hằng có nổi khùng của lên, của nó một lần cũng nổi. Thằng Dũng tay lo, thằng Dũng mặt lọ mà về tới sân bay là cô lấy guốc của đánh vô mặt nó là quý vị biết rồi đó. Cái nết cô Hằng không có vừa đâu. Thì đánh đó đâu có phải cô sợ nó đâu. Nếu cần á là cô dở guốc ra hoặc phải móng tay cô có là cô quào cho mặt cho mà biết. Đâu có phải là với giả lại, đâu có phải mà muốn đánh là đánh đâu. Nhưng mà cái cách của nó đi quý vị thấy chưa? Nó không sợ ai là tại sao nó không sợ? Nó phải có ông kẻ đằng sau lưng nó. Cũng như có một cái con, nó giả đồ công an, nó nói rằng nó đem cô gặp mày đó, mày đi ra này mày bắt tao đó ha. 8 lít xăng tao dành tao đốt mày. Tôi hỏi quý vị nổi cái câu nói mà hâm người ta không á, là phải ở tù như thế nào không? Nhưng mà nó được êm luôn. Thì quý vị cứ tính đi, tất cả là có vấn đề hết.
cô Hằng đụng chạm vô một số người, người ta gọi là chửi cho chết mẹ nó đi, thí dụ vậy đó. Cần là đánh nó đi, tao chịu cho, thí dụ vậy. Mấy con này nó thật tha hồ luôn, nó là đàn bà, nó dễ bị sai lắm. Mấy thằng đàn ông, thằng Phân Phân là một, thằng Thánh Tử Cung là hai. Nó làm chuyện khác, nhà nó là cái mối khác nữa. Nó làm YouTuber nó phải đi ngược lại với chúng tôi. Vì chúng tôi ủng hộ cô Hằng quá nhiều, bây giờ nó đi theo là cái view nó sẽ ít. Như nhớ là như thế. Và những người còn măng cho tụi nó đó là đều nằm trong đường dây ích lợi nhóm bà con dòng họ. Nội mà cô phá cái đám yêu nhìn nhện mà nó dụ chú Dũng về cái vấn đề mà coi bói coi thầy đó. Một lần mà cúng như vậy đó, tam tai tam sên gì đó ha, tất cả những cái đó tứ ly hoàng đạo đó, quý vị biết không, tiền là tiền không, nó bài cho chú. Bây giờ quý chú Dũng còn đó, quý vị đi hỏi coi ông có nói thiệt cho quý vị nghe không, ông nói thiệt cho quý vị nghe đó. Một lần cúng như vậy là khoảng 50 triệu là cái chuyện đương nhiên. À, nói trời 50 triệu hả? Hả? Nói 50 triệu cái gì? Không có đâu. Vài chục triệu là giá chót. Nói cái nhà xây cái hướng nào, ha? Cái bếp để làm sao? Cái cây này đựng trồng ở chỗ này. Tôi nói luôn cho quý vị nghe, có một bà nghệ sĩ nhân dân. Bà trồng một cái cây từ bên Ấn Độ qua ha, hàng trăm triệu á. Một bà nghệ sĩ nhân dân nha, tôi giấu tên. Một bà thầy bói vô phán rằng cái cây này nó không hợp, bói chắc liền cái cây đó cả trăm triệu luôn. Tôi đã nói rằng ai có quyền lực không? Là cái đám thầy bói á, phong thủy đó, nó vô nó vẽ trong gia đình của vậy là quý vị tốn chết luôn. Mà gia đình giàu là coi như nó đưa cái cổ cho nó cứa, nhưng mà không chịu sống bằng cái âm đức của chính mình. Nhà giàu là như vậy đó, nghe lời thầy bói còn hơn cả nhà nghèo luôn. Nhà nghèo không có gì để mất, và nó không lựa nhà nghèo để mà nó lấy, bị tiền đâu mà lấy. Nó phải moi tụi nhà giàu. Nhà giàu thì làm ăn, nếu mà làm ăn thất đức thì càng sợ. Cho nên nó dễ, âm này theo dõi mày, hay là người kia có âm theo dõi dân dân. Nó toàn nói những cái chuyện âm bình thường từng tướng, bản thân nó không biết ai theo dõi nó, công an hay ai không biết. Nhưng mà nó phải lấy, nó moi tiền tụi nhà giàu ra. Một lần nó coi xong nó về nó mừng lắm, nó ngu chết mẹ luôn, tao xạo mà nó vẫn tin. Đó, cái cách đó nó có gì. Thành ra một cái bà nghệ sĩ nhân dân, một cái cây á đem từ nước ngoài về trồng đến nay nó cao à, mà cả trăm triệu á. Vậy mà một đêm mà chặt bứng cái cây đó luôn, vì nghe một mẹ thầy bói nói rằng cây này không tốt. Có như thế thôi. Bởi bên đạo Phật được có một cái, tại vì ai đi theo đạo Phật thực sự á, chỉ sợ luật nhân quả, chứ không sợ bất cứ một cái chuyện gì nó là xui hên ở trong đây, theo luật nhân quả. Mà những cái đứa nhà giàu á, đa phần nó phải làm những cái chuyện gì mờ ám trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên rất sợ phong thủy và rất sợ thầy bói. Thành thử ra nó, quý vị biết không, nghĩa là tôi nghe La Thọ Tân mà đi nghe theo cái bà cái là Thanh Hải là tôi nói thôi chết rồi. Nói đâu, mình cả cuộc đời của mình á, học hành nó gì không biết, mà luật nhân quả mình phải nắm quý vị. Cứ biết mình làm sai mình sẽ gặp sai, hãy nhớ như vậy. Làm sai là gặp sai. Còn cái gì mà chúng ta làm, chúng ta biết nó sai, chúng ta biết dừng lại đúng lúc, người ta biết đứng lại cái phạm vi của mình, giữ lại cái đẹp đó, nó có sao đâu quý vị, không có sao hết. Tôi nói thẳng với quý vị như thế. Tình yêu của tôi hay là tình yêu của các bạn, đôi lúc chúng ta yêu một cái đối tượng nó không có phù hợp với mình, nhưng mà yêu, nhưng mà mình biết giữ lại cái phần cho nó đẹp. Đừng có làm cho nó sai, đừng có làm cho nó quấy. Chứ còn yêu làm sao mà cấm được cái tình yêu. Cũng như quý vị nghĩ rằng đi tu rồi là không biết đẹp hả? Đức Phật đã từng ngắm những cái thửa ruộng á, đẹp quá, bức tranh thiên nhiên đẹp quá, cái thửa ruộng đẹp quá. Thành ra trên cái áo của mấy người tu á, người ta có từng ô, đó là gì phải không? Phước điền á. Cái áo mà áo nó tượng trưng cho phước điền. À, quý vị thấy Đức Phật là rất là thích cái đẹp đó chứ. Nhưng mà giữ cái đẹp đó mà không bị trói buộc bởi cái đẹp đó. Biết mùi hương chứ. Nhưng mà không để cho mùi hương nó làm cho mình mê hoặc cái mùi hương đó. Quý vị hiểu không? Ở thành thử ra đó là có một cái bà nghệ sĩ nhân dân mà có một cái cây hàng trăm triệu quý vị. Mà trong vòng nghe lời con thầy bói thôi mà chặt ngang cái cây đó liền, đó là bỏ bứng lên liền cho nó chết luôn đó. Cái gì thấy chưa? Rồi đốt cuộc đời có gì hơn nữa không? Cũng thế thôi. Quý vị thấy không? Nói chuyện cho quý vị nghe. Tôi nói quý vị nghe, có nhiều cái cô đầu hát đó, cũng do cái sự lầm lỡ cũng có. Rồi cũng nghĩ mình đang có tài, có sắc, đang hương trời, đang cái thời đương thời đó. Thành ra nó lấy vợ lấy chồng không có dòm tới dòm lui, không có không để ý chuyện đó. Thành ra có nhiều người bị đánh ghen bằng dây xích đó quý vị.
đánh ghen tới bằng dây xích luôn đó. Tôi biết hết trơn luôn mà thầy, nghe để đó, không nên nói tới cái chuyện mà nói tên nói tuổi người ta ra. Nhưng mà cho quý vị biết rằng, ngay cả lúc nào trong con người của chúng ta nó cũng có hai phần ở trong đó, có hai con kêu là có quỷ và thiên thần đó. Chỉ khi nào mà chúng ta để cho quỷ nó kéo chúng ta nhiều thì chúng ta đi theo hướng của quỷ. Chúng ta ở chung với thiên thần nhiều thì chúng ta đi về hướng của thiên thần. Chứ trong người của chúng ta luôn luôn có hai con quỷ và một thiên thần ở trong đó. Một quỷ, một thiên thần. Đó. Thành ra mà khi chúng ta chơi bạn, chúng ta cũng phải lựa bạn. Cái người nào mà đứng đắn, người nào mà biết phải, biết quấy mà chúng ta chơi. Còn chúng ta chơi với những người mà rượu chè, hút sách hay là gái gú, cờ bạc thì làm sao làm chúng ta cũng phải nghiêng về cái phía bên đó. Đó, nhưng mà có những cái quan điểm là chúng ta có thể hòa đồng với những người khác, rồi cũng chơi luôn với những... Tôi hồi đó tôi chơi với cái chị gái đó, quý vị. Tôi đã có một lần tôi kể cho quý vị nghe là cái chị gái đó, là chỉ là ở nhà gia đình giàu, nó bán đồ chai, mà chỉ là cái người tự nhiên muốn bỏ nhà đi và đi đưa cái thân để mà sống bằng lấy trôn nuôi miệng đó. Mà trong cái gia đình giàu, người ta bắt về, cha mẹ bắt về, dì em, chị em bắt về, biểu cho mày một cửa hàng chai, cho mày bán, mày sống. Nhưng không chịu, cứ đi lang bạc rồi sống bằng cái nghề của lần gái bán ba đó. Mà chị nói tiếng Anh thì cũng nghe được, nghe cũng khá khá. Thành ra tôi cũng nói chuyện với chị bằng tiếng Anh. Tôi với chị gặp nhau nói chuyện tiếng Anh là bây giờ đó, chị biết sao không? Tới cuối cùng bị trả nghiệp nào quý vị. Lấy cái anh chàng đó, ảnh là một cái người trốn quân dịch. Trốn quân dịch rồi sau đó được làm ở trong phường á. Thì cái vợ anh đó hồi trước anh nghèo quá mà trốn quân dịch hoài, nó nghèo quá. Thì cái người vợ bỏ rơi ảnh, bỏ ảnh đi lấy chồng khác. Nhưng mà sau khi giải phóng vô đó, thì cái anh đó nhờ trốn quân dịch mới được nhà nước mời ra làm cho phường. Đó, làm chức cũng khá khá, tiền lương cũng được. Thì cái bà đó bà quay lại để bà trở lại với cái anh này. Thì cái chị gái á, lúc bấy giờ chị mới là cặp với cái anh này để mà làm vợ làm chồng. Chị cũng muốn xây dựng cuộc đời cho đàng hoàng á. Thì trời khiến, trời xui đất khiến sao gặp được cái ông này. Thế là hai người ở với nhau là vợ là chồng. Thì chị này bắt đầu đi chợ nấu cơm. Nghĩa là bây giờ xa rời cái hương phấn vũ trường nhạc nhùng với Mỹ Tây này nọ đó. Chị tập sống một cuộc đời phụ nữ cho tốt. Nhưng mà chỉ được có một vài năm hạnh phúc thì cái bà kia đó bỏ chồng đi lấy người khác, xong bây giờ nghe ông này có là cán bộ này nọ ha, quay trở về đuổi cái chị gái đi. Đó là đúng là trả nghiệp không? Không nghe lời cha mẹ mà dữ dằn, nhưng ngày hôm nay gặp vợ lớn người ta về mà phải chịu lép. Đó là chịu lép chứ còn thiệt ra chị gái quánh lộn đâu có thua ai đâu. Dân vũ trường vũ nữ ra mà. Nhưng rồi cũng phải trả chồng lại cho người ta rồi. Sau đó chết bờ chết bụi ở đâu đúng không quý vị? Không nghe lời cha mẹ đó, không nghe lời cha mẹ, không sống tử tế, sống cuộc đời mà cứ là buông thả, cho đến khi mà muốn hoàn lương thì không được hoàn lương nữa, không kịp nữa. Rồi cái bà vợ lớn mà đi giành chồng trở lại làm sao phải không? Rồi sau này cũng chết luôn. Tuổi là tuổi bằng tôi đó nha, cái bà đó tuổi bằng tôi đó. Rồi sau này cũng chết luôn. Bà gái chết trước rồi bà này chết sau. Tôi nói quý vị nghe, cái luật nhân quả nó ngộ lắm. Nó rất là trừu tượng, rất là bàn bạc, mà khi nào đụng tới nó mới biết nó là nhân quả. Chị gái rõ ràng không nghe lời gia đình, bắt về nhà bao nhiêu lần cho cuộc sống lương thiện không chịu, cứ đi sống cuộc đời lang bạc, lấy ông Mỹ này lấy ông Mỹ kia. Thì sau đó rồi gặp cái anh này đó, là thấy anh là cán bộ mà thấy cũng đàng hoàng, không có vợ. Chị mới nói là bắt đầu chị suy nghĩ lại, cho nó thôi giờ sống lại cho tử tế đi ha, để làm vợ đi. Làm vợ được 3 năm, đi chợ nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa thấy thương lắm. Nhưng cái con vợ cũ đi bỏ chồng đi, về nhà đánh đuổi chị này ra. Thằng đàn ông là bạc nhược mà, thằng đi từng trốn lính hồi xưa nó bạc nhược thấy mồ. Chứ nó đâu có phải là nó yêu cộng sản đâu, không hề. Đi trốn lính thôi và sợ chết thôi. Rồi bị vợ bỏ xong rồi bây giờ nó cưới chị, lấy chị gái này đó. Thì chị gái này hai người thương nhau đàng hoàng thì phải giữ gìn chị gái này. Còn đó, bà kia bà ngày xưa bà bỏ tôi, bây giờ bà tới thì bà làm gì nữa? Không, để cho bà kia trượng hơn đuổi chị gái ra. Thì chị gái mới là bị bệnh hoạn ngủ bờ ngủ bụi sao rồi chết. Thì cái bà này đó là trở lại với ông này tưởng nó ngon lành, sao nó cũng bệnh hoạn chết luôn. Quý vị thấy không? Ai ơi, đó là luật nhân quả đó quý vị. Thành ra đó, sống sao mà cho nó có đạo đức, sống sao mà có trước có sau quý vị nha. Chứ còn ở đời không ai nói ai mà ngon lành 100% đâu. Phải nói cho quý vị nghe. Thì bây giờ cái lý do mà tại sao nó chửi cô Hằng á, con Đinh Thị Lờ là một, chứ con Hoàng Kim Dơ là lý do tại sao tụi nó giống y như cô Hằng là cũng gian dở tình cảm. Nhưng mà cô Hằng được coi như là hụt tới đâu được bù đắp tới đó. Cái kiểu là cô ăn ở tốt, cô biết nghĩ tới người khác,
và tiền của cổ thì thôi không có biết đâu mà cho nó hết. Còn hai con này á, thì nó chật vật và còn thiếu cả đàn ông luôn. Quý vị thấy chưa? Nó thiếu đủ thứ, thành ra bây giờ có người mướn thuê bảo lãnh, bảo kê, cộng thêm nữa cửa được chửi một cái người mà hơn mình nhiều quá. Nhan sắc, ha, thân thể, ngoại hình, tất cả giàu có rồi lại có lòng nhân ái, được dân chúng ủng hộ. Cho nên hai cái con này nó chửi hoài, nó phải chửi hoài thôi, và nó không bị sao là vì đằng sau lưng nó có người bảo kê. Là như vậy đó. Và những cái người mà còn băng cho tụi nó, mười mấy ngàn người follow cho tụi nó đó, đứa nào cũng vậy hết. Là tại sao? Là vì sao? Ma Dương bao giờ cũng có quyến thuộc hết, mà thậm chí nó còn mạnh hơn cả Phật nha quý vị. Nó giả ra Phật nè, nó làm giống như Phật vậy đó, mà nó mạnh hơn Phật luôn nè. Quý vị đã nhìn trong cái chuyện cổ tích của Phật đó, quý vị mới biết. Thành ra thử ra chính nói cho quý vị nghe, cả hai con, một con ở ngoài Bắc và một con trong Nam, nó sẽ tiếp tục chửi cô dài dài. Về đặc biệt là về sau này là cái vụ phúc thẩm sắp tới nè, để chính cá với quý vị, để coi cô Hằng có bị tốn tiền hay không nha. Chính nó không có tốn đồng nào đâu, nhưng mà để xem. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa, chính nó nói cho quý vị nghe đó, tụi nó sẽ còn tiếp tục chửi cô nữa, chứ không phải im đâu, không có im. Và ở ngoài Bắc thì cái con Hoàng Kim Dơ nó dựa cho cái gì quý vị biết không? Con Đinh Lờ trong đây nó dựa cách mạng nè, nó dựa nghệ sĩ và nó dựa con Đặng Thiền Ni. Bây giờ lúc nào cũng chỉ Đặng Thiền Ni thế này thế nọ không. Còn ở ngoài Bắc á, thì con Hoàng Kim Dơ nó dựa cho Tỉnh Thất Bồng Lai, vì nó biết rằng vẫn có một cái thứ mà cái đó nó Mai Dương mà. Nó biết rằng fan của Tỉnh Thất Bồng Lai còn nhiều lắm, cho nên bây giờ đó nó phải đi ngược lại với chúng tôi, nó binh Tỉnh Thất Bồng Lai để cũng là bán mớ sữa bớ này mớ kia. Nó muốn bán gì nó bán, nhưng mà nó phải dựa vô, nó biết rằng dựa qua bên mé bên YouTube làm gì. Nó đang công lại với bà Nguyễn Phương Hằng mà, nó công với bà quá trời. Nó đem nó là gián điệp kinh tế, nó vô nó xé găng, nó làm đủ thứ. Của gì biết một cái phi vụ đó bao nhiêu tiền không? Thứ nhất là gần gũi bà, sau đó đi vô khu du lịch Đại Nam và đi xé cái găng. Cái giai đoạn mà xé cái găng cho đi là lãnh tiền hả? Mày làm sao mày làm tới cái đó thì tao đưa tiền cho mày xem, là nó được nhận tiền. Cái giai đoạn nó xé găng, đáng lẽ nó còn lợi dụng cô nữa đó chứ, ha, bằng cách nó nói rằng để nó gặp cô. Nó nói rằng ai gài cái đoạn phim đó, đoạn cái clip mà nó đem nó xé găng, nó đem nó đổ thừa rằng ai mà ghép hình ghép phim. Nhưng mà nó thấy rằng nhắm rằng tới gần cô không được nữa, và thứ hai cô không đếm xỉa tới mặt nó, thành ra sẵn đây bây giờ lộ mặt luôn, lột mặt nạ ra rất là nhanh, ha. Còn cái con bên trong đây thì nó khác nữa, mỗi con một cách. Thì cái con ngoài Bắc nó lột cái mặt nạ nó ra, và nó bằng cách là nó làm xấu, nó chửi cô Hằng, nó vu khống cho cô Hằng. Thì cái kiểu đó là kiểu chính em chính trị đó, tuyên truyền nó để nó được lãnh tiền nữa, tiếp tục lãnh tiền nữa. Nghĩa là bây giờ không còn làm ăn, không còn lừa gạt ai được nữa, thì bây giờ phải cái cách sống của tụi nó là như thế. Thì về sau nó đầu thai cái gì thì quý vị không biết, nó đầu thai thành cái gì cái đó mình không có nói được quý vị, chính mình cũng không biết luôn. Cái đó là sắp Phật nói thôi, chứ còn tụi mình không nói được đâu. Thì quý vị thấy rằng vì chúng ta có sáu cõi: trời, người, Atula, rồi tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì chúng ta sống thấp hèn quá, chúng ta tham lam thấp hèn và sân hận, dễ thù ghét người khác, ha, kêu là đổ tội, đổ vu khống đổ tội cho người khác, ha, để mà được cái gì đó cho chúng ta đó, ha, gây thù chuốc oán bằng cái cách như vậy. Thì nó sẽ nằm ở trong cái giới mà gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì để rồi trời có tụi nó cái cuối đời nó như thế nào, chính có thể là chính chết trước và tụi nó chết sau. Thì quý vị cái việc nghe theo lời chính nói với quý vị, cũng như là Phật đã từng nói, các sư đã từng nói rằng chúng ta có sáu cõi: người, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn cái cõi mà niết bàn á, hay là cái cõi mà a la hán đó, quý vị phải tu dữ lắm quý vị, ha. A na hàm tu đà hoàng, rồi a la hàm là a la hán, tức là cái tứ thánh, gọi là tứ thánh. Thì được đạt được cái A-la-hán là chúng ta sẽ không còn cái giận hờn, không còn sân hận, không còn hỉ nộ ái ố, không còn chướng ma, không còn bất kỳ một cái gì đó phiền não. Thì chúng ta đạt được cái tứ thánh này đó, thì chúng ta mới thoát được dòng sinh tử. Chứ còn bây giờ chúng ta đang ở cái thế giới của cõi thiên và cõi nhân. Thiên là lòng chúng ta sung sướng vui vẻ hạnh phúc, còn nhân là chúng ta biết phải biết quấy, đó là cõi nhân cõi thiên. Còn cái tu la là cái thế giới hay đánh nhau, chửi nhau và đấu với nhau, cái này cái kia là thế giới của Atula, là những người mà hay làm cách mạng, những người mà yêu thương đất nước, giữ gìn cho
quê hương và dân tộc của chúng ta đừng có chiến tranh, đừng có ai ăn hiếp, đừng có bị xâm lăng. Đó là giới Atula đó quý vị. Dễ đánh nhau rồi lắm ha, để giữ gìn cái này. Hoặc là theo cái hướng tiêu cực là thách với nhau một cái là đã đánh không cần biết phải quấy, đâm chém này nọ. Cái đó là giới Atula. Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh là lôi thấp kém, hận thù vô lý ha, chuyện gì cũng ấy là muốn của người ta thành của mình, lừa đảo ha, rồi giành giật ha, rồi thế này thế kia đó. Đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, chính xin dừng bài nói ra đây để phân tích cho quý vị thấy rằng á, là tại sao hai con này, quý vị sẽ hỏi là tại sao nó không bị bắt, là vì trong cái giới mấy ông lớn bà lớn này ăn cái viên đạn bọc đường, từng tới chốn ăn chơi, từng lấy của đồng bào, vi phạm kinh tế, tham nhũng hối lộ, mà gặp một người như là cô Hằng, giống như là Bao Thanh Thiên á, Bao Thanh Thiên nữ, Bao Thanh Thiên Việt Nam á, thành ra họ thù họ ghét, tụi bay cứ chửi cho tao ha, đến đây là tao cho tiền hoặc là tao bảo kê cho. Thành ra là hai con này đó là nó đang đố kỵ với cô, cũng là thân đàn bà, cũng gian dở tình cảm ha, không đàn ông nào nó ở gần với mình hết, thiếu thốn đàn ông, rồi lại không có tình yêu thương đàn ông, rồi con cái thế này thế kia, rồi miếng ăn miếng uống vân vân, thù cái lòng đố kỵ. Mà sao bà đẹp quá trời, bà cũng na ná như chúng tôi bốn mấy năm chục, mà sao mà bà đẹp quá như vậy, tại sao được lòng dân như thế, tại sao lòng dân ái bà nó lại đẹp như vậy. Chúng tôi giống như là mấy cái con mà kêu là giống như cái móng chân của bà cũng không được nữa, thì bây giờ phải chửi thôi, không được thì tôi chửi thôi. Nó chửi đây nó thỏa mãn cái lòng ganh tức của mình đó quý vị. Mình mới nghe thì mình tưởng tôi nó quan tưởng là nó bị hại nha, nó giống như quan tưởng bị hại á, là bà Hằng thế này bà Hằng thế kia và không công nhận cái công đức của bà làm từ thiện. Đây là tất cả là sự quan tưởng và tự dối lòng mình, thấy không, vì ghen ghét đố kỵ và được thuê mướn, được bảo kê. Và đồng thời nữa nó có một cái quan tưởng thực sự, nó nói riết nó thành quan tưởng á. Bây giờ nó đổi thừa riết nó quan tưởng luôn. Nó đều không chấp nhận rằng cô đã từng làm từ thiện. Nó chối bỏ cái đó. Thứ hai nữa là cứ YouTuber ha, YouTuber là bị bà Hằng nó thuê mướn ở ngoài Bắc đó, thì cái con kia nó nói một câu vậy nè. À, tao mà không hùng với thằng Phan Phong, thằng Thám Tử Cao, tao không hùng với con Bùi Thanh Bình Như là cho chúng mày cho chúng mày cái gì? Đánh hay cái gì đó, hay cho chúng mày chửi tao, hay là cho chúng mày thịt tao hay gì. Nó nói cái câu gì đó quý vị. Nó hay nói một cái câu rằng tao mà không có mà kết với nhau là cho chúng mày nó nói cái câu gì đó đại khái là cho chúng mày chém tao, cho chúng mày chửi tao, cho chúng mày đánh tao cái gì đó mấy ông, hay cho chúng mày thịt tao hay cái gì đó, đại khái cái câu nói như vậy đó. Nó còn cái trong Nam này thì cái con này đó mỗi cái là do Nguyễn Phương Hằng thuê mướn. Ông quý vị nghe ra tưởng nó bị bệnh phải không, giống như quan tưởng bị hại. Nhưng mà không phải, từ cái đố kỵ của chúng nó và chúng nó đã làm để nó thành cái thói quen á, mở miệng ra thì công thức là như thế, cứ chửi như vậy. Ở trên đưa cho nó một cái công thức, bây giờ tụi bay chửi thì tụi bay có lấy cái đề tài đó, tụi bay chửi lặp đi lặp lại hoài để làm sao mà cho tội của cô Hằng cho nặng thêm, để cho cô Hằng được có lý do ở trong tù nhiều hơn. Quý vị hiểu chưa, vì sao dám phá vô cái đường ăn uống của tụi nó, dám phá vô cái đường dây hưởng thụ của tụi nó, vậy thôi. Ngay Đức Phật mà ngồi thiền định mà còn quỷ nó hiện lên mà, quý vị thấy nó phá Đức Phật mà. Anh ra cô Hằng là cái gì? Hả? Dám phá nó không? Dám mà dẹp cái mấy cái nhà hàng nón lá của nó phải không? Dám đụng vô mấy cái du thuyền này phải không? Chết với tao. Hả? Chết với tao. Thì chính cũng nhớ tới Đinh Lan, tội nghiệp cháu gái của tôi. Mấy bữa đài nó hồi hộp lắm. Chắc chắn rằng nó sẽ đếm từng giờ từng ngày và luôn luôn cầu nguyện trời Phật, cầu nguyện ai đó không biết nữa, nghe nói cô ấy cũng ăn chay, chắc lẽ là đạo Phật đấy. Thì chính này là mong làm sao dùng hết cái tài trí của mình ha, và tất cả những cái diễn xuất nội tâm ngoại tâm gì đó là xuất hiện hết, để cho lên cái bữa mà phúc thẩm của cô Hằng đó, là để làm sao mà kêu là cô Hằng phải ói ra 3 tỷ ha, ói ra 3 tỷ mới được. Chuyến này là chuyến chót, hốt hụi chót, nghĩa là không thể nào mà lọt qua cái lần này hết. Bởi vì sao? Cứ mỗi lần nói tới Nguyễn Phương Hằng là có bị của người khác, người ta gọi là tấn công. Nó khổ là như vậy đó. Cái kẻ mà mình ghét quá trời ghét luôn, mà mình đang cần để cho bà ta ói ra mấy tỷ để cho mình xài, mà bây giờ mà cứ đụng tới tên một cái là có người chửi không kỹ, kiểu này chửi kia, nói kiểu này kiểu nọ ha. Nó thành ra là cô ta rầu lắm, có gì muốn mong kết thúc được, không biết đâu là cô ta sẽ không nói nữa. Có thể là như vậy. À, hoặc là bây giờ đó là mà nếu mà được 3 tỷ rồi thì cô ta sẽ làm một cái đề tài, nghĩa là sẽ nói mãi luôn, nghĩa là thích quá đó quý vị, thành công quá. Quý vị biết không, sở dĩ mà có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Hoàng Kim Dung ở phía Bắc
Đinh Thị Lan ở trong phía Nam chửi cô Hằng mà tại sao không bị bắt. Chứ tôi hiểu lý do hết đó quý vị. Bởi vì cái người kẻ thù của cô Hằng không phải là những người mà cô Hằng tranh đấu. Những cái kẻ đó coi vậy chứ nó thấy là không ăn thua gì hết. Không ăn thua gì hết quý vị. Bởi vì sao? Tao không chơi chỗ này, tao chơi chỗ khác. Và không phải tao chơi thì đứa khác cũng chơi. Cho nên không ăn thua gì. Không ăn thua gì hết trơn quý vị. Thành ra có ghét cô Hằng này chẳng qua là buồn cười là mày tranh đấu đi. Đời nào ăn thua chứ tao, đời nào mà rộng lụng một cái cọng lông của tao. Cho nên cho mày nói đi, thằng Đành Khang, tôi nghĩ là cô Hằng, coi vậy cho cô Hằng là chỉ có thể bị bực bội một chút, bị phá hôi một chút thôi. Đó, vậy đó thôi đó quý vị. Chứ còn thiệt ra cái người mà thù ghét cô Hằng không phải là những người mà cô Hằng tranh đấu. Tôi nói lại một lần nữa. Vì cái vấn đề ghen ăn tức ở trên cái cuộc sống này rất là bình thường quý vị. Cô Hằng có ai mà đẹp cỡ cổ tuổi năm mươi mấy mà nó bốn đứa con đó. Cái eo nhỏ xíu à quý vị thấy không? Giờ rồi có một đồng chí rất là có uy tín. Mà quý vị rất là biết về đồng chí này nhưng mà chính thường tạm mà không nói tới tên đồng chí này thôi. Gửi về cho cái máy của cô Chính á. Chính Tiền Giang này á, một lô hình có thể nói gần 30 tấm. Là cô ăn mặc những chiếc áo đầm á, nếu mà cô mà bận điều ra hết và nói cái giá trị của nó đó, có nhiều người té xỉu luôn, đặc biệt là phụ nữ. Đàn ông á, thì có thể ganh không ganh với cô, với chú thôi ha. Nói cho chú là cái trời ơi, thấy cục mịch quá trời, thấy ông Dũng cục mịch gì đâu mà dân ở trong bộ đội ra. Trời đất ơi, vậy mà sao mà giàu mà sao lấy người vợ gì mà trời ơi, đẹp quá trời quá đất kia. Đó, có thể là như thế ha. Rồi nhìn lại là vợ mình sao không được vậy, rồi sao mà ông này cục mịch cũng quất bà vợ ngon lành quá, có thể là ghen như đó thôi. Hoặc là sao mà giàu quá, thấy cục mịch mà giàu quá. Nhưng riêng cô á, tôi nói thẳng với quý vị, cùng là đàn bà tôi hiểu ghê lắm. Có nhiều người á, có thể nói cả đời tôi sống ai biết mặt ở trên ra đường, không ai cho tôi cái một đó hoa. À, tôi như vậy đấy nè, trời ơi tôi vậy mà sao nó không biết nên tặng hoa cho tôi. Thấy không? Trời ơi, cái bà này sao mà ở tù mà cũng có người tặng hoa nữa. Đi tới đâu cũng có người đi theo. Trời ơi, ủng hộ còn hơn là nữ minh tinh nữa. Trời ơi, tức chết đi được. Đã vậy mà sao bị giàu mà đẹp mà giàu dữ thần vậy đó. Ở đời tôi kiếm một cái xe không ra. Ôi, bà sao mà xe quá trời, hàng tỷ 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 quý vị ơi. Nghĩa là đồng chí này chuyển qua cho tôi xem một cái dàn xe của cô á ha. Kinh khủng luôn. Tôi không có cái ý tưởng nào để mà có thể truyền đạt lại với quý vị, chia sẻ với quý vị. Vì cái trình độ về bên xe cộ tôi cũng không có. Kinh khủng quá quý vị. Nghĩa là để một hàng giống như là một cái salon mà phải nói là nhiều cái salon bán xe mới nhập lại, mới thành cái của cô với chú á. À, màu đỏ rồi màu vàng, màu trắng, màu đen, đầy đủ hết. Mà cái loại mà đắt giá, tên tuổi trên thế giới này, ghê luôn. Rồi một cái bộ sưu tập về bên Kim Cương đó, bởi vì mấy tội nghiệp cho cái con Đinh Thị Lan nó làm sao không biết nữa. Hồi đếm 20 hộp, hồi tăng lên 30 hộp, để cho người ta hiểu lầm rằng mình bị ăn cắp mới chết chứ. Tao mới dòm tao đếm mà tao hỏi mày mà mày đem mà nói tao ăn cắp hả? Thằng này lũ đạn nha, mày chết cho tao nha. Mày thấy không cháu? Con thiệt con Đinh Thị Lan, thiệt là mày tội nghiệp. Để tao nói cho mày nghe đó, tao được may mắn hơn. Nghĩa là những cái hình ảnh người ta chuyển lại cho cô thấy thôi con, cô không có đi lên trên Đại Nam. Cô không có đi vòng ra ngõ sau. Và cô cũng chưa bao giờ nhìn vô cái bộ sưu tập của cô Hằng bao giờ hết trơn. Vì cô cũng không có cửa nào đi vô trong đó. Nhưng mà cô được may mắn, được một đồng chí rất là dễ thương như quý vị, chuyển cho Chính Tiền Giang cái bộ sưu tập này, thì Chính Tiền Giang hết hồn hết vía luôn. Kinh khủng luôn. Hả? Mà quý vị biết không, cái kim cương của cô nó quá trời đất. Nghĩa là đủ kiểu, đủ sắc hết trơn. Bởi vì quý vị biết những cái người mà ta thiết kế quần áo là có thiết kế về kim cương luôn. Tức là cái hộp lớn hộp nhỏ người ta mới cho nó vô một cái giỏ như thế nào cho nó đẹp. Thành ra không có cái nào giống cái nào, mới đó gọi là thiết kế. Quý vị biết bán cái mẫu mã, cái thiết kế nó ra nó cũng là bao nhiêu tiền đó quý vị tưởng tượng. Bởi vì thiết kế quần áo là một lẽ, thiết kế xe, thiết kế nhà, thiết kế bếp, thiết kế cái gì đó rồi. Cả vấn đề giỏ kim cương hay là vàng bạc này nọ đó, người ta đều có thiết kế hết. Thì cô Hằng của chúng ta đó, là những cái gì mà cô khoe đó, cũng nghĩa là cô khoe là do các bạn mình tò mò quá, thì cô cũng thành tích của mình làm ăn mà quý vị, cái âm đức của mình mà. Phải quý vị, giống quá cũng đâu có được. Cái đây là cái thành tích để khuyến khích rằng chúng ta làm tốt đi, tiếp sau biết đâu chúng ta được. Cái này là cái phước hữu lậu mà chính Đức Phật cũng cho phép quý vị chỉ có cái như thế này.
Chúng ta làm sao đừng có gợi lòng tham cho người khác để người ta sanh ra tội lỗi. Ví dụ như có lúc nào chúng ta chân khoe là chẳng qua có một cái hoàn cảnh nào đó thôi ha. Nhưng mà những cái mà chúng ta thấy rằng cái nơi mà nguy hiểm hay là đối với một đối tượng nào nguy hiểm mà chúng ta chân khoe là chúng ta chết thôi. Cái đó là cũng là có của mà cũng là cái khổ đó quý vị. Đó là phước hữu lộng, đó là như vậy. Cái gì mà nó là chúng ta thấy được, chúng ta được đền đáp được, hay là chúng ta có thể sờ mó nhìn thấy nó, màu sắc cân lượng đó, đó là hữu lậu. Mà đó là hữu lậu thì có khả năng có cái phước và cũng có cái quả nó đi theo. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, những cái mà cô trình bày cho chúng ta thấy ở trên mạng á, lúc mà cô ngồi livestream ha, nó chỉ là 1/100 thôi. Quý vị tin không? Cái đó là quyền của quý vị nha. Là chính đã nói rồi quý vị là như vậy. Kinh khủng lắm rồi, cô nhiều lắm, nhiều lắm quý vị. Và những cái bộ đồ của cô bận đó thì xin lỗi với quý vị nha, nó là đồ của mấy nữ minh tinh, đại minh tinh thế giới nó bận, hay là công nương công chúa gì của các quốc vương của các nước mà coi là có còn coi là cái quân hiến đó quý vị ha. Đó là những cái đất nước đó là có công chúa hay là hoàng hậu quốc vương gì đó, nhân dân người ta bận những cái đồ đó đó. Thành ra cái giá tiền của nó ha, có thể là cả 100 triệu đó quý vị. Và cái mà tệ nhất là 10 triệu. Tệ nhất cái mà cũng như là cô bận giống như là trong nhà đi tới luôn đó. Còn những cái mà cô ra để cô ngồi cô nói chuyện với các cổ đông của mình, cổ đông viên của mình á, thì có thể nó từ 25-30, và có thể có cái cả 100 triệu luôn. Trời thần ơi, còn hơn nữa quý vị, có cả có cái hàng tỷ luôn đó quý vị. Nghĩa là những cái bộ đồ của cô đó. Thì cái vấn đề ở đây á, nếu mà cô chỉ là một người phụ nữ đơn thuần ha, động đa động đỉnh để chưng khoe những cái đó thì nói chính, nó thì chính cũng có cái gì nói đâu, thì cũng khen ha, quý một cái người là có một cái âm đức nhiều đời. Cô đã làm nhiều cái phước đó quý vị, giúp rất nhiều người luôn, giúp nhiều đời luôn, thành ra nó dồn lại kiếp này cô được như thế. Nhưng cái điều mà chính muốn nói với quý vị ở đây á, là cô sẵn lòng cô chia sẻ, cứ là đem tiền ra hàng tỷ tỷ để mà giúp đỡ, như mới đây là 5 tỷ để mà cho những em mà hoàn lương, những cháu, những em cháu gì mà hoàn lương đó, làm những cái tội lỗi đó quý vị. Thì cái quỹ này đó, không biết là cô đưa qua cái ban xã hội hay là cái đó mình không biết là cái đồng tiền nó đi qua bằng cái cách nào. Nhưng mà cô đã mới đây cô dành 5 tỷ để lo cho các em mà mình hoàn lương, tức là đi trộm cắp này nọ, xì ke ma túy rồi quý vị. Rồi đó là những cái chuyện mình mới nghe thôi, chứ còn thiệt ra cái chuyện mà cái danh sách mà cô làm từ thiện thì chúng ta nghe đã quá nhão rồi phải không? Chính không có cần nói lại đâu, nói lại quý vị cũng mệt thôi phải không? Nhưng mà cái đây là cái điều rất là hiếm. Mà trong đất nước xã hội của chúng ta đó, kể cả những người phụ nữ ở nước ngoài, xin lỗi quý vị đã sưu tầm được có ai được như vậy hay không thưa quý vị? Ở đây là trong Việt Nam chúng ta có một Viên Kim Cương đó quý vị, là một phụ nữ. Giống như trong Kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật Di Giòn cho có một ông trưởng lão đó đó. Ông có một thằng con trai, ông để một cái viên kim cương ở trong cái túi áo của nó, viên minh châu á, ở trong cái túi áo đó. Mà cái thằng lãng tử này là cái thằng con của trưởng giả này, nó không biết thằng cha nó đã cho nó cái viên minh châu đó. Nó đi ăn mài đó, rồi sau này nó mới biết được là nó có một viên minh châu trong túi của nó. Tức là trong đất nước chúng ta có một viên kim cương, một viên minh châu, đó là vợ chồng của ông Dũng với bà Hằng. Vì sao họ giàu? Cái giàu này á là phước báo của nhiều đời nhiều kiếp. Mà ở bên nước Ấn Độ chúng ta có ông kêu là cấp cô độc á, giàu khủng khiếp luôn, lấy vàng mà lót luôn cái giường của Thái tử Kỳ Đà để mà mua cái bức giường, cái miếng giường đó đó, để cúng giường cho tăng đoàn của Đức Phật để đến đó mà ngồi giảng pháp. Mà quý vị cái biết miếng giường á, nó rộng biết là bao la, của Thái tử mà, đâu phải là dân thường đâu, đâu phải là đại gia bình thường, đó là Thái tử, là con của vua đó. Thì ông Thái tử này ông mới là chọc tức, ông mới là trêu cái ông cấp tu độc, ông bảo rằng bây giờ ông đem vàng tới đi, ông lót làm sao mà không còn chỗ nào là không chừa thấy miếng đất, tôi sẽ bán miếng giường này cho ông. Thì ông cấp tu độc ông chở không biết bao nhiêu xe vàng tới để mà ông lót hết cái giường của Thái tử Kỳ Đà. Và đến cái gốc cây á là ông biết rằng không biết là lót vàng vô nó sẽ ăn vô cái rễ này nó cao hơn hay là chừa cái rễ ra. Ông đang suy nghĩ thì Thái tử Kỳ Đà bước tới mới cười, sao tiếc hả, tiếc rồi phải không? Thì ông Kỳ Đà nói, dạ thưa không, tôi đang suy nghĩ rằng cái rễ này là phải làm sao để mà cho mất cái rễ này đi, để cho Thái tử nhìn đừng có thấy cái rễ, cả thấy cái đất, để Thái tử để cái miếng giường này cho tôi. Thì bây giờ ông Thái tử Kỳ Đà ông sốc thật, ông sốc, ông nói rằng lý do tại sao ông mua cái miếng giường của tôi với một cái giá như thế. Thì ông cấp cô độc ông mới bảo rằng có một đức cô đàm
một vị Phật, nghĩa là thần thái của ngài nữa là quá là uy nghiêm, nghĩa là thầy giảng, Đức Phật giảng những cái điều mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe ai giảng như thế. Không có một vị giáo chủ nào giảng những cái điều tốt đẹp cao thượng như là của Đức Cụ Đàm này. Cho nên tôi muốn mua cái miếng đất này để cúng dường cho Đức Phật và cho các tăng đoàn của ngài để giảng pháp. Ông Thái tử Kỳ Đà ông ngạc nhiên quá, ông nói trời ơi, ta không ngờ trên đời lại có những người đáng quý đến nỗi mà ông cấp cô độc đây phải tôn trọng tới là như vậy. Thôi thì bây giờ như thế này, ông thâu vàng ông về hết đi, đem vàng gì hết đi, là tôi cái giường vẫn là của tôi, nhưng mà khi nào Đức Cồ Đàm tới để giảng pháp thì sẵn lòng tôi mở cửa cho vào. Nó coi như lúc nào cũng sử dụng một cách tự nhiên. Nhưng mà cái miếng đất này là của tôi, gì miếng đất này đẹp lắm, tôi không thể nào tôi bán với cái giá bao nhiêu tôi cũng không bán. Đúng vậy, thấy không, coi như là hai người chia cái công đức với nhau, cái đó là công đức vô lậu, không có thấy bằng tiền, cái đó là công đức vô lậu, hai người chia với nhau cái phước báo để mà để cho Đức Phật có phương tiện để ngồi giảng, để cho tăng chúng đều nghe hết, đông lắm, hàng ngàn người, hả quý vị. Thành ra là quý vị hiểu rằng cái đó là công đức vô lậu đó. Còn cái gì mà chúng ta thấy được, cân đo đong đếm được ha, thấy hình dáng, thấy cân lượng, thấy màu sắc rờ rẫm, hoặc nhìn thấy được, đó là hình thức phước báo vô hữu lậu nha quý vị, cái đó là hữu lậu đó. Thì cái hữu lậu này nó sẽ có họa và có phước đi kèm với nhau, nó đi kèm với nhau. Và chúng ta hãy tin rằng qua cơn bị cực thế hồi Thái Lai, chắc chắn rằng cô lần này cô trở về là rạng rỡ vô cùng, và bao nhiêu tai biến nó sẽ qua hết đó. Thì tôi muốn nói với quý vị một điều, tại sao Hoàng Kim Dung phía Bắc và tại sao Đinh Thị Lan phía Nam nó chửi cô Hà Rầm, mà nó chửi tự do thoải mái, nó dám đụng chạm vô luôn cả danh dự của các cựu chiến binh. Mặc dầu trong cựu chiến binh chỉ đổ chừng 10 người thôi, chỉ có 10 người thôi, trên ngực còn đeo huy chương, mà chính vẫn nhớ hình ảnh, chính đếm khoảng 10 người thôi, vẫn còn đội nón, vẫn bộ đồ sĩ quan mà thời của Bác Hồ đó quý vị. Thì họ đứng lên họ nói rằng xin được khai trừ đảng, không muốn ở trong đảng nữa. Thì đó là những người bệnh công thần ha, trong một phút giây họ yếu lòng đó quý vị, thành ra họ tuyên bố những cái câu nói đó. Thành ra nước ngoài đó là tụi thời gian, từ đó là thời gian chống cộng đó, Lisa Phạm nè, Trang Lê nè, rồi thằng Haley Ben, Haley Trương gì đó nhiều lắm, rồi thằng Tân Thái rồi đó, nó dịch vô cái này nó phát tán ra. Thành ra đây cũng là một cái điểm dơ, một điểm nhất, nhưng mà thật ra chỉ có 10 người thôi, rồi sau đó không còn nữa. Rồi một số nữa là bận đồ nhảy dù của biệt động quân của chế độ cũ, chính thấy chỉ có một cái vài clip rồi sau đó biến mất luôn, ca những bài ca của chế độ cũ, nhạc ngụy, nhưng mà sau đó biến mất hết. Là tại sao? Suy nghĩ lại sai rồi. Chính mới nói một câu như vậy nè, trời ơi, đảng viên mà chê đảng, đảng viên mà chê đảng thì tức là hoa sen mà không chịu ở trong bùn, chê bùn á, từ bùn mà mới có sen nha quý vị ha. Quý vị không thể nào gieo cái giống sen ở trên đá hay là trên nước trong được, mà phải là từ trong bùn nó mới mọc ra sen đó. Thành ra nên nhớ là như thế nha. Thành ra đó, nhưng mà có lẽ là cái giai đoạn đó là do bị bạc đãi, hay là do bất công một cái điều gì đó, hoặc là có cái bệnh công thần nó nổi lên, cũng là bất ưng, con người ta có lúc là như thế. Thành ra đó, chính ra đó là chính quyền cũng cảm thấy rằng đây là một cái điểm không tốt. Thành ra cái con Đinh Thị Lan á, nó nói rằng cô Hằng đi ra để mà kết hợp với cựu chiến binh, một số người bất mãn, mà thiệt ra chính đếm ở trên cái clip đó chỉ có 10 người thôi. Nhưng mà có thể họ đã ân hận rồi thì thôi, chứ thiệt ra trên ngực á vẫn đeo những cái quân chương, mà những cái quân chương này chắc chắn rằng cụ Võ Nguyên Giáp đã từng gắn cho họ đó chứ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới có quyền gắn những cái huy chương đó, quý vị hiểu không? Nhưng mà một số các bà và các ông trong quốc hội á, thôi dây vô làm chi, củng cố cái ghế của mình cái đã. Mới đây nè quý vị biết không, chính cũng là ăn ở không quý vị, đồng chí vừa mới bị chặt cái xương sườn chút xíu, do cái có công chuyện gì đó bị chặt cái xương sườn, nên đồng chí tạm thời nghỉ không có lên clip. Thì chính ở không á, chính mới ngồi mới tằng mằng tỉ mỉ, mới là xem coi cái lương của các ông thủ tướng trên thế giới này đó là lương cao làm sao, tổng thống và thủ tướng cao như thế nào. Thì quý vị có một cái điều ngạc nhiên nha quý vị, thủ tướng của Singapore tức là ông Lý Hiển Long á, cái tiền lương của ổng á là 1,6 triệu đô, mà cái này nó không nói rõ là hàng năm hay là hàng tháng, thì không biết là 1,6 triệu đô nha quý vị. Thì người ta có cái kết luận như thế này,
là cái ông thủ tướng Lý Tự Hiển Long này nè, của Singapore này nè, có một cái số lương gấp 15 lần tổng thống Putin. Thành ra tôi lại càng kính trọng ông Putin nữa. Không phải người ta làm tổng thống gì người ta có số tiền cao, vì yêu đất nước Nga của mình, vì yêu dân tộc Nga của mình. Đó, thành ra ở nơi ông Putin này là đối với tôi là một thần tượng. Thần tượng của gì? Nghĩa là ngoài Bác Hồ ra là ông Putin là thần tượng của chính Tiền Giang. Giá nào đất nước chúng ta có được một ông tổng thống như ông chủ tịch vậy là ngon quá không quý vị ha. Quý vị biết không, cái lương của ông Putin là chỉ bằng 1/15 của thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Nghe đã không quý vị? Rồi cái người kế tiếp mà có một cái số tiền lớn á là tổng thống Mỹ Joe Biden nữa quý vị. Mức lương là 400.000 đô. 400.000 đô. Hết hồn không quý vị, nghe hết hồn không? Nhưng mà ở đây có một cái là nó dở, con cái nó không ghi là một mỗi năm hay là mỗi tháng không biết nữa, là 400.000 đô. Ông Joe Biden đó sống trong Nhà Trắng, di chuyển bằng Air Force One. Đây là một cái chiếc máy bay làm tốt nhất, được trang bị tốt nhất trên thế giới luôn. Diện tích sàn là 4.000 m², trên 3 tầng, phòng y tế có thể tiến hành các ca phẫu thuật khẩn cấp, dãy phòng riêng dành cho tổng thống và nhà bếp, với sức chứa lên tới 100 người cùng một lúc. Air Force One là một loại máy bay trang bị số 1 trên thế giới. Ha, lương của ông Joe Biden tuy rằng khiêm tốn, trời ơi 400.000 đô mà lo khiêm tốn đó quý vị. Nhưng dự án thời hậu của tổng thống giúp cho tổng thống kiếm bộn tiền. Tức là nó nói rằng về sau này ông Biden mà có không còn làm tổng thống nữa thì vẫn giàu có như thường, ghê không? Đó, rồi giờ kế đó là thủ tướng Australia Scott Morrison, cái mức lương là 384.000 đô. Rồi tới thủ tướng Áo là Sebastian Kurz, nhà kêu là mức lương là 328.000 đô. Thủ tướng New Zealand là mức lương là 325.000 đô. Thủ tướng Luxembourg mức lương là 278.000 đô. Thủ tướng Mỹ mức lương là 263.000 đô. Thủ tướng Canada mức lương là 260.000 đô. Và thủ tướng Nhật Bản hiện thời bây giờ đó là 255.000 đô. Và coi như ông Putin không có trong danh sách của các vị lãnh đạo trên thế giới có mức lương cao. Ông Putin này coi như là chỉ 1/15 của thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Như vậy chúng ta thấy đáng kính phục ông Putin không? Đó, thấy quý vị ha. Trời đất ơi, bởi vậy chính Tiền Giang thần tượng ai là người đó xứng đáng quý vị. Ở trong đó là có cô Hằng với chú Dũng đó quý vị. Đó, thành ra bây giờ chính nói quý vị nghe, chính không có dám có một cái tham vọng là cho đồng bào của mình đều yêu thương cô Hằng với chú Dũng. Nhưng mà chỉ muốn nói như thế này nè, chính với cái tuổi là 70 rồi, sinh năm 1954 đó quý vị, tuổi Giáp Ngọ đó quý vị. Thành ra là chính nói quý vị nghe đó, dù sao chính cũng đã trải qua hai cái chế độ sống. Thì hồi trước mình đã có những người phụ nữ nổi tiếng như là luật sư Đại, nữ mà luật sư Đại nha, bà Đại đó. Và một bà nữa là bà Dương Quỳnh Hoa, là hai người phụ nữ này nổi tiếng nha quý vị, có trong quốc hội, có trong hạ nghị viện, thượng nghị viện đó. Còn ngoài ra là nữ của chế độ cũ ít lắm quý vị ơi, ít lắm. Nhưng mà ngày nay thì cái nhân quyền của Việt Nam Cộng Hòa khá hơn, cho nên ở trong quốc hội của chúng ta nữ khá cao. Chính cũng mừng ha quý vị, coi như là nữ được nằm ở trong cái giới chính trị rồi, có những cái đầu óc mà để mà đứng ra để phụ với nam giới, ngang hàng với nam giới trong vấn đề điều hành cho cái đất nước xã hội của chúng ta, thì chính vô cùng là kêu là phấn khích ha, rất là kính trọng. Có điều cái mà nói về người dân á, mà trong những cái hàng mà có kim cương ngọc sòn đại gia này nọ, quý vị biết là thật ra vợ chồng cô Hằng chỉ là đại gia thường thôi, chứ còn nếu mà tính theo mà tỷ phú đó ha thì nó lại khác nha quý vị. Trời đất ơi, chính cũng đã tổng kết những cái tỷ phú nha quý vị. Trời ơi, chính viết nhiều chỗ quá trời nên thành ra tìm nó hơi lâu một chút nha quý vị, thông cảm. Chứ còn tỷ phú của mình á, ông Dượng nè, rồi bà Thảo nè, nhiều lắm. Rồi cái người cuối cùng là vợ của ông Dượng là bà Hương đó quý vị. Trời đất thần ơi, giàu gì mà kêu là cái số tiền của họ là có thể nói đời đời kiếp kiếp mình cũng bao giờ mình có đây quý vị ơi. Đó, thành ra đó là cho chúng ta một cái ý tưởng rằng nó mà được một cái cặp vợ chồng với chú Dũng, cô Hằng thật ra đó, quần áo của cô, xe của cô và cái kim cương của cô không như là con Đinh Thị Lan nó thấy chớp nhoáng đâu quý vị. Nó quá là không biết nó coi ở đâu quá. Nó nói rằng 20 viên với 30 viên là tội nghiệp cho nó quá đi, nó có nhiêu đó mà nó bị mang tiếng là ăn cắp hộp sòn của cô Hằng, thiệt là tội cho nó vô cùng luôn. Chứ thực tế ra đó
cái anh đồng chí này đã gửi qua cho chính Tiền Giang đó là cái bộ kim cương của cô nó khủng khiếp lắm. Có lẽ là cái này là cái người thân với cô ha, cứ là cô yêu thương, cô quý trọng nên cô mới cho xem đó quý vị. Chứ còn cô đem ra ngoài live stream á là chỉ bằng 1% thôi nha quý vị. Ở thành ra đó cô bị ghét, cô bị thù, và những người nào mà chửi cô á người ta mừng lắm, tự vì người ta không thể mở miệng chửi cô được. Cái này là chính nói thiệt luôn đó, với vai trò với hoàn cảnh địa vị á, không ai dám mở miệng chửi cô được, như vậy là nguy hiểm ghê lắm, không có làm được, chết luôn á. Thành thử ra đó ai mà chửi cô hằng được á, ví dụ như con Hoàng Kim Dung hoặc là con Đinh Thị Lan, mà thậm chí con Hoàng Kim Dung nó đón đánh cô luôn á, mà không nhờ các anh công an hôm đó là coi như là cô làm bị là bị coi như là cũng khó khăn á quý vị, coi như là cũng xấu hổ chứ không phải không đâu à. Nhưng mà cái điều này là cái điều rất vui mừng cho một số người. Là tại sao, sao tại sao tôi đi ra đường không ai cho tôi một cái đóa hoa mà không ai chào tôi luôn nữa, trời ơi, nó gặp mặt tôi nó không chào mà tức chứ, tức dễ sợ luôn. Nó bán hàng nó không bán thiếu cho tôi nữa, nó bán hàng mà nó không bớt cho tôi nữa chứ, trời ơi, đáng lẽ tôi bước ra là nó bán đồ nó phải nói là cái này, trời ơi quý bà, con này cái này con biếu cho quý bà nè, con cá nè hay là miếng thịt nè, thôi bà đừng trả tiền, trời ơi bà, đáng lẽ là như vậy mà tại sao mà nó dám lấy tiền của tôi mà nó không chào tôi nữa chứ, trời ơi. Thành ra cô Hằng đó, đây nè, những người giàu nhất Việt Nam chúng ta là 6 người giàu nhất nè quý vị. Ông Phạm Nhật Vượng 30,5 tỷ đô, 37,5 tỷ đô. Ông Bùi Thành Nhân 2,6 tỷ đô. Ông Trần Đình Long 2,3 tỷ đô nha, 2,6 là 2,3 nó xuống chút. Nguyễn Thị Phương Thảo là bà kêu là giám đốc của Vietjet 2,2 tỷ đô. Rồi Hồ Hùng Anh là tức là ngân hàng Techcombank 1,7 tỷ đô. Trần Bá Dương tập đoàn Thaco 1,5 tỷ đô. Rồi Đỗ Anh Tuấn công ty Sunshine 1,4 tỷ đô. Rồi Nguyễn Đăng Quang 1,3 tỷ đô công ty Masan. Nguyễn Văn Đạt 720 triệu đô. Và Phạm Thu Hương tức là phu nhân của bà ông Phạm Nhật Vượng, phó công ty Vingroup 523 triệu đô. Vậy là cô với chú chúng ta thấp hơn nhiều nha quý vị, thấp hơn nhiều. Nhưng mà thấy cái bộ kim cương của cô là tôi giật mình luôn đó. Chỉ có điều có một cái là tôi ngủ rất ngon. Vì sao? Tôi mãn nguyện. Tôi mãn nguyện vì sao? Một, tôi được quý một người phụ nữ có tấm lòng đẹp quý vị, đẹp như kim cương của cô vậy đó. Cô giàu nhưng mà cô không có giữ yên đó, cô biết chia sẻ cho đồng bào của chúng ta, đặc biệt là những cái đứa trẻ. Mặc dầu những đứa trẻ này có thể không phải là rường cột nước nhà gì, các cháu mang một cái chứng bệnh não uống thủy và tim bẩm sinh, các cháu này rất là yếu. Sau này đó mà các cháu mà có thể nuôi sống được cái thân của mình hoặc là vợ con mình không á, đã là quý lắm rồi quý vị. Đừng có hòng các cháu cầm súng đi ra chiến trường hoặc là làm nên cái chuyện gì lớn lao lắm đâu, ít lắm quý vị, hiếm lắm đó. Thì các cháu mà sống được mạnh khỏe vậy là đã là quý lắm rồi, mà cô lại, vợ chồng cô lại quan tâm tới những cái thành phần này mới thấy đáng quý như thế nào. Thường thường đó người ta trồng cây người ta mong ăn trái, thấy không? Người ta làm cái gì người ta cũng muốn có một cái lợi nó quay lại với chúng mình. Nhưng mà bây giờ cô với chú thì coi như là, đây là tôi nói rồi đó, đóng như đóng cái hụi chết đó quý vị. Coi như là sau này mà có ngưng á ha, thì người ta sẽ nói làm sao? Rồi vợ chồng của nó sạt nghiệp rồi, vợ chồng nó bị ngân hàng xiết nợ rồi, vợ chồng nó bị khánh kiệt rồi, rã đám hết trơn rồi, bị bán cái khu du lịch Hải Nam rồi. Nói ra đó quý vị mà ghen với cô cũng uổng cho quý vị. Thiệt ra đó, mình nghe là từ ông Dượng nè, những người mà chính mới đọc hồi nãy đó, ông Dượng, ông Nhân, ông Long, bà Thảo, ông Anh, ông Dương, ông Tuấn, ông Quang, ông Đạt và bà Thu Hương đó, thì cô với chú mình nó chỉ là số lẻ của họ thôi. Có số lẻ của họ thôi quý vị. Thì những cái phước báo này đó là mình phải chúc mừng cho họ và mong rằng những kiếp sau họ sẽ càng làm tốt hơn nữa để mà quan tâm tới xã hội của mình hơn. Anh nói như vậy, chính cũng quay thưa với quý vị như vậy nè. Công lao của những người mà hy sinh về đất nước của mình đó, thì cái này là cái lời vô lậu. Những cái người mà chính nói hồi nãy giờ đó là hữu lậu, còn những người là vô lậu, thí dụ như là Bác Hồ là vô lậu, không quý vị, Bác Giáp là vô lậu, và bao nhiêu chiến sĩ chết trên cái giải Trường Sơn, bao nhiêu cô gái, trong đó có cô gái 10 cô gái Đồng Lộc à, rồi bao nhiêu cô gái mà kêu là nữ binh tóc dài, vân vân và vân vân, biết giao nhân, nữ cán bộ, nữ giao liên, và biết bao nhiêu người mẹ anh hùng, người ta chết vì quê hương này, thì đó là cái công ơn này đất nước Việt Nam chúng ta sẽ thờ phượng mãi trong trái tim của chúng ta, phải không thưa quý vị? Rồi
Bây giờ còn trước nữa đó thì các vị anh hùng hay bà Trưng rồi bà Triệu và Bùi Thị Xuân là chúng ta biết rồi, phải không thưa quý vị? Rồi bây giờ nếu hiện đại bây giờ đó, những người nào dám tranh đấu cho xã hội, dám tìm lại công bằng cho dân chúng của chúng ta một cái phần nào đó thì coi như cũng là nữ anh hùng hết. Chính cũng rất là kính trọng. Thì với cô Hằng đó, cá nhân của chính Tiền Giang nhận xét như thế này: cô vừa có phước hữu lậu và cũng là cái người có phước vô lậu, hai vợ chồng của cô chú. Nghĩa là họ có phước là họ có xe, có đất, có nhà, ha, rồi có kim cương, có xe, rồi vân vân. Cái đó là phước hữu lậu của hai cô chú. Nhưng hai cô chú không giữ riêng cho mình xài, hai cô chú mới chia sẻ ra cho đồng bào của chúng ta bằng cách này cách khác. Thì chắc chắn sau này hai cô chú sẽ càng giàu đẹp hơn và càng có phước báo hơn. Ha, sống thọ, sống lâu, rồi không ít bệnh tật, ít có những cái tai nạn đó quý vị. Đó. Rồi để chính Tiền Giang nói hết cái điều này, rồi cái bài kế tiếp là chính Tiền Giang sẽ nói có một số vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong cái xã hội của chúng ta. Xin quý vị được nghỉ ngơi nha, cho chính Tiền Giang ngừng cái bài nói ở đây. Rồi chúng ta sẽ có những cái bài nói hay tiếp tục nữa để chuẩn bị cho cái ngày 4 tháng 4 này. Có cái phúc thẩm cuối cùng để cho cô chúng ta sẽ có một cái niềm vui. Trước sau thì cũng sẽ trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục những cái công tác từ thiện của cô chú. Xin được cho chính được phép được dừng. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn chủ kinh Lý Lắc và Lóc. Em đang kinh doanh buôn bán mặt hàng yến cao cấp. Các cô chú anh chị nào có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, báo hiếu đến sinh thành, làm quà tặng cho người thân, đồng nghiệp thì liên hệ Zalo của em và em sẽ cung cấp yến giá sỉ, hàng chất lượng, hàng cao cấp 10 trên 10 nha quý vị. Toàn bộ yến đều là nhà em nuôi ở Nha Trang và chế biến cực kỳ ngon, giá thành rẻ và chất lượng hoàn hảo. Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và đặc biệt nhà chúng ta nếu như có người thân mà sức khỏe không được tốt thì chúng ta hãy dùng yến xào của em là bảo đảm khỏe lại liền. Tiền nhiều để làm chi? Tiền nhiều để làm gì? Mua yến ăn đi để bồi bổ sức khỏe cho gia đình và người thân của chúng ta. Nè, mua 10 hũ yến nhỏ, em sẽ tặng cho một hũ, giá chỉ có 69k một hũ thôi, bao ship toàn quốc nha. Rồi, và đặc biệt bên em có yến tổ Nguyên Long. Đó, yến tổ Nguyên Long là nó có Nguyên Long, còn Long còn yến nguyên. Nhà mình đừng có yến tinh chế nữa, yến tổ Nguyên Long thì giá 2.899k, còn yến tinh chế thì nó rẻ hơn tí xíu, rẻ hơn 100k, đó là 2.799k. Và bên em có yến tổ rút lông nữa. Đó, yến tổ rút lông. Dạ, em có sẵn ở đây luôn nè, yến tổ rút lông. Đây, yến tổ rút lông đây. Đó. Yến tổ rút lông là nó không có cọng lông nào hết. Đó, nó nguyên tổ vậy nè. Dạ, cái giá này là 3.799k một lạng nha, chứ không phải một ký đâu nha. Bán một ký như đây là em sạc nghiệp luôn nha. Một ký yến mà bán 3 triệu mới là sạc nghiệp luôn đó. Nè, mua cái này đó, có tặng kèm nữa nha. Tặng kèm là táo đỏ. Đó, táo đỏ để nấu kèm nha. Và đi kèm với táo đỏ thì có đường phèn. Trời ơi, nói với quý vị nha, cái này bồi bổ sức khỏe rất là tốt nha, rất tốt nha quý vị. Tốt cho tim mạch nè, tốt cho huyết áp nè nha. Rồi những người nào mà sức khỏe không được tốt đó nha, rồi ăn cái này là rất là khỏe, rất là tốt luôn. Nói về yến này quý vị đã biết rồi đúng không? Mà yến bên em rất là đặc biệt, rồi rất là ngon nha. Quý vị thử, dùng thử một lần đi, hoặc là mua yến hũ ăn thôi, có 69k một hũ thôi, mua 10 tặng 1, ship toàn quốc luôn, phi ship luôn. Đó, mua ăn thử cái yến hũ đi nha, ăn bảo đảm luôn, đặc sệt luôn, không giống như những cái yến chỗ khác bán mà nó lỏng le lỏng lét nước không đâu. Cái này là cái rất là nhiều, tại vì ở nhà làm nha, uy tín của Lý Lắc nha. Rồi, và đặc biệt nữa là có yến tổ cam giá 6.999k, yến tổ cam tinh chế thì nó rẻ hơn 500k, đó là giá thành 6.199k. Và đặc biệt nữa là có yến huyết nha, yến huyết mắc tiền lắm quý vị, 10 mấy triệu một lạng lận. Và những mặt hàng bao ship toàn quốc nha, bảo đảm ăn một lần là nhớ hoài, ăn là nhớ hoài nha. Rồi rất là ngon nha. Kính mong tất cả cô chú các chị chúng ta nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta hãy bồi bổ sức khỏe, lo lắng sức khỏe của mình. Sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng là bạc, có sức khỏe mới kiếm tiền được nha. Nhớ, người yếu yếu không khỏe hãy liên hệ Lý Lắc qua Zalo để mua yến về ăn, bảo đảm với quý vị không ngon không lấy tiền nha. Yeah. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem hết clip của Lý Lắc. Chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Nhớ không khỏe mua yến của Lý Lắc ăn nhé. Chào tạm biệt mọi người.